Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 510. Hư Vũ Tấn lắc lắc đầu nói, Tần công tử, ta biết, dùng thân phận của ta, hoàn toàn chính xác không tiện tiến vào Cửu Liên thời không, nhưng ta lần này đến đây, không phải tìm ngươi, mà là muốn cùng vị này Diệp Thí Thiên bằng hữu tâm sự. Diệp thần nghi ngờ nói, ngươi muốn tìm ta. Hư Vũ Tấn nói, đúng vậy, các hạ diệt sát âm vu lão tổ, thủ đoạn thông thiên, ta thần âm điện đã biết được. Ta thần âm điện, là cửu âm chủng tộc thế lực lớn nhất, một mực mưu cầu trật tự cùng ổn định, không muốn cùng nhân tộc phân tranh. Chúng ta sinh ra từ nguyên thiên đế bóng mờ, nhưng tuyệt sẽ không trong bóng đêm trầm luân, ngươi có thể diệt sát âm vu lão tổ, diệt trừ một khỏa hắc ám khối u ác tính, ta thần âm điện cũng rất là cao hứng. Diệp thần có chút ngoài ý muốn, nếu như Hư Vũ Tấn nói là sự thật, cái kia cửu âm chủng tộc, cũng không giống hắn trong tưởng tượng tà ác như vậy. Vẫn là có thương lượng đàm phán khả năng. Hư Vũ Tấn nói tiếp, Diệp công tử thủ đoạn kinh thiên, ta thần âm điện cũng rất là bội phục, ta lần này là phụng điện chủ chi mệnh đến đây, muốn mời ngươi đi thần âm điện, đảm nhiệm thánh tử. Chúng ta sẽ giúp ngươi rèn đúc âm văn, phụ trợ ngươi chế tạo quang minh chi tâm. Diệp thần giật nảy cả mình, nói, ngươi nói cái gì, muốn mời ta làm thánh tử. Hư Vũ Tấn nói, đúng vậy, chỉ cần Diệp công tử nguyện ý đảm nhiệm thánh tử, hỗ trợ vững chắc ta thần âm điện trật tự, ta thần âm điện cũng có qua có lại, người có cái gì nghi nan, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Mà lại, chúng ta còn có khả năng nói cho ngươi, nguyên thiên đế một số bí mật. Diệp thần lẩm bẩm nói, nguyên thiên đế một số bí mật. Cửu âm theo nguyên thiên đế trong bóng tối sinh ra, bọn hắn biết một chút nguyên thiên đế che giấu, cũng không hiếm lạ. Hư Vũ Tấn nói, đúng vậy. Chúng ta có khả năng cùng ngươi chia sẻ những bí mật này, ngươi biết về sau, đem tới đối phó vị kia cấm kỵ chi thần, cũng có chỗ tốt cực lớn. Hắn nói cấm kỵ chi thần, dĩ nhiên chính là Sửu Thần. Tên Sửu Thần, mang theo lực lượng kinh khủng, Hư Vũ Tấn không dám gọi thẳng. Diệp thần tâm nghĩ chấp động, hắn dự cảm đến, nếu như bước vào thần âm điện, đảm nhiệm thánh tử, hoàn toàn chính xác có thể được đến vô số chỗ tốt. Nhưng vấn đề là, trên trời sẽ không trắng rớt đĩa bánh. Chỗ tốt này sau lưng, mang theo thao thiên nhân quả, Diệp thần một khi tiêm nhiễm, mong muốn thoát thân, đã có thể không dễ dàng. Ta suy nghĩ một chút. Diệp thần không có lập tức đáp ứng, cũng không có ở trước mặt cự tuyệt, hắn dự định trước vận dụng lực lượng của mình, đi dò tra cái này thần âm điện nội tình. Hư Vũ Tấn nghe Diệp thần nói muốn cân nhắc, cũng là nằm trong dự liệu, gật gật đầu, móc ra một khỏa hộp gỗ. Giao cho Diệp thần, nói. Diệp công tử, nếu như người cố ý đảm nhiệm thánh tử, có thể cầm lấy tín vật này, đi âm sơn đỉnh, thấy một cái gọi Lạc Diêm người, hắn sẽ dẫn người đi thần âm điện. Diệp thần cầm qua hộp gỗ, hỏi ta có khả năng mở ra sao? Hư Vũ Tấn nói, có khả năng. Diệp thần liền mở ra hộp gỗ, lập tức một cỗ hôi thối xông vào mũi, trong hộp thế mà chứa một khỏa vằn vện tia máu to lớn ánh mắt. Cái kia khỏa nhãn cầu, vô cùng quỷ dị, thế mà còn là tại chuyển động, giống như là vật sống, tại hộp gỗ mở ra sau khi, còn chuyển con ngươi nhìn xem Diệp thần. Diệp thần lấy làm kinh hãi, đậy nắp hộp lại, nói tín vật này cũng là có chút độc đáo. Hư Vũ Tấn thấy Diệp thần thấy cái kia khỏa nhãn cầu về sau, chỉ hơi hơi giật mình, đạo tâm cũng không có bị rung chuyển, trong lòng cực kỳ bội phục, cung duy đạo, Diệp công tử đạo tâm cứng cỏi, không sợ quỷ dị. Tại hạ bội phục. Mà một bên Tần Ngạo Phong, khi nhìn đến cái cặp kia viên quỷ dị ánh mắt về sau, đã là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cũng không phải hắn nhát gan, mà là cái kia viên vằn vện tia máu, tựa như vật sống, có thể tự nhiên chuyển động ánh mắt, thật là quá quỷ dị một chút, bình thường người thấy được, chỉ sợ muốn bị dọa đến thét lên. Chỉ có Diệp thần, dựa vào cứng cỏi đạo tâm, mới có thể bảo trì trấn định. Các hạ khen ngợi, âm sơn đỉnh, Lạc Diêm. Ta đều nhớ kỹ. Diệp thần thu hồi hộp, đảm nhiệm thần âm điện thánh tử sự tình, hắn sẽ thận trọng cân nhắc. Hư Vũ Tấn gật đầu, nói, rất tốt. Dừng một chút, hắn lại nói, Diệp công tử là muốn đi Cửu Liên thời không? Diệp thần đạo, đúng thế. Hư Vũ Tấn nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, cái kia mảnh thời không, rất nguy hiểm, ta thần âm điện có tên phản đồ, liền là phản bội chạy trốn đến Cửu Liên thời không bên trong. Diệp thần ồ một tiếng, nói, vậy các hạ muốn tiến vào Cửu Liên thời không, chính là vì bắt lấy phản đồ. Hư Vũ Tấn nói, chính là,
cái kia phản đồ thực lực rất cường hãn, đến từ âm tinh tộc, từng là ta thần âm điện đại hộ pháp, sau này phản bội chạy trốn mà ra, ta không biết hắn là thế nào tiến vào cửu liên thời không. Tần Ngạo Phong nói, hư vụ tấn, người xác định cái kia phản đồ, thật tại cửu liên thời không sao? Không có đạo lý a, ta cửu liên thời không cấm chế tầng tầng, người ngoài không có chỉ dẫn, không có khả năng xông tới. Hư vụ tẫn nói, cái kia phản đồ hoàn toàn chính xác liền ẩn nấp tại cửu liên thời không, Diệp công tử, ngươi là ta thần âm điện nhìn chúng người, cái kia phản đồ biết ngươi tồn tại về sau, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ra tay cướp giết ngươi. Nghe vậy, Diệp thần cũng là bắt được một tia nguy hiểm. Hắn tế ra túc mệnh chi hoàn, thôi diễn vận mệnh, tại cái kia túc mệnh chi hoàn quầng sáng bên trong, tầng tầng thần quang hy mang hội tụ, cuối cùng hội tụ ra một bóng người. Là cái gương mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng thanh niên người, toàn thân từng khỏa âm u tinh cầu vần quanh, khí tượng vô cùng xâm nghiêm. Là hắn sao? Diệp thần chỉ túc mệnh chi hoàn bên trong bóng người, hướng hư vụ tẫn hỏi. Hắn lợi dụng túc mệnh chi hoàn năng lực, đã suy tính ra tương lai hung hiểm đầu nguồn, chính là cái này toàn thân âm tinh hoàn lượn quanh thanh niên người. A, à, là hắn chính là ta thần âm điện phản đồ, âm tinh thái tử. Diệp công tử, người này túc mệnh chi hoàn, không hổ là cổ thần khí, ảo diệu vô tận, lập tức liền suy tính ra tương lai vận mệnh then chốt, họa phúc chân lý. Hư vụ tẫn nhìn xem túc mệnh chi hoàn bên trong bóng người, tán thưởng liên tục, cảm thán Diệp thần thủ đoạn lợi hại. Âm tinh thái tử. Diệp thần chau mày, nhìn xem âm tinh thái tử thân ảnh, từ nơi sâu xa, hắn sau lưng âm tinh thái tử, tựa hồ lại thấy được một đạo khác bóng mờ. Cái kia đạo âm ảnh. Vô cùng thần bí mịt mờ, liền túc mệnh chi hoàn đều đẩy không tính được tới, hắn chẳng qua là bằng trực giác của mình, cảm thấy có cổ quái. Tại cửu liên thời không bên trong, Diệp thần phải đối mặt nguy hiểm, khả năng không ngừng âm tinh thái tử một người, còn có mặt khác cất giấu bóng mờ. Cái này âm tinh thái tử, quả thật tiềm phục tại ta cửu liên thời không bên trong. Tần Ngạo Phong thấy âm tinh thái tử bộ dáng, cũng là ngưng trọng trầm tư. Trước kia hư vụ tấn cũng đã nói. Hắn cửu liên thời không bên trong có cất dấu hắc ám, liền là âm tinh thái tử, thần âm điện phản đồ, nhưng hắn một mực không thể xác định. Cho đến giờ phút này, thấy Diệp thần túc mệnh chi hoàn suy tính, hắn mới rốt cục khẳng định. Âm tinh thái tử, liền ẩn núp tại cửu liên thời không bên trong. Xem ra, ta phải hướng đại tế ti bẩm báo. Tần Ngạo Phong thầm nói. Diệp thần lắc đầu, thu hồi túc mệnh chi hoàn, hướng hư vụ tẫn nói. Mặc kệ cửu liên thời không có gì nguy hiểm, ta đều nhất định muốn đi một chuyến. Muốn giúp Đao Phong nữ hoàng, rèn đúc thân thể, cũng chỉ có dựa vào cửu liên thời không, Diệp thần nhất định phải đi. Tiềm phục tại âm thầm âm tinh thái tử, đối Diệp thần tới nói, tự nhiên là một cái nguy hiểm to lớn, nhưng cũng là một cái cơ hội. Nếu có thể đánh giết âm tinh thái tử, hắn quang minh chi tâm, lại có thể nhiều một đạo âm văn. Hư vụ tẫn thấy Diệp thần thái độ kiên quyết. Ai một tiếng, cũng không khuyên nữa ngăn, nói. Diệp công tử, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu như ngươi có thể sống mà đi ra cửu liên thời không, có thể mang theo ta vừa mới cho ngươi tín vật, đi tới âm sơn đỉnh, đi gặp một cái gọi Lạc Diêm người. Diệp thần đạo, ta sẽ cân nhắc. Hư vụ tấn gật gật đầu, thân thể hóa thành một luồng u ám sương mù, ẩn độn ở trong hư không. Diệp thần cùng Tần Ngạo Phong, thì tiếp tục phi hành về phía trước. Không cần lâu nay, liền vào cửu liên thời không ranh giới. Cửu liên thời không ranh giới bên ngoài, là một mảng lớn biển lửa nóng rực bùng cháy, rung động ầm ầm, cực kỳ hùng vĩ. Diệp thần nhìn xem này mảnh biển lửa, liền thấy nghẹt thở. Biển lửa khí diễm chi mãnh liệt, chỉ sợ là thiên đế cao thủ tiến vào, đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Mơ hồ ở giữa, Diệp thần lại thấy, này mảnh biển lửa, tựa hồ cùng chính mình thiên hỏa mệnh tinh. Có cái gì sâu xa? Biển lửa tất sóng nhiệt, đập vào mặt thời điểm, Diệp thần luân hồi thất tinh mạch, thiên hỏa mệnh tinh khiếu vị, cũng đi theo dị động. Biển lửa này, này mảnh biển lửa, là năm đó Thanh Liên đạo tổ ra, thu thập thiên hỏa mệnh tinh tiết ra ngoài ra tới năng lượng, tạo ra, có thể bảo hộ cửu liên thời không, ngăn cách người ngoài xâm phạm. Tần Ngạo Phong giải thích nói, thì ra là thế. Diệp thần gật gật đầu. Đỉnh phong thời điểm thiên hỏa mệnh tinh, uy năng đích thật là vô cùng cuồn cuộn hung mãnh, coi như tiết ra ngoài ra một chút năng lượng, đều có thể diệt sát thiên đế. Thiên hỏa năng lượng vần quanh, bảo hộ lấy cửu liên thời không,
ẩn chứa trong đó cổ lão ý chí, đó là Thanh Liên đạo tổ ý chí, hỏa nửa đường đạo Thanh Liên, ở trước mắt trong biển lửa, Diệp Thần thỉnh thoảng thấy từng đóa mỹ lệ hoa sen nở rộ. Nếu như không có Tần Ngạo Phong dẫn đường, hắn không có khả năng tiến vào cửu liên thời không. Tần Ngạo Phong mang theo Diệp Thần, xuyên qua biển lửa, trong biển lửa có tất cả trưởng lão, ngồi ngay ngắn ở Thanh Liên bên trên, trấn thủ một phương. Tần Ngạo Phong từng cái bắt chuyện qua, cũng là thuận lợi đem Diệp Thần, đưa đến cửu liên thời không bên trong. Xuyên qua biển lửa, Diệp Thần thấy, là một mảnh bầu trời cung thánh cảnh thế giới, trong hư không khắp nơi lơ lửng một tòa tòa đảo, cung điện, cự tháp, vô số đóa hoa sen nở rộ, thanh quang mờ mịt, tiên khí thần hy dâng lên, đếm không hết phi cầm linh thú, ở trên trời tường vân ở giữa bay vút lên tranh giành, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói, còn có Thanh Liên đạo tổ hậu thế các con dân ngâm sướng cầu khẩn tiếng. Diệp Thần thấy trên bầu trời van xin, tầng mây ở giữa, đứng sừng sững lấy hai tòa pho tượng, một tòa là Thanh Liên đạo tổ pho tượng, tóc trắng râu dài linh động, như muốn theo gió tung bay, tiên phong đạo cốt. Một tòa khác pho tượng, là cái dung mạo tuyệt lệ, khí chất ung dung, người mặc màu vàng kim quần áo cao quý nữ tử, là Thanh Liên đạo tổ thê tử, hắn trong tưởng tượng chí cao nữ thần, thiên mẫu nương nương. Thanh Liên đạo tổ từng có một cái điên cuồng huyễn tưởng, hắn muốn rèn đúc ra một cái toàn trí toàn năng trung cực chi thần. Thậm chí, hắn muốn cho cái này trung cực chi thần, thành vì thê tử của mình. Hắn trong tưởng tượng trung cực chi thần, liền gọi thiên mẹ, hậu thế xưng là thiên mẫu nương nương. Cái này thiên mẫu nương nương, Thanh Liên đạo tổ là thành công chế tạo ra tới, đồng thời bởi vậy hao hết chính mình hết thảy tinh lực, cuối cùng bị bá đao thương lôi một đao chém giết. Nếu như hắn là trạng thái toàn thịnh, nhất định không khả năng dễ dàng như vậy, liền chết tại bá đao thương lôi thủ hạ. Đến mức thiên mẫu nương nương, có phải hay không toàn trí toàn năng, có phải hay không trung cực chi thần, vậy liền khó mà phán đoán. Cửu liên thời không, khắp nơi hương hỏa cường thịnh, các tín đồ ngoại trừ cung phụng Thanh Liên đạo tổ bên ngoài, còn cung phụng thiên mẫu nương nương, không biết trong lòng bọn họ, có tin tưởng hay không thiên mẫu nương nương đã trèo lên đỉnh trung cực. Diệp Thần trong ấn tượng, sơ đại thảo thần Tử Lan, tiểu thảo thần Thanh Nghiên, đều tin tưởng trung cực chi thần liền là thiên mẫu, thậm chí tại các nàng trong nhận thức biết, hy sinh chính mình, tử vong về sau, bất quá là trở về thiên mẫu ôm ấp. Thiên mẫu hình ảnh đa dạng, đại bộ phận là dùng khuynh quốc hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ bộ dáng xuất hiện, cũng có 16 dực thiên thần tư thế chiến đấu bộ dáng. Nhưng bất kể như thế nào, tại Diệp Thần tâm bên trong, thế gian này, cũng không tồn tại trung cực chi thần. Bởi vì nếu có trung cực chi thần tồn tại, cái kia thế gian liền sẽ không có nhiều như vậy tranh đấu, sát lục cùng ghê tởm. Nghĩ trưởng khống vận mệnh của mình, cùng hắn quỳ xuống đất cầu nguyện, chẳng thà chăm chỉ tu luyện tinh tiến. Diệp huynh, đằng trước liền là thiên mẫu điện, ta dẫn người đi bái kiến đại tế ti. Tần Ngạo Phong chỉ bầu trời phương xa, lơ lửng một tòa rộng rãi thần điện. Thần điện kia bảng hiệu, in thiên mẫu điện ba cái chữ to màu vàng, thần quang chiếu rọi, cực kỳ sáng chói. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Tần Ngạo Phong ngự phong phi lên, hướng về thiên mẫu điện bay đi. Thiên mẫu điện, là Thanh Liên đạo tổ tự tay chế tạo, hắn muốn tín đồ của hắn hậu nhân, đều đi thờ phụng thiên mẫu. Kể từ đó, hắn sáng tạo thiên mẫu, mới có thể tích xúc đầy đủ tín ngưỡng lực, trèo lên đỉnh trở thành trung cực chi thần. Sau này, có truyền ngôn nói, thiên mẫu nương nương quả thật phi thăng bến bờ vũ trụ, trở thành trung cực chi thần. Thanh Liên đạo tổ mong mỏi cùng trông mong, liền ngóng trông thê tử của hắn, hắn tự tay chế tạo nữ thần, một ngày kia, có thể dẫn hắn phi thăng đi bến bờ vũ trụ. Nhưng hắn cuối cùng không có chờ đến, chỉ chờ đến bá đao thương lôi một đao. Tại tới cửu liên thời không trên đường, Diệp Thần liền nghe Tần Ngạo Phong nói qua, thiên mẫu nương nương một chút truyền thuyết. Tuy nói Thanh Liên đạo tổ, nhọc lòng, tam lệnh ngũ thuyết, muốn hắn hậu nhân tín đồ, toàn bộ đi tín ngưỡng thiên mẫu. Nhưng, Tần Ngạo Phong những hậu nhân này, đối mặt tổ tông di huấn, lại không thế nào tuân thủ. Bởi vì năm đó thiên mẫu nương nương, tại sau khi phi thăng, cũng không có hạ xuống mảy may ân trạch, càng không có mang Thanh Liên đạo tổ cùng nhau phi thăng. Cái này khiến đến Thanh Liên đạo tổ hậu nhân, rất có phê bình kín đáo, trong lòng đối thiên mẫu nương nương không quá tôn sùng, mặt ngoài mặc dù cung phụng, nhưng trong lòng vẫn là chỉ tôn sùng Thanh Liên đạo tổ một người. Làm Diệp Thần đi vào thiên mẫu điện, hắn liền thấy vùng cung điện này rơi, thiên mạch linh khí hội tụ trung tâm nhất địa phương,
kiến tạo một tòa tháp cao, treo bảng tên Thanh Liên Cổ Tháp, nơi này hương hỏa, chỉ vì Thanh Liên đạo tổ một người cung phụng, tín đồ cũng nhiều nhất, cầu nguyện tiếng thành tín nhất. Tại Thanh Liên Cổ Tháp trước, một cái trống quải trượng, mặt mũi nhăn nheo, da mặt cơ hồ già yếu phải rơi xuống đến trên bờ vai lão giả, đang chủ trì hương hỏa tế tự. Lão giả nhất rõ rệt đặc thù, liền là mọc ra một thanh dài dài, lông xù hôi hồ tử, đều nhanh muốn rủ xuống rơi xuống mặt đất. Đại tế ti, ta trở về. Tần Ngạo Phong đi ra phía trước, hướng cái kia hôi hồ lão giả khom mình hành lễ. Cái kia hôi hồ lão giả gật gật đầu, vẫn đục đôi mắt sáng lên tinh mang, lại như lưỡi đao sắc bén, nhìn Diệp Thần liếc mắt, cùng mặt mũi nhăn nheo giả yếu bộ dáng, tương phản cực lớn. Vị này liền là Diệp Thí Thiên công tử. Hôi hồ lão giả thanh âm già nua, hơi có chút suy sụp vô lực, trong mắt Duệ Mang đang mỉm cười bên trong trầm luân xuống, ánh mắt một lần nữa trở nên vẩn đục, phảng phất thật chỉ là một cái gió thổi qua liền đảo lão đầu. Tại hạ Diệp Thí Thiên, gặp qua lão tiền bối. Diệp Thần chắp tay hành lễ. Hôi hồ lão giả tiếu đạo, không cần đa lễ, ngươi là cho tiền hương hỏa, 100 vạn nguyên ngọc đâu, ha ha, gọi ta hôi hồ tử liền tốt, điện chủ liền là gọi ta như vậy. Đến mức ta chân chính tên, ha ha, chính ta đều quên rồi, sống được quá lâu, tuế nguyệt mài mòn quá lợi hại á. Diệp Thần im lặng, y nguyên duy trì chắp tay lễ tiết. Hôi hồ tử chống quải trưởng, nói, đi thôi, đi vào bên trong tâm sự. Quay người tiến vào Thanh Liên Cổ Tháp bên trong. Diệp Thần cùng Tần Ngạo Phong, liền đi theo hôi hồ tử đi vào, trực tiếp đi đến cổ tháp, đi thẳng tới tầng thứ ba. Nơi này không có có người khác, thanh tĩnh cực kỳ. Hôi hồ tử chậm rãi, cho Diệp Thần ngâm chén trà, nói, nghe nói ngươi giết chết Âm Vu lão tổ. Diệp Thần thoải mái tọa hạ uống trà, lại duy trì khách nhân lễ tiết, nói, đánh giết Âm Vu lão tổ, không là tại hạ một người chi công, là. Hôi hồ tử khoát tay một cái nói, đều một dạng, không có gì sai biệt, ngược lại cái kia nắm hoài thương kiếm, bây giờ là tại ngươi trong tay. Diệp Thần đạo, đúng. Hôi hồ tử cái kia vẫn đục đôi mắt, lại lần nữa dần hiện ra tinh mang, như đao như kiếm, cúi đầu trầm ngâm không nói. Tần Ngạo Phong nói, đại tế ti, có cái âm tộc người, gọi âm tinh thái tử, khả năng tiềm phục tại chúng ta nơi này. Hôi hồ tử lại lộ ra một bộ đã sớm biết biểu lộ, khoát tay một cái nói, Ngạo Phong, ta đều biết, ngươi lui xuống trước đi, ta có một số việc, muốn cùng Diệp công tử đơn độc tâm sự. Tần Ngạo Phong đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng tiếng, đúng. Quay người lui xuống. Trong tòa tháp, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng hôi hồ tử hai người. Hôi hồ tử đôi mắt y nguyên như lưỡi đao sắc bén, hướng Diệp Thần đạo. Diệp công tử, ta nghe nói, ngươi lần này tới bái tế Thanh Liên đạo tổ, là muốn ủy nhờ chúng ta, hỗ trợ rèn đúc cái gì thân thể xác thịt. Diệp Thần đạo, đúng vậy, ta có một vị trưởng bối, nàng thân thể hủy diệt, chỉ còn lại một luồng cô hồn, mà lại bởi vì một ít cấm kỵ nguyên nhân, khó mà phục sinh, chỉ có thể một lần nữa rèn đúc một bộ thân thể, dĩ an hồn định phách. Hôi hồ tử gật đầu nói, ngươi là tìm đúng người, luận rèn đúc thân thể thủ đoạn, thế gian không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể so đến được ta Cửu Liên thời không, ngày xưa Thanh Liên đạo tổ chí tôn, từng tự tay rèn đúc ra Thiên Mẫu nương nương thân thể xác thịt, tay nghề của hắn truyền tới, cho tới hôm nay đều không người có thể siêu việt. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy liền xin nhờ tiền bối ra tay rồi. Hôi hồ tử lại như cái lão hồ ly, híp mắt cười một tiếng, nói, gọi chúng ta ra tay cũng được, người đem hoài thương kiếm giao ra, chuyện gì cũng dễ nói. Nghe vậy, Diệp Thần biến sắc, nói tiền bối mong muốn hoài thương kiếm. Hôi hồ tử tiếu đạo, đúng vậy, này là trong huyễn tưởng, sắc bén nhất kiếm, ta cần này kiếm có tác dụng lớn. Nếu như Diệp công tử, chịu nhịn đau cắt thịt, dâng ra hoài thương kiếm, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta Cửu Liên thời không đều đáp ứng ngươi. Diệp Thần tầm mắt chìm xuống, nói tiền bối, này chỉ sợ. Chấm, hoài thương kiếm không tiện cho ngươi, ta có khả năng cho ngươi hoàng kim nguyên ngọc, ngươi cần bao nhiêu, ta sẽ tận lực kiếm. Hoài thương kiếm là Chu Mục Thần tâm ma chi kiếm, này kiếm Diệp Thần giữ lại, về sau cũng là có tác dụng lớn, không có khả năng tùy tiện cắt tặng cho người khác. Hôi hồ tử nhìn xem Diệp Thần khó xử biểu lộ, cũng là nằm trong dự liệu, ha ha cười cười, nói, xem ra tại Diệp công tử trong lòng, người vị trưởng bối kia địa vị, là so ra kém một thanh kiếm rồi. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này,
nhưng Hoài Thương kiếm với ta mà nói, phi thường trọng yếu, xin thứ cho ta không thể cắt nhường cho tiền bối. Hôi Hồ Tử ha ha tiếu đạo, vậy thì tốt, ngươi cho ta 1.000 vạn nguyên ngọc, ta có khả năng ra tay, giúp ngươi vị trưởng bối kia, rèn đúc thân thể, mặc dù hắn là cái gì thiên đế cổ thần, ta đúc thành thân thể xác thịt, cũng đủ để dung nạp hắn cô hồn. Diệp Thần ra mặt run lên, 1.000 vạn nguyên ngọc. Cái số này, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là con số thiên văn. Dùng luân hồi trận doanh tài lực, cầm là có thể lấy ra, nhưng tương lai trận doanh vận chuyển, nhất định lớn chịu ảnh hưởng. Hôi Hồ Tử cười tủm tỉm nói, nếu như Diệp công tử, không bỏ ra nổi 1.000 vạn, cũng có thể trước tiên đem Hoài Thương kiếm cho ta, ngươi đem kiếm cho ta mượn 1 vạn cái kỷ nguyên thời gian, ta về sau có khả năng trả lại ngươi. Diệp Thần lắc đầu, mượn kiếm cũng là không thể nào, hắn cân nhắc suy nghĩ liên tục, cuối cùng cắn răng nói. Tiền bối, ta có thể cho ngươi 1.000 vạn nguyên ngọc, ngươi cho ta mấy ngày thời gian trù tiền. 1.000 vạn đương nhiên là một cái kinh khủng con số lớn, nhưng Diệp Thần chỉ cần bán thành tiền một chút không ra hồn thường dùng bảo vật, lại cùng Nhậm Phi Phàm thương lượng một chút, vẫn là có thể miễn cưỡng lấy ra. Mặc dù thịt đau một chút, nhưng dù sao cũng so giao ra Hoài Thương kiếm muốn tốt. Thấy Diệp Thần đáp ứng, Hôi Hồ Tử chấn kinh, chống quải trượng đứng dậy, nói. Ta là công phu sư tử ngoạm, ngươi thật đúng là chịu cho ta đưa tiền rồi. Diệp Thần cười khổ, đây cũng là không thể làm gì sự tình, hắn chỉ muốn mau sớm giúp Đao Phong nữ hoàng một lần nữa rèn đúc thân thể. Hôi Hồ Tử đi qua đi lại, tầm mắt không ngừng lấp lánh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chút gì, cuối cùng trầm giọng hướng Diệp Thần đạo. Ngươi đi theo ta. Hướng thượng tầng tháp lâu đi đến. Diệp Thần cảm thấy rất ngờ vực, liền theo Hôi Hồ Tử, một đường hướng Thanh Liên cổ tháp bên trên đi đến, cuối cùng đi đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 không gian, bố trí thành một tòa từ đường bộ dáng, thờ phụng Thanh Liên đạo tổ bài vị. Tại Thanh Liên đạo tổ trước bài vị, có một tòa đại đỉnh, bên trong chiếc đỉnh lớn tựa hồ ẩn giấu đi cái gì quỷ dị đồ vật. Diệp Thần vừa đến, liền ngửi được một cỗ niềm xấu khí tức. Giống như chết người thi thể mùi vị, lại giống như là rãnh nước bẩn bên trong mục nát trăm năm cá tanh. Hắn đi lên, thăm dò hướng chiếc đỉnh lớn kia bên trong xem xét, liền thấy một quả màu xanh hạt sen, cái kia hạt sen đã bị từng tầng một hắc ám cấm chú phủ văn bao bọc. Tầng kia tầng hắc ám cấm chú, mang theo mãnh liệt nguyền rủa khí tức, tựa như ẩn chứa thế gian tối vi hung sát, xấu nhất ác, tối vi xâm nghiêm năng lượng. Cỗ nguyền rủa này thậm chí sẽ có thi thể cùng cá tanh mùi vị phát ra, khiến cho người buồn nôn. Nguyền rủa khí tức, nhưng Diệp Thần thấy quen thuộc. Thế mà cùng thiên sát tinh nguyền rủa là giống nhau như đúc, chẳng qua là càng thêm đen tối nồng hậu dày đặc một chút. Diệp Thần trong cơ thể thiên sát tinh, còn mang theo hắc ám hồn tộc nguyền rủa, hắn mặc dù không sợ nguyền rủa ảnh hưởng, nhưng nguyền rủa tồn tại, cũng làm cho hắn vô pháp phát huy ra thiên sát tinh tiềm lực. Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, Thủy Mẫu Đế Cơ hao phí vô số tâm huyết tài nguyên, thối luyện thai nghén thiên sát tinh, khiến cho đến cái ngôi sao kia, ẩn chứa cực kỳ dư thừa linh khí. Nếu như Diệp Thần có thể giải mở nguyền rủa, hoàn toàn trưởng khống thiên sát tinh uy lực, đến lúc đó, hắn có lẽ có thể bộc phát ra thiên đấu sát thần thần uy, nghiền ép chư thiên. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, bên trong chiếc đỉnh lớn tàn hương thấp thoáng cái kia viên màu xanh hạt sen, thế mà cũng mang theo hắc ám nguyền rủa, cùng thiên sát tinh giống như đúc. Thậm chí muốn càng thêm đen tối. Đây là cái gì? Vì sao mang theo hắc ám nguyền rủa? Diệp Thần chỉ cái kia màu xanh hạt sen, hơi kinh ngạc hướng Hôi Hồ Tử hỏi. Hôi Hồ Tử nói, đây là Thanh Liên đạo loại, là Thanh Liên đạo tổ chí tôn lưu lại đồ vật. Hắn năm đó, chế tạo ra Thiên Mẫu Nương Nương, lại hao phí lớn lao tâm lực, đưa Thiên Mẫu Nương Nương phi thăng, trông đợi nàng sau đó phàm, dẫn hắn cũng cùng một chỗ phi thăng bến bờ vũ trụ. Đây là bọn hắn ước chuyện đã quyết. Nhưng, hắn đợi đã lâu, Thủy Chung không thấy Thiên Mẫu Nương Nương hạ phàm. Có thật nhiều tín đồ góp lời, thậm chí liền quần tinh đạo tổ cũng góp lời, nói Thiên Mẫu Nương Nương có thể phi thăng thất bại, không thể đến bến bờ vũ trụ. Cũng có thể là, nàng, chấm, nàng đã thay lòng, nàng vi phạm với lời hứa, nàng đích xác đi bến bờ vũ trụ, nhưng nàng cự tuyệt tiếp dẫn Thanh Liên đạo tổ chí tôn, ta nguyên sơ thế giới con dân. Mong muốn ngóng trông được nhờ, gà chó lên trời, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Diệp Thần nội tâm đại chấn, việc ngày xưa, nhân quả thâm hậu, khiến cho người chấn động.
hắn nghe Hôi Hồ lệnh tử nâng lên quần tinh đạo tổ, lại rất là kỳ dị, nói quần tinh đạo tổ, đó không phải là đạo tông bát tổ một trong sao? Hôi Hồ tử nói, đúng vậy, quần tinh đạo tổ, là Thanh Liên đạo tổ tuyển định người thừa kế. Năm đó, một gốc thanh liên chống trời, mở ra nguyên sơ thế giới, nhưng bầu trời không có ngôi sao tồn tại, đến ban đêm một vùng tăm tối. Thanh Liên đạo tổ chí tôn, liền mời tới một vị long thần, rèn đúc ra quần tinh. Diệp thần đạo, đúc tinh long thần. Hôi Hồ tử nói, đúng vậy, đúc tinh long thần vì nguyên sơ thế giới, đúc tạo ra được như kỳ tích quần tinh, vì vô ngần vũ trụ hoang dã, bày ra sáng chói chớp lóe. Cái kia mảnh quần tinh, sau này lại lấy được Thanh Liên đạo tổ tự tay điểm hóa, sản sinh ra ý thức, chính là bây giờ quần tinh đạo tổ. Thanh Liên đạo tổ chí tôn, đối quần tinh đạo tổ vô cùng tôn sùng, tự tay vì hắn rèn đúc thân thể xác thịt, thậm chí giao phó hắn đạo tổ danh hiệu, cùng mình sánh vai cùng, liền là coi hắn là thành người nối nghiệp. Hắn nghĩ đến chính mình phi thăng đi bến bờ vũ trụ về sau, liền từ quần tinh đạo tổ, trưởng quản nguyên sơ thế giới, duy trì thế gian ổn định. Diệp thần đạo, nguyên sơ thế giới cũng tính thế gian sao? Hôi Hồ tử tiếu đạo, thiên phàm là tướng đúng, cùng bến bờ vũ trụ so sánh, nguyên sơ thế giới cùng không không lúc nào không, đều xem như thế gian. Diệp thần ra mặt run lên, lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hôi Hồ tử nhìn thấy Diệp thần từ chối cho ý kiến biểu lộ, cũng không có tranh luận, dù sao mọi người có mọi người kiến giải. Ngược lại trong mắt hắn, mặc kệ nguyên sơ thế giới, vẫn là không không lúc nào không, đều là phàm trần tục thế, bất luận pháp tắc quy luật như thế nào mạnh mẽ, sinh hoạt tại trong đó người, vẫn là cùng phàm phu tục tử một dạng, cả ngày sát lục tranh đấu, người lừa ta gạt, không chết không thôi, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chỉ có chân chính bến bờ vũ trụ, mới là an ninh, an lành, vĩnh hằng, hoàn mỹ, cực lạc, không có bất kỳ cái gì tranh đấu cùng phiền não thiên trên thế giới. Hôi Hồ tử thở dài một hơi, nói tiếp tóm lại đến cuối cùng, Thanh Liên đạo tổ chí tôn, cũng không thể chờ đến Thiên Mẫu nương nương, lo nghĩ khổ đợi phía dưới, hắn tinh khí thần hao phí cực lớn, phía sau cùng đối bá đao thương lôi khiêu chiến thời điểm, hắn lại bị một đao giết chết. Chỉ bên trong chiếc đỉnh lớn màu xanh hạt sen, tại trước khi chết, hắn lưu lại viên này hạt sen, nói gọi chúng ta hàng năm, tại hắn ngày rỗ thời điểm, liền nhóm lửa hạt sen, bay lên Thanh Liên thần hỏa. Kể từ đó, Thiên Mẫu nương nương tại bến bờ vũ trụ phía trên, thấy Thanh Liên thần hỏa, liền sẽ lòng từ bi, đưa hắn tiếp dẫn đi cực nhạc thế giới, khiến cho hắn thoát khỏi giữa trần thế oan khuất cùng khổ sở. Nhưng, như ngươi sở liệu, triệu tỷ tỷ thế đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì từ bi buông xuống, hàng năm Thanh Liên đạo tổ ngày rỗ, chúng ta này chút hậu đại, đều sẽ giấy lên Thanh Liên thần hỏa, cũng hướng thiên kỳ đảo, đáng tiếc không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là ta thường xuyên sẽ trong mộng, nghe được Thanh Liên đạo tổ chí tôn gào thét, kêu rên, thút thít, run rẩy, tê tâm liệt phế gầm rú, ta đều không thể tin được này sẽ là hắn. Diệp thần nghe xong Hôi Hồ tử theo như lời nói, triệt để trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Mẫu nương nương ở giữa, sẽ có phức tạp như vậy đi qua. Tiền bối, người nói cho ta biết nhiều như vậy bí mật, không biết có gì cần ta làm. Diệp thần lại hỏi. Vừa mới Hôi Hồ tử nói tới sự tình, đều là phi thường cổ lão bí mật. Ít nhất, trong đó quần tinh đạo tổ thân thế, Diệp thần liền còn là lần đầu tiên nghe nói. Tại bên ngoài, hắn chỉ biết là quần tinh đạo tổ, là đạo tông bát tổ một trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không biết hắn tới từ nguyên sơ thế giới, có thể nói là Thanh Liên đạo tổ đệ tử, là người nối nghiệp. Ban đầu đúc tinh long thần, tại nguyên sơ thế giới sáng tạo ra như kỳ tích quần tinh, cái kia mảnh quần tinh, cũng không tồn tại ý thức. Là Thanh Liên đạo tổ, tự mình ra tay, điểm hóa quần tinh, nhưng quần tinh sản sinh ra ý thức, hóa thành bây giờ quần tinh đạo tổ. Có thể nói, Thanh Liên đạo tổ là quần tinh đạo tổ quân phụ. Này chút thân thế quá khứ, người ngoài là không biết. Hôi Hồ tử chịu đem những bí ẩn này, nói cho Diệp thần, khẳng định không đơn giản. Nghe Diệp thần hỏi thăm, Hôi Hồ tử ánh mắt chớp động, nói, Diệp công tử, ta nghĩ cho ngươi đi một chỗ. Diệp thần hỏi, địa phương nào? Hôi Hồ tử nói, là ta Cửu Liên thời không một khối cấm địa, gọi Ô Liên Cốc. Cái kia phiến địa phương, tràn ngập ô uế cùng tà ác, hết sức thần bí cùng quỷ dị, sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đáng sợ, ta cũng biết không nhiều, chỉ có điện chủ đại nhân biết. Tại trăm năm trước,
Thanh Liên đạo loại bị hắc ám nguyền rủa vần quanh, nhóm lửa vô cùng khó khăn, điện chủ đại nhân hoài nghi, nguyền rủa đầu nguồn, ngay tại Ô Liên Cốc. Nàng độc thân đi Ô Liên Cốc, từ đó lại cũng không có đi ra. Diệp Thần bắt được nguy hiểm to lớn, đồng tử hơi co lại, nói tiền bối, người muốn gọi ta đi Ô Liên Cốc. Hồi Hồ Tử nói, đúng vậy, Ô Liên Cốc địa mạch đặc thù, tu vi người càng mạnh mẽ hơn, đạp sau khi đi vào, liền lại nhận càng mãnh liệt hắc ám thôn phệ. Mà tu vi yếu nhỏ người, lại không cách nào đối kháng Ô Liên Cốc bên trong ma vật. Trăm năm qua, ta phái không ít người, muốn đi tìm kiếm điện chủ đại nhân, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại, tất cả những thứ này thực sự quá khó khăn. Chúng ta Thiên Mẫu Điện điện chủ, gọi cô Tinh Thân Hạc, nàng là thiên cô tinh chuyển thế, thiên sinh cô sát, vẫn luôn là nàng chủ trì nhóm lửa Thanh Liên thần hỏa nghi thức. Trăm năm trước, nàng vì hóa giải nguyền rủa, đi Ô Liên Cốc, nhưng không có trở ra. Này trăm năm thời gian, liền từ ta thay thế ra nàng, nhóm lửa thần hỏa, chủ trì ngày dỗ nghi thức. Nhưng, Thanh Liên đạo loại hắc ám nguyền rủa, càng ngày càng đậm hơn, nhóm lửa cũng càng ngày càng khó khăn, ta dần dần thấy lực bất tòng tâm, năm nay nhất định phải thỉnh điện chủ đại nhân trở về, do nàng tự tay nhóm lửa. Nếu không, ta coi như hiến tế chính mình sinh mệnh, cũng chưa chắc có thể giấy lên Thanh Liên thần hỏa. Dù sao, trên người ta tuế nguyệt mài mòn, quá nghiêm trọng, thân thể thần hồn tinh hoa đã gần như khô kiệt. Hồi Hồ Tử nhìn bên trong chiếc đỉnh lớn màu xanh hạt sen, thần sắc rất là ngưng trọng. Cái kia viên Thanh Liên đạo loại, là Thanh Liên đạo tổ lưu lại thần vật, mặc dù bị hắc ám nguyền rủa vần quanh, y nguyên có khả năng nhóm lửa, chẳng qua là cần hao phí to lớn tâm huyết. Mà Hôi Hồ Tử, khổ tâm dày vò trăm năm, đã sắp muốn không chịu đựng nổi. Diệp Thần nhíu nhíu mày, hỏi, này ngày dỗ nghi thức, nhất định phải nhóm lửa Thanh Liên thần hỏa sao? Hôi Hồ Tử nói, đúng, đây là Thanh Liên đạo tổ di huấn, hắn còn là ảo tưởng lấy một ngày kia, Thiên Mẫu nương nương có thể ở trên trời sao, thấy Thanh Liên thần hỏa hào quang, liền đem hắn tiếp dẫn đi Bỉ Ngạn thế giới. Bất kể như thế nào, tổ tông di huấn, không thể làm trái. Này Thanh Liên thần hỏa, nhất định phải mỗi năm giấy lên. Diệp Thần trầm giọng nói, Thanh Liên đạo tổ mạnh mẽ như thế, vì sao không chính mình phi thăng đi bến bờ vũ trụ? Hôi Hồ Tử thở dài, phi thăng không được, nghĩ phi thăng bến bờ vũ trụ, nhất định phải đạo tâm tinh khiết, không có nửa điểm tì vết, nhưng chỉ cần là người, nội tâm liền sẽ có bóng mờ tồn tại. Nguyên thiên đế đều có bóng mờ. Tham sân si, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. Tranh đấu sát lục, người lừa ta gạt, đều là lòng người hắc ám bóng mờ, chỉ cần có bóng mờ tồn tại, liền không khả năng phi thăng Bỉ Ngạn. Cho nên, lão tổ tông cũng là không có cách nào phi thăng, chỉ có thể chế tạo ra một cái thuần tịnh vô hạ, hào hiệp thần thánh nữ thần ra tới, liền là Thiên Mẫu nương nương. Lão tổ tông là muốn trước hết để cho Thiên Mẫu nương nương phi thăng, lại để cho nàng ban thưởng tiếp dẫn, nhưng cho tới hôm nay, ta cũng không thấy nương nương có hạ xuống chút nào chúc phúc cùng thương hại. Nàng khả năng phản bội chúng ta. Này phản bội nhị chữ, Hôi Hồ Tử nói đến 10 điểm trầm trọng, ánh mắt lập tức lại ảm đạm đi, lộ ra cô đơn bất đắc dĩ cực điểm. Oanh long long, Thanh Liên cổ tháp bên ngoài, bỗng nhiên lôi đình cuồn cuộn, thiểm điện phích lịch nổ tung, cuồng phong gào thét, như có thiên nộ bùng nổ. Từ ngày đó nộ sau lưng, Diệp Thần tựa hồ bắt được Thanh Liên đạo tổ ý chí. Thanh Liên đạo tổ tựa hồ tại nổi giận. Hắn y nguyên yêu tha thiết Thiên Mẫu nương nương, không cho rằng người sau phản bội hắn. Mà đối mặt như thế thiên nộ, Hôi Hồ Tử nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc y nguyên ảm đạm, chỉ coi không thấy, hướng Diệp Thần đạo. Diệp công tử, người tù vi là thần đạo cảnh, người tiến vào Ô Liên Cốc, chắc chắn sẽ không nhận hắc ám thôn phệ. Mà lại, người có hoài thương kiếm, đủ để chém giết Ô Liên Cốc bên trong ma vật. Người là tiến vào Ô Liên Cốc, người chọn lựa thích hợp nhất. Người nắm lấy này đạo phù chiếu, đi Ô Liên Cốc tìm kiếm điện chủ đại nhân. Hắn móc ra một đạo màu xanh phù chiếu, phía trên in Thanh Liên cổ tháp đồ đằng, giao cho Diệp Thần. Kỳ thật này trăm năm thời gian, ta một mực cùng điện chủ đại nhân, duy trì một tia vi diệu liên lạc. Ta nghĩ kêu gọi nàng trở về, nhưng nàng không biết nguyên nhân gì, liền là không chịu trở về. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm tới nàng, nói với nàng, nếu là nàng không về nữa. Năm nay ngày dỗ nghi thức, đem vô pháp như thường lệ cử hành. Một khi Thanh Liên thần hỏa, vô pháp đúng giờ giấy lên, lão tổ tông nhất định hạ xuống lửa giận ngập trời,
không người có thể tiếp nhận. Diệp Thần tâm bên trong run lên, hắn có thể rõ ràng bắt được, Ô Liên cốc bên trong, ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, đủ để đưa hắn diệt sát trăm ngàn lần. Thần âm điện phản đồ, âm tinh thái tử, rất có thể liền giấu ở Ô Liên cốc bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ lực lượng kinh khủng, ẩn núp ở sau lưng, Diệp Thần chỉ cảm thấy nguy hiểm, lại không biết cỗ lực lượng này, đến cùng là cái gì. Hồi Hồ Tử gọi Diệp Thần đi Ô Liên cốc, nhưng hắn lại không muốn tùy tiện mạo hiểm. Thấy Diệp Thần khó xử bộ dáng, Hồi Hồ Tử nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi có thể thay ta đi một chuyến Ô Liên cốc, gọi điện chủ đại nhân trở về, ta có khả năng không tiếc đại giới, thay ngươi chế tạo một bộ thiên đế thân thể. Hắn mở ra điều kiện, không cần Diệp Thần giao ra Hoài Thương kiếm, cũng không cần hắn giao nộp 1.000 vạn nguyên ngọc, chỉ cần đi Ô Liên cốc tìm người là được. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức có chút tâm động. Luân hồi mộ địa bên trong, Đào Phong nữ hoàng cũng có chút không kịp chờ đợi, nàng chỉ muốn mau sớm khôi phục thân thể, liền hướng Diệp Thần đạo, mộ chủ, ngươi liền đi cái kia Ô Liên cốc một chuyến, ta có thể bảo hộ ngươi. Diệp Thần tâm nghĩ chuyển động, Ô Liên cốc hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng có Đào Phong nữ hoàng che chở lời, có lẽ cũng có thể biến nguy thành an. Tại nguy hiểm to lớn bên trong, cũng có thể tôi luyện tu vi tâm tính, không ngừng đột phá tinh tiến. Trong lòng cân nhắc trải qua về sau, Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, đón lấy Hồi Hồ Tử phù chiếu, nói. Tiền bối, ta đây liền đi Ô Liên cốc một chuyến. Hồi Hồ Tử nghe được Diệp Thần đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, nói, rất tốt. Lại căn dặn nói, Diệp công tử, người đi đến Ô Liên cốc, nhìn thấy điện chủ đại nhân về sau, nhớ kỹ, không nên tới gần nàng quanh người 5 bước bên trong. Chuyện này nhất định phải nhớ kỹ, đến mức nguyên lại nhân sao. Bởi vì, nàng là thiên cô tinh chuyển thế, mệnh phạm cô sát, bất luận cái gì tiếp cận nàng người, đều sẽ trở nên bất hạnh, người phải lưu tâm, chỉ cần đem phù chiếu đưa đến, nói cho nàng, bảo nàng trở về chủ trì ngày giỗ nghi thức là đủ. Thiên cô tinh, cùng thiên khải tinh, thiên sát tinh, thiên nhanh tinh các loại, đều là 9 khỏa thiên cương tinh một trong. Trong truyền thuyết thiên cô tinh, liền là thiên sát cô tinh, có được này loại mệnh cách người, cả đời đã định trước cô độc, không cha không mẹ. Không quen không bằng hữu, vô tử không gái. Thiên mẫu điện điện chủ, cô tinh thân hạc, chính là thiên cô tinh chuyển thế, chính là bởi vì nàng cô độc, cho nên không có lo lắng, không có ràng buộc, đạt được cửu liên thời không các phe để cử tán thành, trở thành điện chủ. Khoảng cách ngày giỗ bắt đầu, chỉ còn lại có 7 ngày, thời gian cấp bách, Diệp Thần tại đón lấy Hồi Hồ Tử phù chiếu về sau, chính là lập tức khóa chặt tọa độ, đi tới Ô Liên cốc. Này Ô Liên cốc! Là cửu liên thời không hắc ám cấm địa, trong ngày thường ít ai lui tới. Làm Diệp Thần đi vào Ô Liên cốc, liền thấy vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ thấy mảnh sơn cốc này, khắp nơi đều là hắc ám sương mù, sinh trưởng rất nhiều vặn vẹo thực vật, nhưng ở trong sơn cốc, lại có một gốc màu đen nhánh hoa sen, chống trời mà lên. Cái kia một gốc màu đen nhánh hoa sen, bên trong thông bên ngoài trực, gọn gàng, thẳng tắp cuống hoa, như kình thiên chi trụ thô to, toàn thân đen như mực. Lá sen cũng là màu đen, lượn lờ lấy từng sợi sương mù. Này gốc màu đen hoa sen, giống như là dùng hắc diệu thạch rèn đúc mà thành, vô cùng óng ánh sáng long lanh, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể thấy tại đây óng ánh Ô Liên phía trên, bò đầy từng con bẩn thỉu côn trùng, đám côn trùng này vặn vẹo ngọ nguậy, hóa thành từng mảnh nhỏ khói xám, trải rộng Ô Liên quanh thân, làm cho cái kia óng ánh Ô Liên, cũng trở nên khủng bố. Ở bên ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy Ô Liên bộ dáng. Chỉ thấy từng mảnh sương mù dày. Chỉ có làm người bước vào Ô Liên cốc, mới có thể thấy này gốc màu đen hoa sen, tráng lệ bàng bạc vẻ ngoài. Này gốc Ô Liên, cùng Thanh Liên đạo tổ có quan hệ gì? Diệp Thần nhìn xem cái kia to lớn chống trời Ô Liên, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn biết, Thanh Liên đạo tổ bản thể, trên thực chất liền là một gốc Thanh Liên, bởi vì mở ra nguyên sơ thế giới, cho nên được xưng là sáng thế Thanh Liên. Hiện tại, Diệp Thần trước mắt cái kia to lớn chống trời Ô Liên, chỗ tản ra khí tức, tựa hồ cùng sáng thế Thanh Liên tương thông, chẳng qua là đã hắc hóa. Diệp Thần nhíu mày ngưng tư, nhưng cũng nghĩ không thông, lắc đầu, nghĩ thầm, vẫn là tìm được trước cô tinh thân hạc lại nói. Hắn hít sâu một hơi, bước vào Ô Liên cốc bên trong, lấy ra Hồi Hồ Tử giao cho hắn phủ chiếu, liền thấy phủ chiếu phía trên, sáng lên hơi hơi huỳnh quang, hào quang chỗ hướng đi. Liền là cô tinh thân hạc chỗ. Diệp Thần dọc theo phù chiếu chỉ thị,
bắt đầu tiến vào ô liên cốc chỗ sâu. Chân đạp tại ô liên cốc đường núi bên trên, Diệp Thần có loại vô cùng cảm giác quái dị, giống như chính mình đạp tại một bộ hư thối bành trướng to lớn trên thi thể, dưới chân liền là mục nát máu thịt, mình tùy thời đều muốn bị rơi vào. Này cỗ cảm giác quái dị, rõ ràng là ảo giác, toàn bộ ô liên cốc, địa mạch không ngừng phun ra khí tức quỷ dị, hình thành từng sợi hắc ám sương mù, quanh quẩn tại Diệp Thần bốn phía. Này chút hắc ám sương mù, có thể ăn mòn người đạo tâm, nhiễu loạn người tinh thần. Tu vi người càng mạnh mẽ hơn, chịu ăn mòn, liền muốn càng mãnh liệt. Ban đầu, bình thường thần đạo cảnh tu sĩ, khi tiến vào ô liên cốc về sau, cũng sẽ không nhận quá lớn hắc ám ăn mòn, bởi vì làm lực lượng còn chưa đủ, không đủ để kinh động địa mạch. Nhưng, Diệp Thần lại rất đặc thù, hắn sau khi đi vào, thấy trong địa mạch tán phát hắc ám khí tức, cuồn cuộn mãnh liệt, từng sợi khói đen như ác ma vọt tới, muốn đem hắn bao phủ. Thần thánh chi thư, cho ta xua tán đi. Diệp Thần gặp nguy không loạn, gọi ra thần thánh chi thư, hào quang sáng chói bùng nổ, trong hư không hiện ra một bộ thần thánh thư quyển, ầm ầm ngâm sướng như lôi minh, chiếu phá quỷ dị, xua tán đi khói đen, không khí chung quanh đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Giống. Mà tại khói đen xua tan về sau, hình có vài đầu hắc ám chó săn giống như ma vật, theo hư không liệt phùng bên trong đánh giết ra tới, dương nanh múa vuốt, liền hướng về Diệp Thần đánh tới. Này chút ma vật, thực lực 10 điểm mạnh mẽ, bình thường thần đạo cảnh tu sĩ đối mặt, chỉ có bị đánh chết xuống tràng. Tại ô liên cốc bên trong, cũng tản mát có không ít bạch cốt thi hài, đều là tại đi qua trăm năm thời gian, hôi hồ tử sai phái ra tới người, hoặc là bị hắc ám thôn phệ, hoặc là liền là bị ma vật giết chết. Hoài thương kiếm, cho ta chém. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, khi nhìn đến cái kia vài đầu hắc ám chó săn, vồ giết tới trong nháy mắt, hắn liền ngự kiếm chảm giết ra ngoài. Soạt. Hoài thương kiếm nở rộ kinh thiên vầng sáng, này nắm trong tưởng tượng thần kiếm, bị âm vu lão tổ thối luyện qua, bên trong tích lũy đại lượng âm sát tà khí. Diệp Thần mong muốn phát huy ra toàn bộ phong mang, đó là muôn vàn khó khăn, nhưng phải dùng tới chém giết vài đầu ma vật, đó là dễ dàng. Xoẹt. Chỉ thấy hoài thương kiếm chém xuống, cái kia vài đầu hắc ám chó săn, liền bị Diệp Thần dễ dàng chém thành hai đoạn, ô ô rên rỉ, hóa thành từng sợi nguyên thủy khói đen, diệt vong mà đi. Mà hoài thương kiếm, lại không dính vào mảy may ma lệ, mũi kiếm y nguyên tinh khiết. Thanh binh khí này, so thôn vũ đào địa phương tốt, liền là thi triển ra, không cần hao phí quá lớn linh khí, dù sao cũng là trong tưởng tượng tồn tại, người nắm giữ huyễn tưởng pháp tắc, cường hãn bao nhiêu, thanh kiếm này liền có mạnh bấy nhiêu hung hãn. Tại chém giết cái kia vài đầu hắc ám chó săn về sau, Diệp Thần tiếp tục tiến lên, phù chiếu hào quang chỗ hướng đi, chính là cái kia một gốc to lớn chống trời ô liên. Hắn không ngừng hướng về ô liên cốc trung ương đi đến, càng là đi sâu, tao ngộ ma vật thì càng nhiều, càng cường đại. Bất quá, Diệp Thần dựa vào hoài thương kiếm phong mang, lại phối hợp thuần thú bát tự quyết huy áp, cũng là dễ dàng đem rất nhiều ma vật đánh giết, cũng không nhận được tổn thương gì. Chẳng qua là, càng là đi sâu, Diệp Thần liền càng cảm thấy nguy hiểm, lưng lạnh siêu siêu, áp lực càng lúc càng lớn. Khi hắn đi vào cái kia gốc to lớn ô liên phía dưới, trời đã tối, chung quanh quỷ dị khí thức nồng đậm tới cực điểm. Âm phong gào thét, tựa hồ có quái vật gì, tùy thời muốn theo hư không liệt phùng bên trong leo ra, khiến cho người dùng mình. Diệp Thần duy trì lấy thần thánh chi thư hào quang, bảo hộ tự thân, nhìn một chút hôi hồ tử cho hắn phủ chiếu, hào quang đã 10 điểm nồng đậm, tỏ rõ lấy cô tinh thân hạc, liền tại phụ cận. Nhưng mà, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, đều không có phát hiện cô tinh thân hạc cái bóng. Răng rắc, đang lúc Diệp Thần nghi ngờ thời điểm. Trên trời một chỗ không gian, bỗng nhiên như pha lê nứt ra, đập tan, từ trong đó rơi xuống ra một người. Đó là một cái tóc trắng tới eo, dung mạo thanh lệ đạm mạc, không dính khói lửa trần gian, liền đôi mắt đều là màu trắng tuyệt mỹ nữ tử, nàng tới eo tóc trắng buộc lên một đầu dây đỏ, cánh tay cùng mắt cá chân cũng buộc lên dây đỏ, tại như xương tuyết da thịt trắng noãn làm nổi bật dưới, cái kia dây đỏ lộ ra 10 điểm chú mục. Quần áo của nàng rất mỏng, trắng nhạt sắc. Có thể xuyên thấu qua thật mỏng quần áo, thấy được nàng bên trong càng da thịt tuyết trắng, cả người khí chất như một đầu cô độc dã hạc, ẩn cư khe núi, không hỏi thế sự. Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua, là có thể khẳng định, nữ tử kia chính là Thiên Mẫu Điện điện chủ, cô tinh thân hạc. Nàng tựa hồ bị cái gì trọng kích,
theo một chỗ huyễn tưởng trong không gian, rơi ra ngoài, gương mặt tái nhợt vô huyết, khóe miệng chảy ra máu đỏ thẫm. Diệp Thần giật mình, khó trách hắn vừa mới bắt không đến cô tinh thân hạc khí tức, nguyên lai nàng là tại huyễn tưởng không gian bên trong, giờ phút này bị đánh rơi ra tới. Cô tinh thân hạc, nhanh chóng đầu hàng, ngoan ngoãn trở thành ta chủ nhân nữ nô, bản tọa còn có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Tại cô tinh thân hạc rơi ra ngoài về sau, một đầu cự thú, lại từ vết nứt không gian bên trong bay ra, miệng nói tiếng người, thanh âm hùng hồn bá đạo. Đó là một đầu hắc dực kim lân sư, mọc ra một đôi đen nhánh cánh, thân thể vàng óng sáng chói, như vàng ròng chế tạo, từng sợi hoàng kim cốt đâm, hợp thành sư bờm, bén nhọn lăng lệ, đồng tử lộ ra bế nghễ sơn hà tinh mang, một chảo đánh ra, cương phong khuấy động, bao phủ hướng cô tinh thân hạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô tinh thân hạc khẽ cắn răng, cái kia mặt tái nhợt cho bên trên, khí huyết dâng lên, lóe lên một vệt ửng đỏ, đầu ngón tay lật ra một thanh kiếm, linh khí quán chú, thân kiếm nổ lên đạo đạo phù văn. Ngây thơ sắc tấu, như là ta nghe. Trường kiếm trong tay của nàng, liền bộc phát ra màu bạc trắng thiên đế pháp tắc năng lượng, nhất kiếm hóa ra trăm ngàn đạo như thủy tinh hồn phách, thiên hồn gào thét, vạn phách tranh giành, mỗi một đạo hồn phách, đều tựa như nàng hóa thân. Động tác cùng với nàng giống như đúc, cũng là cầm trong tay trường kiếm tư thái, huy kiếm chém giết. Hắc sực kim lân sự oanh sát mà đến cương phong, lập tức bị cô tinh thân hạc hóa giải mất, vô số kiếm hồn kiếm phách hóa thân, phô thiên cái địa hướng về hắc sực kim lân sư chém giết mà đi, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Điêu trùng tiểu kỹ. Hắc sực kim lân sư chẳng thèm ngó tới, một đôi hắc ám cánh chim cuồng phiến, cuốn lên cuồng bạo âm sát gió lốc. Đem cô tinh thân hạc kiếm hồn kiếm phách hóa thân, toàn bộ ép diệt đi. Cái kia hung mạnh âm sát gió lốc, dự uy không giảm, hung hăng oanh sát hướng cô tinh thân hạc. Oanh! Cô tinh thân hạc vậy mà không có né tránh, cứng rắn chịu hắc sực kim lân sư công kích, vô tận gió lốc nổ vang rào cắt, để cho nàng cơ hồ quần áo vỡ vụn, nàng cắn răng thừa nhận to lớn trùng kích, trong tay giấy lên một vệt thần hỏa. Thanh liên cổ tháp, tín ngưỡng lực, hội tụ ta thân, buông xuống. Một màn kia thần hỏa, rung động ầm ầm, thanh quang dâng lên, một tòa thật to tháp cao hư ảnh, từ trong đó phóng lên tận trời, chính là thiên mẫu điện hạch tâm nhất kiến trúc, thanh liên cổ tháp. Này thanh liên cổ tháp, cũng là một kiện thần khí pháp bảo, ngưng tụ vô số kỷ nguyên đến nay, ngàn vạn tín đồ tín ngưỡng lực, thậm chí sau lưng còn mang theo thanh liên đạo tổ ý chí, uy thế vô cùng hung mãnh lợi hại. Cô tinh thần hạc chính là thiên mẫu điện điện chủ, nàng tự nhiên có tư cách triệu hoán thanh liên cổ tháp lực lượng. Oanh long long, thanh liên cổ tháp mang theo kinh thiên bão táp, cuồng nhiên hướng về hắc sực kim lân sư trấn áp xuống. Không tốt, kiểm, ngươi cái này con mụ điên. Hắc sực kim lân sư hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm cô tinh thân hạc, nó vừa mới thi triển ra âm sát gió lốc, khí tức còn không có hỏa hoãn lại, mắt thấy cái kia thanh liên cổ tháp nện xuống, đã vô pháp ngăn cản. Cô tinh thân hạc đang bắt lấy cơ hội này, liều mạng lưỡng bại câu thương, không để ý tính mạng mình, cũng muốn phản kích. Thanh liên cổ tháp hư ảnh, hung hăng nện ở hắc sực kim lân sư trên thân thể, lập tức làm cho đầu này cự thú, thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn bị nện rơi ngã xuống đất, đụng gãy mười mấy ngọn núi, từng mảnh rừng rậm bị di bình, bụi mù cuồn cuộn. Nhưng, cô tinh thân hạc cũng không dễ chịu. Nàng vừa mới cứng rắn chịu hắc sực kim lân sư công kích, tại bị thương trạng thái dưới, lại không để ý đại giới, triệu hoán thanh liên cổ tháp lực lượng, thân thể lập tức mình đầy thương tích, linh khí hao hết, lại lâm vào cực đoan hư nhược trạng thái, vẻ mặt đã so băng tuyết còn muốn trắng. Nàng kịch liệt thở dốc mấy lần, thân thể lấp lánh, cấp tốc hướng phương xa chạy trốn mà đi. Mặc dù hắc sực kim lân sư đã bị nàng nện rơi xuống đất, bị trọng thương, nhưng nàng thụ thương càng nặng, đã không có khả năng lại đi tổn thương hắc sực kim lân sư. Có thể chạy trốn đã là vạn hạnh. Đáng chết. Quần ma chư tà nghe lệnh, nhanh đi lùng bắt nữ nhân kia, đừng để nàng chạy. Hắc sực kim lân sư lung la lung lay đứng dậy, trong cổ họng phát ra kinh thiên gào thét, chấn động toàn bộ ô liên cốc. Lập tức, toàn bộ ô liên cốc, rất nhiều ma vật quỷ dị, hung thú tinh quái, đều là điên cuồng nhích người, đuổi theo giết cô tinh thân hạc. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hắc sực kim lân sư lợi hại như vậy. Còn có thể hiệu triệu quần ma. Nếu là cô tinh thân hạc bị nó bắt lấy, cái kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít.
Diệp Thần phụng Hôi Hồ Tử chi mệnh, trước đến tìm kiếm cô Tinh Thân Hạc, tự nhiên không thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Hắn dọc theo phù chiếu chỉ thị, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Hắc Dực Kim Lân sư ánh mắt độc ác, đã phát hiện Diệp Thần chỗ, gặp hắn có thể trưởng khống thần thánh chi thư, không khỏi giận nảy cả mình. Nhưng nhìn kỹ một chút, Diệp Thần tu vi, chỉ có thần đạo cảnh tầng 2. Thần đạo cảnh tầng 2, làm sao có thể nắm giữ thần thánh chi thư? Người này là ai? Là Thiên Mẫu Điện bên trong thiên tài. Thanh Liên đạo tổ hậu đại bên trong, lúc nào ra một cái thiên tài như vậy? Hắc Dực Kim Lân sư nghi ngờ không thôi, tại thần thánh chi thư che chở cho, Ô Liên Cốc rất nhiều ma vật, đều không dám tới gần Diệp Thần. Hắc Dực Kim Lân sư hết sức muốn tự mình ra tay, đuổi bắt chặn giết, nhưng đau đớn trên người lợi hại, cũng vô lực chuyển động, hiện tại đành phải hít sâu một hơi, trên thân toát ra từng sợi thiên đế hào quang, bắt đầu chữa thương. Diệp Thần thấy Hắc Dực Kim Lân sư không có đuổi theo, cảm thấy đại định. Ô Liên Cốc bình thường ma vật, có thể không phải là đối thủ của hắn. Hắn thôi động thần thánh chi thư, sáng chói thánh quang nở rộ mà ra, đem phụ cận rất nhiều ma vật xua tan. Sau nửa canh giờ, làm Diệp Thần tìm tới cô Tinh Thân Hạc thời điểm, chung quanh không có một đầu ma vật dám theo tới, bốn phía yên tĩnh. Cô Tinh Thân Hạc toàn thân quần áo vỡ vụn, mảnh lớn mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng lộ ra, tự mang một vệt nhàn nhạt thiên đế thần quang, như nữ quang huy của thần, mặc dù đêm tối dưới Ô Liên Cốc, đen kịt một màu âm u, nhưng Diệp Thần vẫn là liếc mắt liền phát hiện nàng. Nàng bị thương rất nặng, thân thể hết sức yếu ớt, ngã xuống một đầu khe núi trên dòng suối nhỏ. Đỏ thẫm máu, theo nàng nhỏ yếu trắng nõn trên người chảy ra, nhuộm đỏ dòng suối, tóc trắng phơ, đã tán loạn, thậm chí có chút tóc biến thành đen. Cỗ này màu đen, cũng không là bình thường màu đen, mà là quỷ dị ăn mòn. Nàng thụ thương phía dưới, Ô Liên Cốc trong địa mạch hắc ám khí tức, đang điên cuồng xâm lấn lấy thân thể nàng. Làm tóc của nàng, toàn bộ biến thành đen về sau, liền là tử kỳ của nàng. Thân Hạc tiền bối. Diệp Thần thấy cô Tinh Thân Hạc thụ thương nghiêm trọng như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng đi qua đưa nàng ôm lấy. Lúc này cô Tinh Thân Hạc, vụn vặt quần áo, đã hoàn toàn bị dòng suối ướt đẫm, làm Diệp Thần tay cầm vây quanh ở nàng thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng da thịt mềm mại cùng trơn nhẵn, chẳng qua là lạnh đến lợi hại, không có một chút khí huyết ấm áp, suy yếu tới cực điểm. Diệp Thần ôm cô Tinh Thân Hạc, đi đến phụ cận một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Tại hang núi chung quanh khu vực, bày ra từng đạo đạo quang sáng phủ văn, bảo đảm không có ma vật xâm chiếm. Trong sơn động, Diệp Thần đem cô Tinh Thân Hạc đặt nằm dưới đất, thi triển bát quái thiên đan thuật, đạo tông núc đan thuật các loại thuật pháp, trong tay hào quang lấp lánh, linh quang quán chú vào trong cơ thể nàng, trị liệu thương thế của nàng. Nhưng, cô Tinh Thân Hạc trong đan điền, rỗng tuếch, linh khí đã hao hết, Diệp Thần coi như có thể trị hết thương thế của nàng, lại khó khôi phục nguyên khí của nàng. Thuần thú bát tự quyết, nuôi tự quyết. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần điều động đại lượng gió ngư tiên chỉ linh khí, lại hiến tế một chút nguyên ngọc, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, dựa vào nuôi tự quyết, quán chú đến cô Tinh Thân Hạc trong cơ thể, điều dưỡng nàng hư nhược đan điền. Cái này nuôi tự quyết, là thuần thú bát tự quyết một trong, thu vào rất nhiều nuôi dưỡng dã thú, thay dã thú chữa thương điều dưỡng pháp môn. Đơn giản một cái nuôi chữ, ẩn chứa vô thượng chữa thương áo nghĩa. Khôi phục chân lý. Người cũng là một loại dã thú, cho nên cái này nuôi tự quyết, đối người cũng là hữu hiệu. Tại Diệp Thần rất nhiều thuật cặp pháp trị liệu điều dưỡng dưới, nguyên bản vô cùng hư nhược cô Tinh Thân Hạc, khuôn mặt thoáng khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, nàng ưng một tiếng, lông mi thật dài run rẩy, mở mắt, tỉnh táo lại. Thân Hạc tiền bối, người đã tỉnh. Diệp Thần nhìn thấy cô Tinh Thân Hạc tô tỉnh, trong lòng vui vẻ, lên tiếng chào. Ngươi là... Cô Tinh Thân Hạc ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, vừa mới tỉnh lại nàng, còn có chút bao la mờ mịt. Diệp Thần trên mặt, mang theo dữ tợn thanh đồng quỷ diện, nếu như không phải thanh âm ấm áp dày ấm, chỉ sợ cô Tinh Thân Hạc muốn cho là hắn là cái gì ma đầu. Ta gọi Diệp Thí Thiên, là Hôi Hồ Tử phái tới. Diệp Thần lấy ra Hôi Hồ Tử cho hắn phủ chiếu, nói với cô Tinh Thân Hạc. Ồ! Cô Tinh Thân Hạc thấy cái kia phủ chiếu. Mơ hồ nhìn thấy thiên cơ, đã hiểu rõ Diệp Thần ý đồ đến. Ngoài sơn động gió thổi đến, nàng toàn thân lạnh siêu siêu, cúi đầu xem xét, lại phát hiện mình quần áo vỡ vụn, mảng lớn xuân quang bại lộ, không khỏi hơi đỏ mặt,
vội vàng thi triển ra một đạo huyễn muốn pháp thuật, biến hóa ra một thân trắng nhạt ưu nhã quần áo, thoáng chỉnh lý dung nhan. Diệp Thần mặt không đổi sắc, tâm tính của hắn đã vô cùng cứng cỏi. Thế gian này, có thể xúc động hắn đạo tâm nữ tử, hầu như không tồn tại. Chỉ có Mỹ Thần, khả năng sẽ còn nhường Diệp Thần có tâm động cảm giác, đến mức cô tinh thân hạc, mặc dù cũng là vô cùng thanh tuyệt mỹ mạo, bất quá đã không thể xúc động Diệp Thần. Cô tinh thân hạc thấy Diệp Thần sau mặt nạ ánh mắt, 10 điểm bình tĩnh lạnh nhạt, không khỏi có chút kỳ lạ, lại hỏi. Ngươi chạm qua thân thể của ta, có cảm giác hay không cái gì không thoải mái? Diệp Thần đạo, không có. Cô tinh thân hạc u nói ra, mệnh ta phạm thiên sát cô tinh, bất luận cái gì tới gần ta người, đều sẽ trở nên bất hạnh, ngươi không có cảm giác có cái gì ách nạn quấn thân, lòng buồn bực khí trệ sao? Diệp Thần đạo, không có. Mệnh ta cứng rắn cực kỳ, thân hạc tiền bối, người coi như là thiên cô tinh chuyển thế, cũng khắc không được ta. Tại tới ô liên cốc trước, hồi hồ tử liền đã cảnh cáo Diệp Thần, không nên tới gần cô tinh thân hạc 5 bước phạm vi bên trong. Nhưng, Diệp Thần cũng không để ý. Bởi vì hắn mệnh cách, so với chư thiên mạng của tất cả mọi người ô vuông đều muốn cứng rắn, căn bản không sợ cô sát. Cô tinh thân hạc cười một tiếng, không hiểu lại thấy vành mắt có chút phát nhiệt. Nói, rất tốt, nghe nói người kế thừa luân hồi đạo thống, hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Bất quá, người không cần gọi ta tiền bối, trên người ta tuế nguyệt mài mòn, khả năng so người còn nhẹ, ta thiên sinh cô sát, từ trước tới giờ không dính bên ngoài nhân quả, người gọi tên ta là được. Diệp Thần đạo, đúng, vậy ta gọi ngươi, thân hạc cô nương. Khục, thân hạc cô nương, hồi hồ tử tiền bối gọi ta tới, là muốn gọi ngươi trở về. Chủ trì ngày dỗ nghi thức, nhóm lửa thanh liên thần hỏa. Như thanh liên thần hỏa vô pháp nhóm lửa, cái kia chỉ sợ thanh liên đạo tổ, muốn hạ xuống phẫn nộ. Cô tinh thần hạc u nói ra, ta còn không có cảm hóa ô liên đạo tổ, ta không thể trở về đi. Diệp Thần sững sờ, nói cái gì ô liên đạo tổ. Cô tinh thần hạc trần chờ một thoáng, do dự có nên hay không nói cho Diệp Thần, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói. Ô liên đạo tổ 4 chữ này, nhân quả quá lớn, ta sợ ngươi không chịu nổi, vẫn là trước không nói cho ngươi biết. Diệp Thần đạo, không có việc gì, thân hạc cô nương, ngươi cứ nói đừng ngại, mệnh ta cứng rắn cực kỳ, nhân quả gì đều có thể tiếp nhận. Cô tinh thần hạc hé miệng cười một tiếng, nói thông ngươi cũng là rất tự tin, bất quá ta vẫn không thể tùy tiện nói. Dừng một chút, nàng đổi chủ đề, nói, ngươi vừa mới thay ta chữa thương, sử dụng thuật pháp. Cũng là có điểm đặc biệt, là lục đạo cổ thần bên trong, đao phong nữ hoàng thuần thú bát tự quyết. Đao phong nữ hoàng là xa cổ đại thần, tại đạo tông đại chủ tể cởi mở sao băng thế giới, lục đạo cổ thần nhân quả hiển hóa về sau, nàng truyền kỳ cố sự, cũng là dần dần bị chư thiên chỗ nhìn thấy. Thuần thú bát tự quyết, là đao phong nữ hoàng tuyệt học, cô tinh thân hạc hiển nhiên là biết được. Đúng vậy, Diệp Thần cũng không có giấu giếm, dù sao lục đạo cổ thần nhân quả quá lớn. Rất khó giấu giếm được. Đương nhiên, mặc cho người ngoài như thế nào suy tính, đều khó có khả năng suy tính đến luân hồi mộ địa tồn tại, càng không khả năng biết thần hồn của đao phong nữ hoàng, kỳ thật ngay tại Diệp Thần trong cơ thể. Cô tinh thần hạc ánh mắt chớp động, sờ lên bụng của mình vùng đan điền, nói, là nuôi tự quyết sao? Ta linh khí, hoàn toàn chính xác khôi phục không ít. Diệp Thần đạo, đúng thế. Cô tinh thần hạc cười cười nói, này thuần thú bát tự quyết, quả thật là kỳ diệu, người coi ta là dã thú tới nuôi, đều có thể làm ta nguyên khí cấp tốc khôi phục. Diệp Thần đạo, tại hạ thần thông thô thiển, ngược lại để thân hạc cô nương chê cười. Cô tinh thần hạc nói, không có, người thần thông rất lợi hại. Nàng tầm mắt nhìn ra xa hướng hang núi bên ngoài rừng cây, đáng tiếc ngươi tu vi chỉ có thần đạo cảnh, bằng không, dùng ngươi thuần thú bát tự quyết tuyệt diệu, có lẽ có khả năng thuần phục cái kia hắc dực kim lân sư. Nàng nói chuyện thời điểm, bên ngoài sơn động phương xa rừng cây, cũng là truyền đến trận trận kinh thiên tiếng thú gào, đó là hắc dực kim lân sư gầm rú. Lúc này cô tinh thân hạc, nguyên khí đại đại khôi phục, cái kia hắc dực kim lân sư, thương thế rõ ràng cũng khôi phục, đang ở bốn phía tìm kiếm tung tích của nàng. Cô tinh thân hạc, người cho bản tọa cút ra đây. Diệp Thần cùng cô tinh thân hạc, trong sơn động, cũng có thể nghe được hắc dực kim lân sư cái kia cuồng bạo giống lên một tiếng. Đầu kia hắc dực kim lân sư, hung mãnh như vậy, là ai chiến thú? Ô liên đạo tổ sao?
Diệp Thần thử thăm dò hỏi, hắn chỉ muốn biết Ô Liên đạo tổ là ai, cùng Thanh Liên đạo tổ lại có quan hệ gì. Cô Tinh Thần Hạc lắc đầu, nói, không phải, xúc sinh kia là âm tinh thái tử chiến thú, ta bị âm tinh thái tử gây thương tích, theo Ô Liên đạo tổ huyễn tưởng thế giới bên trong, rơi xuống ra tới, xúc sinh kia liền đến truy sát ta. Diệp Thần chấn động trong lòng, âm tinh thái tử. Âm tinh thái tử danh hiệu, hắn đã sớm đã nghe qua, liền là thần âm điện phản đồ. Tại tới cửu liên thời không trước đó, hư vụ tẫn liền đã cảnh cáo Diệp Thần, gọi hắn cẩn thận âm tinh thái tử. Xem cô Tinh Thần Hạc bộ dáng, nàng và âm tinh thái tử ở giữa, rõ ràng cũng có được ân oán mâu thuẫn. Cô Tinh Thần Hạc nói, người hẳn là cũng biết âm tinh thái tử là ai a. Cái tên này, mong muốn mê hoặc Ô Liên đạo tổ, vặn vẹo Ô Liên đạo tổ đạo tâm, ta không thể bỏ qua hắn. Ta cũng không thể nhanh như vậy liền trở về, bằng không Ô Liên đạo tổ trầm luân, hậu quả khó mà lường được. Đạo tâm của hắn, cần ta tịnh hóa. Nói chuyện thời điểm, cô Tinh Thần Hạc nhìn về phía hang núi bên ngoài, từ nơi này, có thể thấy trong sơn cốc, cái kia gốc đứng sừng sững lấy to lớn Ô Liên, chống trời che nguyệt, vô cùng hùng vĩ. Ô Liên toàn thân tinh đen tinh khiết, chẳng qua là phía trên bò đầy côn trùng cùng hắc ám bẩn thỉu đồ vật. Diệp Thần tựa hồ hiểu rõ, nói Thần Hạc cô nương, người này trăm năm qua, một mực không có trở về, chính là vì tịnh hóa Ô Liên. Cô Tinh Thần Hạc nói, đúng vậy. Ta không thể nhìn Ô Liên đạo tổ trầm luân, ta nhất định phải giết chết âm tinh thái tử, vì Ô Liên diệt trừ khối u ác tính. Ta cùng âm tinh thái tử tu vi, không kém bao nhiêu, ban đầu ta chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, có thể trấn áp hắn, nhưng, hắn đầu này chiến thú, lại là vô cùng hung mãnh. Hắn có chiến thú trợ chiến, ta liền đánh không lại. Hang núi bên ngoài, hắc dược kim lân sư còn đang gầm thét bừa bãi tàn phá, tại trong núi rừng va chạm, cắt đứt cây cối. Đụng gãy sơn nhạc, uy thế vô cùng hung mãnh. Đầu này chiến thú, coi như đơn độc sách ra tới, đều có thể một bàn tay chụp chết thần vương, âm tinh thái tử có hung mãnh như vậy trợ lực, cô Tinh Thần Hạc không địch lại, cũng nằm trong dự liệu. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, nói, nếu là ta có thể thuần phục đầu này chiến thú, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Cô Tinh Thần Hạc nói, đúng vậy, chỉ cần có thể đánh giết âm tinh thái tử, ta liền không có nỗi lo về sau. Có thể an tâm trở về chủ trì ngày dỗ nghi thức. Diệp Thần cảm thấy khó giải quyết, này hắc dược kim lân sư hung mãnh như vậy, nghĩ muốn thuần phục, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Cô Tinh Thần Hạc đôi mắt đẹp lấp lánh, lướt qua một vệt quyết tuyệt chi ý, nói ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có lẽ có thể thuần phục xúc sinh kia. Diệp Thần đạo, biện pháp gì? Cô Tinh Thần Hạc nói, ngô, ta bây giờ còn suy yếu, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai làm tiếp quyết đoán, người đêm nay. Thay ta dùng trước thủ đoạn chữa thương, có thể sao? Nàng ngước mắt nhìn Diệp Thần, gương mặt mang theo một chút ngượng ngùng đỏ ửng, muốn mau sớm khôi phục nguyên khí, cũng chỉ có thỉnh Diệp Thần lại ra tay, lợi dụng nuôi tự quyết, thay nàng ôn dưỡng thân thể. Có khả năng. Diệp Thần nhìn xem cô Tinh Thần Hạc như thế tiểu nữ nhân bộ dáng, vô ý thức liền tay giơ lên, chuẩn bị trị liệu đối phương. Đêm đó. Hai người liền trong sơn động vượt qua. Diệp Thần vận chuyển nuôi tự quyết, vì cô Tinh Thần Hạc ôn dưỡng thân thể. Làm phòng hắc dược kim lân sư quấy dày, Diệp Thần còn vận dụng một tia vạn hoa đồng huyết nhãn lực lượng, đem phương viên vài dặm khu vực, toàn bộ vạn vẹo thành thế giới tưởng tượng, che giấu tai mắt người. Một đêm bình an đi qua, Diệp Thần cùng cô Tinh Thần Hạc, không có bị hắc dược kim lân sư phát hiện. Cô Tinh Thần Hạc rất nhanh liền thần thái sáng láng tỉnh lại. Đi qua một đêm ôn dưỡng, nàng tức giận hơi thở tốt lên rất nhiều, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, tóc cũng khôi phục xương tuyết màu trắng tinh, lộ ra siêu nhiên xuất trần khí chất, không dính khói lửa trần gian. Thần Hạc cô nương, thân thể ngươi tốt hơn một chút sao? Diệp Thần hỏi, tốt hơn nhiều. Cô Tinh Thần Hạc gương mặt ửng hồng đáp lại, sau đó nhẹ nhàng thở phào một hơi, đem thắt tóc trắng dây đỏ cởi ra, lại đưa tay cổ tay cùng trên mắt cá chân cột dây đỏ cởi ra. Theo mấy cái dây đỏ cởi ra, từng sợi hung thần sát khí, như khói đen, theo trong cơ thể nàng trào ra. Cỗ này hung sát, là như thế mãnh liệt, liền Diệp Thần đều bị xúc động, lấy làm kinh hãi, lùi lại mấy bước, nói Thần Hạc cô nương, ngươi. Cô Tinh Thần Hạc lộ ra một vệt cười khổ, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay, nói. Mệnh ta phạm thiên sát cô Tinh, dễ dàng thương người bên cạnh, từ nhỏ dùng dây đỏ trói hồn,
trói buộc cô tinh mệnh cách hung sát, đã là vì phòng ngừa ngộ thương người bên cạnh, cũng là vì bảo hộ chính ta. Nổi tiếng dây thừng cởi ra, mệnh ta ô năng lượng phóng thích, cái kia chính là hung sát thao thiên, ngay cả chính ta đều có thể bị dìm ngập. Nàng chậm rãi đứng dậy, trên thân kinh thiên hung thần sát khí, cuồn cuộn nổ vang, như lôi gào thét, nàng thuần trắng làn da nhiều hơn từng đạo hắc ám bùa chú, cái kia hung thần sát khí cuồn cuộn, biến ảo thành các loại không thể diễn tả dữ tợn khí tượng, khiến cho người nghẹt thở. Diệp Thần trừng to mắt, cũng là có chút điểm nghẹt thở. Cô tinh thần hạc nói, bằng vào ta bây giờ lực lượng, đoán chừng có khả năng trọng thương hắc dực kim lân sư. Diệp Thí Thiên, chờ ta trọng thương xúc sinh kia về sau, ngươi lại ra tay, lợi dụng thuần thú bí quyết, đem hàng phục. Cái này là cô tinh thần hạc kế hoạch, do nàng ra tay, trấn áp hắc dực kim lân sư, lại giao cho Diệp Thần thuần phục, dạng này có khả năng bảo đảm không có sơ hở nào. Diệp Thần đạo, biện pháp này tốt, nhưng, thân hạc cô nương, nể mệnh cách sát khí toàn bộ bùng nổ, sẽ không đả thương thân sao? Cô tinh thần hạc cười khổ nói, thương thân cũng không có biện pháp, tốc chiến tốc thắng, có thể đem ta chịu cắn trả, xuống đến thấp nhất. Chỉ cần có thể thuần phục hắc dực kim lân sư, sẽ cùng là chém dụng âm tinh thái tử một đầu cánh tay, mà Diệp Thần bên này có đầu này cự thú trợ lực, sức chiến đấu chắc chắn tăng vọt. Cứ kéo dài tình huống như thế, đến lúc đó nghĩ muốn tiêu diệt âm tinh thái tử, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần suy nghĩ một chút, yên lặng đem thôn vũ đao lấy ra, giao cho cô tinh thân hạc, nói. Thân hạc cô nương, cây đao này cho ngươi mượn. Cô tinh thân hạc tiếp nhận, đem thân đao rút ra một nửa, nhìn xem cái kia sáng loáng phong duệ, lạnh lùng xâm nghiêm lưỡi đao, nàng lấy làm kinh hãi, nói, thôn vũ đao. Chư thiên tối vì binh khí sắc bén. Diệp Thần đạo, đúng vậy. Có cây đao này, người đi đối chiến hắc dực kim lân sư, chắc hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Cô tinh thần hạc trong lòng trở nên kích động, chân quý như vậy binh khí, Diệp Thần thế mà cam lòng cấp cho nàng, cũng không sợ nàng nuốt riêng. Như thế tín nhiệm, để cho nàng cũng là khó kìm lòng nổi, vành mắt một hồi ửng hồng, hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, lại có chút kỳ dị hỏi. Diệp Thí Thiên, đao phong nữ hoàng là gì của ngươi? Này nắm thôn vũ đao. Tựa hồ là đao phong nữ hoàng đã từng binh khí, ngươi có thể chấp trưởng binh khí của nàng, lại nắm giữ thuần thú bát tự quyết, chẳng lẽ ngươi chính là đao phong nữ hoàng truyền nhân? Diệp Thần đạo, xem như thế đi, này không trọng yếu, thân hạc cô nương, chúng ta trước hợp lại trấn áp hắc dực kim lân sư. Cô tinh thần hạc nhẹ nắm lấy thôn vũ đao, ánh mắt sắc bén, nói tốt. Diệp Thần gật gật đầu, liền vận chuyển vạn hoa đồng huyết nhãn, đem hết thảy huyễn tưởng khí tượng. Toàn bộ triệt tiêu. Tại huyễn tưởng bình chướng tan biến về sau, cô tinh thần hạc trên thân cái kia cuồng bạo hung thần sát khí, cũng là cuồn cuộn truyền ra ngoài, kinh động toàn bộ ô liên cốc. Cô tinh thần hạc, nguyên lai người trốn ở chỗ này. Hắc dực kim lân sư tiếng gầm gừ, từ phương xa truyền đến, sau đó chính là một hồi rừng núi phá hủy, gió bão âm thanh gào thét. Diệp Thần cùng cô tinh thần hạc, đi đến hang núi bên ngoài. Liền thấy hắc dực kim lân sư thân thể cao lớn, chân xí cướp qua bầu trời, hướng về nơi này bay tới. Nó toàn thân thú huyết sôi trào, lệ khí cuồng bạo, chân xí cướp thiên thời khắc, cuốn lên cuồng bạo khí lưu, khiến cho đến cây cối phía dưới toàn bộ đứt gãy sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Sau lưng nó, còn đi theo lít nha lít nhít, đếm không hết ma vật hung thú. Nó từ không trung nhìn xuống tới, nhìn thấy cô tinh thân hạc dây đỏ đã giải mở. Hung thần sát khí trùng thiên, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ. Xé nát bọn hắn. Hắc dực kim lân sư cũng không lập tức công kích, phản mà lùi về sau một khoảng cách, hét lớn một tiếng, chỉ huy sau lưng rất nhiều ma vật hung thú xuất kích. Nó biết cô tinh thân hạc, hung sát lộ ra, khó đối phó, cho nên dự định trước hết để cho rất nhiều ma vật xuất kích, tiêu hao khí tức của nàng. Giống. Theo hắc dực kim lân sư ra lệnh một tiếng, phô thiên ma vật. Chính là bừa bãi tàn phá gầm hét lên, chợt hung hãn không sợ chết, từ phía chân trời đánh giết mà xuống, hướng về Diệp Thần cùng cô tinh thân hạc phóng đi. Cô tinh thân hạc đang chờ ra tay, Diệp Thần đè lại nàng tay, nói, giao cho ta. Hắn không muốn để cho thân hạc lãng phí linh khí, nhanh chân bước ra, vạn hoa đồng huyết nhãn phát động, lại tế ra quang minh chi tâm. Quang minh chi tâm, hoàn mỹ biến ảo. Diệp Thần quát to một tiếng, một màn kinh người xuất hiện. Hắn phóng thích ra quang minh chi tâm, toát ra vô cùng hào quang sáng chói, không còn là một cái bán thành phẩm,
mà là hoàn mỹ hình dáng. Đương nhiên, cỗ này hoàn mỹ hình dáng, trên thực tế chỉ là ảo tưởng, là Diệp Thần lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, huyễn hóa ra tới tồn tại. Nhưng, đối với bình thường ma vật tới nói, chân thực cùng huyễn tưởng, lại không có bao nhiêu khác biệt, chúng nó cũng không cách nào phá giải. Khó có thể tưởng tượng sáng chói thần mang, ngàn vạn đầu màu trắng tinh nóng rực trùng sáng, chưa từng hạn đa chiều quang minh chi tâm bên trên nở rộ mà ra. Quang minh chi tâm bên trên mỗi một cái vĩ độ vị diện, đều là chí cao quang minh thế giới, thần thánh hào quang chảy ra đến, ngay tại trong hư không diễn sinh ra ngàn tỷ quyển thần thánh chi thư, còn có đếm không hết quang minh tiên linh, thần sứ, tín đồ, cung điện, tháp cao, to tiếng ngâm sướng gột rửa linh hồn, rung động càn khôn. Hắc Sực Kim Lân Sư cùng cô Tinh Thân Hạc, vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này. Chỉ thấy phô cái kia phô thiên cái địa, đánh giết mà đến rất nhiều ma vật, tại Diệp Thần quang minh chi tâm thánh quang tẩy lễ dưới, tại trong chớp mắt, liền toàn bộ hóa thành cho bụi, kêu thảm tiếng kêu rên rung chuyển thiên vũ. Chấp trưởng quang minh chi tâm Diệp Thần, tựa như một tôn chí cao quang minh thần, khiến cho người không dám ngước mắt. Kỳ thật rất nhiều ma vật bên trong, có thật nhiều tồn tại, thực lực đã vượt ra khỏi thần đạo cảnh, nhưng Diệp Thần quang minh chi tâm, uy năng thực sự quá hung hãn, đối ma vật vừa có to lớn khắc chế hiệu quả, có thể bỏ qua cảnh giới chênh lệch, trực tiếp ép diệt hết thảy tà ác. Hắc Sực Kim Lân Sư chấn kinh, trong cơ thể nó cũng có được hắc ám lực lượng tồn tại, giờ phút này nhận Diệp Thần quang minh chi tâm chiếu xạ, nó liền thấy toàn thân khó chịu, một đôi màu đen cánh, tại suy suy rung động, giống như muốn hòa tan bốc hơi. Đáng chết tiểu tử, giả thần giả quỷ, phá cho ta. Hắc Sực Kim Lân Sư chấn nộ, nó biết Diệp Thần quang minh chi tâm, chỉ là ảo tưởng bên trong hoàn mỹ, chân thực uy lực cũng không có lớn như vậy. Nó dưới sự phẫn nộ, trưởng trảo mang theo kinh thiên cương phong, hung hăng hướng về trên không quang minh chi tâm vỗ tới, uy năng chi hung mãnh, như chặn đánh vỡ thái dương, cực kỳ bá đạo. Súc sinh, đối thủ của ngươi là ta. Cô Tinh Thân Hạc đôi mắt đẹp lăng lệ, không đợi Hắc Sực Kim Lân Sư đánh chúng, lập tức phóng lên tận trời, sau lưng soạt một tiếng, bày ra một đôi thần quang dâng lên cánh, như bạch hạc cánh chim, yêu nhã xuất trần, lại rút ra trong tay thôn vũ đao, một đao hướng về Hắc Sực Kim Lân Sư trưởng chảo chém đi. Thôn vũ đao vừa ra, không cách nào hình dung sắc bén đao mang, chính là mang theo phá thiên uy thế, biểu trảm mà ra, phảng phất chư thiên vạn giới, không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở này một đao. Cái gì, thôn vũ đao? Hắc Sực Kim Lân Sư triệt để chấn kinh, trăm triệu không nghĩ tới, cô Tinh Thân Hạc thế mà nắm giữ lấy như thế thần binh lợi khí. Thời khắc này cô Tinh Thân Hạc, mệnh cách hung sát toàn bộ triển khai, lực lượng bá đạo hung hãn cực điểm, này một đao thôn vũ trảm, cũng là vô cùng mạnh mẽ, như muốn chém diệt chư thiên, đao mang lướt qua, hư không tầng tầng sụp đổ phá toái, thời gian đều bị bóp méo. Hắc Sực Kim Lân Sư thân thể như dừng lại, càng không có cách nào né tránh, mắt thấy là phải bị thôn vũ đao một đao chém trúng. Hoàng Kim Cốt Đâm, bắn giết. Trong lúc nguy cấp, Hắc Sực Kim Lân Sư một tiếng quát lên điên cuồng, sinh trưởng tại trên cổ từng sợi Hoàng Kim Cốt Đâm, bỗng nhiên bắn ra, như tên nỏ, hướng về cô Tinh Thân Hạc bắn tới. Đây là lấy mệnh liều mạng đấu pháp. Cô Tinh Thân Hạc sầm mặt lại, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải hồi trở lại đao phòng thủ, vùng đao đánh rơi đối diện phóng tới Hoàng Kim Cốt Đâm. Hắc Sực Kim Lân Sư thở dốc một tiếng, nhân cơ hội này, chấn xí cấp tốc lui lại. Lúc này nó, bộ dáng 10 điểm chật vật, trên cổ từng sợi Hoàng Kim Cốt Đâm, vốn là nó sư bầm, nhưng bây giờ toàn bộ bạo bắn ra ngoài, nó cổ trở nên trụi lùi, hết sức khó coi. Bất quá, nó cuối cùng là tránh thoát cô Tinh Thân Hạc một đao. Cô Tinh Thân Hạc gương mặt hơi trắng bệch, thôn vũ đao vô cùng sắc bén, thi triển đao này cần hao phí lượng lớn linh khí, nàng một đao dùng xong sau, liền cần điều tức hồi khí. Gió lớn lôi bạo, cho ta trấn áp. Hắc Sực Kim Lân Sư đâu chịu bỏ qua cơ hội này, lập tức ngẩng đầu hấp khí, năng lượng thiên địa cuồn cuộn hội tụ, tại nó trên miệng hóa ra một khỏa to lớn bão táp cầu, tia điện lấp lánh, 10 điểm hùng vĩ. Hô! Tiếp theo sát, Hắc Sực Kim Lân Sư há mồm phun một cái kia viên to lớn bão táp cầu, liền hung hăng hướng về cô Tinh Thân Hạc oanh tạc mà đi. Cô Tinh Thân Hạc đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem cái kia oanh tạc mà đến to lớn bão táp cầu, nàng cũng không có né tránh, mà là hít sâu một hơi, tiêm tay nắm chặt thôn vũ đao, đúng là lần nữa chém ra một đao. Mệnh ta cô sát, đoạn tuyệt hết thảy.
lạnh lùng đao mang, mang theo hung lệ cô sát khí, bẻ gãy nghiền nát, thẳng tiến không lùi chém giết mà ra. Lúc này cô tinh thần hạc, nàng tức giận hơi thở còn không có điều hòa tới, cưỡng ép xuất đao, đối thân thể tổn thương to lớn. Nhưng, nàng vẫn là hung hãn không sợ chết, này một đao chém ra ngoài. Diệp thần kinh hãi, liền thấy cô tinh thần hạc chém ra một đao về sau, phong duệ đao mang, chảm phá cái kia viên gió lớn quả cầu sét. Nhìn như đáng sợ gió lớn quả cầu sét, bị cô tinh thần hạc một đao chém ra về sau, liền ô minh một tiếng, đúng là hóa thành vô số vụn vặt lưu quang tán loạn mà đi, liền nhẹ nhàng nhất nổ tung đều không thể phát sinh. Rõ ràng cô tinh thần hạc này một đao, có hung mãnh cỡ nào, theo căn nguyên bên trên chảm diệt cái kia viên gió lớn quả cầu sét. Không, nhìn thấy một màn này, Hắc Dực Kim Lân sư chấn động kinh hãi. Phong duệ đao mang bạo chảm tới, nó thân thể nhận nặng chảm, máu tươi bão táp, như đạn pháo rơi xuống đất. Mà cô tinh thần hạc, luân phiên xuất đao, cũng là nhận to lớn phản thương. Mệnh cách bên trong cô sát khí, cũng đang điên cuồng cắn trả thân thể nàng. Nàng xương tuyết thuần trắng tóc, chỉ ít có một nửa, trong nháy mắt biến thành màu đen, thân thể như diều đứt dây rơi xuống. Thân hạc cô nương. Diệp thần kinh hãi, vội vàng bay đi, đem thân hạc thân thể mềm mại tiếp được. Nhanh, nhanh trấn áp xúc sinh kia. Cô tinh thần hạc cũng không thẳng thân suy yếu, hướng Diệp thần thúc giục nói. Hắc Dực Kim Lân sư trọng thương, biết nguy hiểm, giãy giụa lấy bỏ lên, nghĩ muốn chạy trốn mà đi. Diệp thần đâu chịu để nó đào thoát, lập tức trước buông xuống thân hạc, bay đến Hắc Dực Kim Lân sư trước mặt. Hắc Dực Kim Lân sư lộ ra nồng đậm hoảng sợ vẻ mặt, tuy nói Diệp thần tu vi, chỉ có thần đạo cảnh tầng 2, nhưng nó bây giờ trọng thương phía dưới, cũng tuyệt đối không thể nào đối kháng Diệp thần. Uy tự quyết, thần phục ta đi. Diệp thần ánh mắt sắc bén, bàn tay lớn vung ra, toàn thân linh khí cuồn cuộn, uy tự quyết bùng nổ, lại gọi ra bất hủ phong bia. Cái kia bất hủ phong bia phía trên, liền có một cái to lớn uy chữ, tại sáng chói lấp lánh. Hắn dùng bất hủ phong bia, phụ trợ thi triển uy tự quyết, chỗ bộc phát ra uy thế, quả thực là khó mà hình dung cường đại khủng bố. Bất hủ phong bia chấn áp xuống, uy tự quyết uy nghiêm cuồn cuộn phóng thích, Hắc Dực Kim Lân sư kêu lên một tiếng đau đớn, chân trước lập tức quỳ rạp xuống đất, trong mắt kháng cự cùng kiệt ngạo, hết sức sắp biến thành dịu dàng ngoan ngoãn thần phục. Đúng, chủ nhân, ta nguyện ý thần phục. Hắc Dực Kim Lân sư mở miệng, lập tức liền biểu thị thần phục. Ta trước kia, ngộ nhập lạc lối, thế mà đầu phục âm tinh thái tử loại kia gian nhân, may mắn đạt được chủ nhân chỉ bảo, bây giờ sai đường biết quay lại, quy thuận chủ nhân tọa hạ, thật sự là thiên địa thấy yêu. Nó thần phục về sau, liền tâm tính đều cải biến, hoàn toàn phụ thuộc Diệp thần, lại đem trước kia đầu nhập vào âm tinh thái tử sự tình, coi là tội ác lạc lối. Diệp thần thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Cô tinh thần hạc cũng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Diệp thần thuần thú bí quyết, lợi hại như thế, vừa thi triển ra, lập tức thành công, thậm chí là cải biến Hắc Dực Kim Lân sư tâm tính. Người cũng là một loại dã thú, nếu là Diệp thần thuần thú bí quyết, dùng tại nhân thân bên trên, đem người trấn áp thuần phục, vậy thì thật là vô cùng đáng sợ thủ đoạn. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là của ta chiến thú, ta muốn ngươi hỗ trợ giết ngược lại âm tinh thái tử, ngươi có chịu hay không? Diệp thần điều động gió ngư tiên chỉ một tia linh khí, lại vận chuyển nuôi tự quyết, tay cầm đặt tại Hắc Dực Kim Lân sư trên thân, vì nó dưỡng thương, hỏi. Đó là dĩ nhiên, âm tinh thái tử làm nhiều việc ác, ta trước kia chịu hắn bức hiếp, cũng lây dính không ít huyết tinh, bây giờ chỉ có đưa hắn đánh giết, mới có thể thoáng chuộc tội. Hắc Dực Kim Lân sư rất cung kính nói ra, ngoặc, nó lúc này bị Diệp thần thuần phục, lập tức liền thay đổi đầu thương. Mong muốn đánh giết âm tinh thái tử. Rất tốt, âm tinh thái tử, là muốn mê hoặc Ô Liên đạo tổ. Ô Liên đạo tổ lại là người nào? Diệp thần hỏi. Thân phận của Ô Liên đạo tổ, hắn hết sức muốn biết, cô tinh thần hạc không chịu nói, hắn liền hỏi Hắc Dực Kim Lân sư, có lẽ có thể biết huyền bí. Cô tinh thần hạc nghe được Diệp thần, lập tức cả kinh nói, Diệp thí thiên, Ô Liên đạo tổ sau lưng nhân quả quá lớn, ngươi không thể tiêm nhiễm. Hắc Dực Kim Lân sư đối Diệp thần vô cùng cung kính, nhưng nghe đến câu hỏi của hắn về sau, cũng lộ ra một tia làm khó, nói chủ nhân, thành như thân hạc đại nhân nói, Ô Liên đạo tổ sau lưng, có cấm kỵ nhân quả, không thể tùy tiện tiêm nhiễm, ta không dám tùy tiện tiết lộ,
chỉ sợ đả thương chủ nhân vạn kim thân thể. Diệp thần đạo, người cứ nói đừng ngại, mệnh ta Ô Vương cứng rắn, thì sợ gì nhân quả tiêm nhiễm. Hắc Dực Kim Lân sư trầm mặc, do dự muốn hay không nói. Ha ha ha, tiểu tử, bằng ngươi cũng xứng thám thính Ô Liên đạo tổ che giấu. Ngươi cũng không sợ chết sao? Ngay lúc này, bầu trời phương xa bên trong, truyền đến một đạo buông thả tiếng cười. Nghe được tiếng cười kia, cô tinh thân hạc cùng Hắc Dực Kim Lân sư, vẻ mặt cũng thay đổi, cùng kêu lên. Đáng chết, tên kia thế mà đến rồi. Âm Tinh Thái Tử đến rồi. Chỉ thấy bên trên bầu trời, âm khí dâng lên, ngưng hóa ra từng khỏa âm sát tinh thần, xoay chậm chậm, như vũ trụ tinh hà quỹ tích, lộ ra vô cùng cường đại trật tự sức mạnh to lớn. Một người mặc âm u trường bào, gương mặt hung ác nham hiểm nam tử, chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống tới, từng khỏa âm sát tinh thần, như viên bi vây quanh thân thể của hắn xoay tròn lấy. Chính là Âm Tinh Thái Tử. Diệp thần tại tới Cửu Liên thời không trước đó, liền theo túc mệnh chi hoàn bên trong, thấy qua Âm Tinh Thái Tử bộ dáng. Lúc này tận mắt nhìn thấy, hắn liền thấy Âm Tinh Thái Tử mạnh mẽ, khiến cho người nghẹt thở. Cô tinh thần hạc thấy Âm Tinh Thái Tử buông xuống, một khỏa hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nàng bây giờ hết sức yếu ớt, Hắc Dực Kim Lân sư lại chịu trọng thương, đối mặt Âm Tinh Thái Tử, không có chút nào chiến đấu chi lực. Chỉ dựa vào Diệp Thần, lại làm sao có thể là Âm Tinh Thái Tử địch thủ. Diệp Thần cũng thấy Âm Tinh Thái Tử mạnh mẽ, cùng Hắc Dực Kim Lân sư lui trở về cô tinh thần hạc bên người. Cô tinh thần hạc khẽ cắn môi, nói ta nghĩ không ra hắn sẽ đến, hắn hẳn là tại Ô Liên đạo tổ huyễn tưởng thế giới, thủ tại Ô Liên đạo tổ bên người, không ngừng mê hoặc mới là. Âm Tinh Thái Tử nghe được thân hạc, khinh thường cười một tiếng, nói. Cái gì mê hoặc, ta chẳng qua là hướng Ô Liên đạo tổ tỏ rõ chân tướng, tổ tiên của các ngươi Thanh Liên đạo tổ, tham thiên chi công, đánh cắp thuộc về Ô Liên đạo tổ công đức, các ngươi đều đáng chết. Bây giờ Ô Liên đạo tổ đã tỉnh ngộ, không ra mấy ngày, hắn liền muốn đích thân ra tay, tương nhĩ toàn bộ diệt sát, các ngươi chờ xem, hắc hắc. Nghe Âm Tinh Thái Tử, Diệp Thần bỗng nhiên thấy vận mệnh thiên cơ xúc động, trước mắt nổi lên một màn đáng sợ hình ảnh. Một gốc Ô Liên chống trời, che đậy toàn bộ Cửu Liên thời không, kinh khủng sát khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành phi kiếm phi đao, hóa thành kinh lôi hồng lưu, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn ma thần chiến thần, bốn phía chém giết nghiền ép, bốn phía bừa bãi tàn phá oanh tạc, đem chọn cái Cửu Liên thời không, triệt để hủy diệt đi. Hết thảy Thanh Liên đạo tổ hậu đại, toàn bộ chết đi. Một đạo so hắc ám còn muốn hắc ám bóng mờ, theo phế tích bên trong quật khởi, bừa bãi tàn phá chư thiên. Cô tinh thần hạc cũng cảm giác được tương gia lai vận mệnh, lập tức kinh dị, nàng có thể không muốn nhìn thấy Cửu Liên thời không hủy diệt. Im miệng. Âm Tinh Thái Tử, ngươi dám mê hoặc Ô Liên đạo tổ, ta muốn giết ngươi. Cô tinh thần hạc khẽ cắn môi, cưỡng ép đứng lên, tay cầm lấy thôn vũ đao, liền muốn rút đao ra khỏi vỏ. Nhưng, lúc này hư nhược nàng, mà ngay cả rút đao khí lực cũng không có, thân đao lôi ra một chút, cái kia sắc bén phong mang, ngược lại phản thương thân thể của nàng, để cho nàng kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào trên đất, vẻ mặt càng là tái nhợt. Ha ha ha. Âm Tinh Thái Tử cười lớn, nói. Cô tinh thần hạc, làm sao chật vật như vậy, liền một thanh đao đều không rút ra được. Hắc hắc, không có việc gì, chờ ngươi trở thành ta nữ nô, ta sẽ từ từ giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Nói xong, Âm Tinh Thái Tử tầm mắt, lại dẫn hung lệ chi ý, rơi xuống Diệp Thần trên thân. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có bản sự này, có thể thuần phục ta chiến thú. Không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Nhân quả luật. Chiến thú trở về, người chết đi cho ta. Âm Tinh Thái Tử quát to một tiếng, trực tiếp phát ra nhân quả luật, muốn cho Hắc Dực Kim Lân sư một lần nữa quy thuận hắn, lại muốn cho Diệp Thần chết đi. Diệp Thần tu vi, chẳng qua là thần đạo cảnh tầng 2, đối mặt như thế tồn tại, hắn đều khinh thường ra tay, chỉ cần phát ra một câu, nhân quả luật lực lượng bùng nổ, là có thể một lời định người sinh tử. Nhưng, tiếp theo sát, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh. Hắc Dực Kim Lân sư, còn mặt mũi tràn đầy thành tín, thủ tại Diệp Thần bên người. Mà Diệp Thần, cũng không có chút nào chết bất đắc kỳ tử bộ dáng, hoàn toàn không nhận Âm Tinh Thái Tử nhân quả luật áp chế. Có được luân hồi huyết mạch cùng luân hồi mộ địa Diệp Thần, hơn nữa còn có thiên đế thần nguyên nội tình, người khác muốn dựa vào nhân quả luật sát hắn, là nhất định không khả năng sự tình.
Cái gì? Âm Tinh Thái Tử thấy cảnh này, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Vừa mới hắn, còn là một bộ tay cầm càn khôn, vô cùng hung hăng càn quấy bộ dáng, nhưng thấy Diệp Thần hoàn toàn không nhận hắn nhân quả luật sau khi áp chế, hắn liền bối rối, mơ hồ thấy có điểm gì là lạ, một cỗ ý lạnh từ phía sau lưng bay lên. Ngươi đến cùng là ai? Ta nhân quả luật áp chế, ngươi không có khả năng chịu được. Âm Tinh Thái Tử tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, liên tiếp lui về phía sau, tê cả da đầu. Xuất phát từ võ giả trực giác, hắn thấy Diệp Thần vô cùng nguy hiểm, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn không ngừng suy tính Diệp Thần trên người thiên cơ, sau đó chính là mơ hồ nhìn thấy, một tòa rộng rãi khổng lồ cung điện bảng hiệu bên trên in Thần Âm Điện ba chữ to. Thần Âm Điện, Thần Âm Điện nhìn chúng ngươi, muốn gọi ngươi đảm nhiệm thánh tử. Ngươi là Thần Âm Điện phái tới. Âm Tinh Thái Tử sợ hãi, lập tức thấy được Diệp Thần cùng Thần Âm Điện ở giữa sâu xa, chỉ cho là Diệp Thần có thể chống đỡ hắn nhân quả luật áp chế, là Thần Âm Điện ở sau lưng trợ lực. Hắn là Thần Âm Điện phản đồ, trong lòng lo lắng nhất, liền là Thần Âm Điện phái người truy sát tới. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại khinh thị Diệp Thần, nghĩ thầm Diệp Thần mặt ngoài tu vi như thế thấp, nhất định là vì mê hoặc chính mình, chân thực sức chiến đấu tuyệt không phải như thế. Đúng. Ta chính là Thần Âm Điện phái tới. Phản đồ, người còn không mau mau nhận lãnh cái chết. Diệp Thần nở nụ cười, lời nói kích thích, muốn nhiễu loạn Âm Tinh Thái Tử đạo tâm. Âm Tinh Thái Tử ánh mắt chớp động, xông lên một vệt sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nhưng chợt, ánh mắt của hắn, liền chuyển biến thành hung ác cùng quyết tuyệt. Ta đã đầu phục Sửu Thần, liền không sợ cái gì Thần Âm Điện. Cuối cùng sẽ có một ngày, Sửu Thần đại nhân bóng mờ sẽ bao phủ chư thiên. Thi quỷ phong môn, quỷ môn mở rộng, bách quỷ dạ hành. Âm Tinh Thái Tử giơ lên hai tay, ngửa mặt lên trời ngâm hát lên, phát ra thần chú thần bí thanh âm. Oanh long long, hư không bên trong, vô số âm khí, tà khí, quỷ khí, cuồn cuộn gào thét dâng trào, truyền ra trận trận chấn động lòng người quỷ kêu âm thanh, lại có từng đợt ma thần nói nhỏ cạn hát, như tơ như sợi, muốn chui vào người tủy não bên trong đi. Cực kỳ bén nhọn. Một cái to lớn hắc ám môn hộ, hư ảnh từ phía chân trời hiển hiện, cánh cửa kia phía trên, in một cái to lớn phong chữ. Tiếp theo sát, răng rắc một tiếng, hắc ám môn hộ mở ra, từ trong đó đã tuôn ra từng con ác quỷ. Trăm ngàn đầu ác quỷ che trời, khiến cho đến bầu trời trở nên vô cùng hắc ám. Cái kia mỗi một đầu ác quỷ, đều là chảy xuôi theo máu mủ, nước bẩn, trên thân bò đầy côn trùng cùng quỷ dị đồ vật. Vô cùng ghê tởm, khiến cho người buồn nôn. Đếm không hết ác quỷ, âm thanh cười gằn, theo đêm tối trên bầu trời bay tập tới, như sóng như nước thủy triều hướng về Diệp Thần đánh tới. Âm Tinh Thái Tử không tiếp tục khinh thường Diệp Thần, hắn vừa ra tay, liền vận dụng sát chiêu. Không tốt, là Sửu Thần tộc quỷ chữ cờ chí bảo, thi quỷ phong môn. Pháp bảo này, cực kỳ khủng bố, bên trong phong ấn vô số ác quỷ, một khi phóng thích, ác quỷ che trời. Bao phủ đại địa. Mộ chủ cẩn thận, cái tên này thế mà đầu phục Sửu Thần. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng kinh hô liên tục, thấy chấn kinh. Nàng biết Âm Tinh Thái Tử là phản đồ, nhưng không nghĩ tới đối phương mưu phản Thần Âm Điện về sau, thế mà đầu phục Sửu Thần tộc. Trôi nổi ở trên bầu trời thi quỷ phong môn, chính là Sửu Thần bát kỳ một trong, quỷ chữ cờ chấn phái pháp bảo. Âm Tinh Thái Tử có thể triệu hoán thi quỷ phong môn lực lượng. Tại xấu trong thần tộc, rõ ràng cũng là có địa vị trọng yếu. Diệp Thần nhìn xem phô thiên cái địa ác quỷ gào thét tới, cũng không khỏi đến con ngươi co vào. Hắn thôi động thần thánh chi thư, mong muốn xua tan quỷ quái, nhưng ác quỷ che trời, lít nha lít nhít, số lượng thực sự rất rất nhiều, giết không được thắng giết, hắn căn bản không có khả năng giết hết. Đến mức quang minh chi tâm, đối mặt nhiều như vậy hắc ám ác quỷ, mà lại đều là nguồn gốc từ Sửu Thần tộc tồn tại. Cũng không cách nào làm đến đều loại trừ. Mộ chủ, mượn dùng lực lượng của ta. Đao Phong nữ hoàng không do dự, lập tức đem tự thân linh khí năng lượng, điên cuồng chút xuống đến Diệp Thần trên thân. Diệp Thần cũng không nói nhảm, Âm Tinh Thái Tử quá hung mãnh, hắn nghĩ đánh chết, nhất định phải mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng. Oanh! Tại Đao Phong nữ hoàng trợ lực dưới, Diệp Thần toàn thân linh khí bão táp, lập tức bộc phát ra uy thế ngập trời. Mạnh mẽ khí chàng nghiền áp xuống, hướng hắn xung phong mà đến ác quỷ, kêu thảm dồn dập hóa thành cho bụi,
thời không mơ hồ sụp đổ, vô tận thần quang từ trên người Diệp Thần nở rộ. Cô Tinh Thần Hạc cùng Hắc Dực Kim Lân Sư, nhìn thấy khí thức bỗng nhiên tăng vọt Diệp Thần, đều là lấy làm kinh hãi. A, à, Âm Tinh Thái Tử cũng là một hồi kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Thủ quyết bóp, điên cuồng thôi động thi quỷ phong môn lực lượng. Bất Hủ Thi Vương, buông xuống đi. Răng rắc, thi quỷ phong môn cuồng nhiên xoay tròn, rất nhiều quỷ khí gào thét, một đầu to lớn thi vương hư ảnh, chậm rãi theo trong môn hộ hàng lâm xuống. Đầu kia to lớn thi vương, toàn thân áo trắng, khuôn mặt làn da lại là than đen màu sắc, hai con người huyết hồng, toàn thân tản mát ra gai mũi thi khí, sau lưng lại lơ lửng một bộ quỷ dị to lớn hắc quan, tựa hồ cái kia đen trong quan tài, còn phong ấn cái gì kinh khủng tồn tại. Đầu này Bất Hủ Thi Vương hư ảnh, chậm rãi cùng Âm Tinh Thái Tử hòa làm một thể. Tiếp theo sát, Âm Tinh Thái Tử phảng phất hóa thân thành Bất Hủ Thi Vương, thân thể trở nên cao lớn nguy nga, làn da than đen, áo trắng bồng bềnh, khô gầy ảm đạm tay cầm vung ra, một bàn tay liền hướng Diệp Thần vỗ tới. Nếu như Diệp Thần độc thân tác chiến, đối mặt hóa thân Bất Hủ Thi Vương Âm Tinh Thái Tử, sợ rằng sẽ lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ, hắn có Đao Phong Nữ Hoàng trợ lực, mặc dù đối mặt Âm Tinh Thái Tử, cũng là không sợ chút nào. Cái gì Bất Hủ Thi Vương, chữ diệt quyết, hủ diệt chư thiên, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, vung tay lên, cuồng bạo linh khí nổ tung, trong tay hắn hóa thành một cái to lớn diệt chữ. Chữ diệt quyết, là thuần thú bát tự quyết một trong. Thuần thú bát tự quyết, mặc dù bác đại tinh thâm, vô cùng huyền áo, nhưng trong chư thiên, luôn có chút kiệt ngạo cường hãn mãnh thú, không phải bất kỳ thủ đoạn nào có khả năng thuần phục. Nếu như đụng phải này loại, hoàn toàn không thể thuần phục mãnh thú, vậy còn có một biện pháp cuối cùng, cái kia chính là, diệt. Triệt để tiêu diệt. Triệt để diệt sát. Cái này chữ diệt, là thuần thú bát tự trung cực áo nghĩa, đại biểu cho cứu cực hủy diệt chi lực. Đối mặt Âm Tinh Thái Tử, Diệp Thần không chút do dự, trung cực chữ diệt quyết, một thoáng liền bạo phát đi ra, trong tay hóa thành một quả năng lượng màu đen quả cầu ánh sáng, hung hăng oanh tạc ra ngoài. Oanh! Cuồng bạo nổ tung, trong nháy mắt phát sinh. Âm Tinh Thái Tử triệu hoán rất nhiều ác quỷ, liền thần thánh chi thư, quang minh chi tâm, đều khó mà toàn bộ ép diệt tồn tại, tại chữ diệt quyết dưới vụ nổ, lập tức liền bị đập tan. Kinh thiên hủy diệt phong bạo, nổ tung sóng khí, ở trong sân bừa bãi tàn phá mãnh liệt, bụi mù cuồn cuộn, thiên băng địa liệt, thời không phá toái, cực kỳ hùng vĩ. Âm Tinh Thái Tử Bất Hủ Thi Vương thân thể, cũng là bị nổ tung xé rách rất nhiều, từng sợi mang theo mủ dịch máu tươi chảy xuôi mà ra. Cái gọi là bất hủ, cũng chỉ đến như thế. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, thừa thắng xông lên, trong tay tế ra luân hồi thiên kiếm, uy tự quyết hội tụ, nhất kiếm bộc phát ra uy áp ngập trời, kiếm mang cuồn cuộn như nước thủy triều, bổ giết đi qua. Âm Tinh Thái Tử hoảng hốt, trăm triệu không nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy, thế mà liền hắn Bất Hủ Thi Vương thân thể, đều có thể xé rách. Sửu Thần Thiên Tội Ấn, Đại Băng Diệt. Mắt thấy Diệp Thần kiếm mang giết tới, Âm Tinh Thái Tử phản ứng cực nhanh, hai tay liên tục kết ấn, hắc ám quỷ bí năng lượng hội tụ, lại có một cỗ thiên chi tội phạt khí tức tại ngưng kết, cuồng phong kinh lôi, bạo tuyết phích lịch, hàn xương liệt dương các loại, cuối cùng ký kết ra một cái to lớn thủ ấn, có đại băng diệt uy thế, tựa như núi cao trấn áp hướng Diệp Thần. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy Âm Tinh Thái Tử Sử Thần Thiên Tội Ấn, cùng thiên tội cổ kiếm khí tức tương thông, thủ ấn bên trong lại ẩn chứa một tia thiên tội cổ kiếm uy áp sát khí. Thiên tội cổ kiếm, là Sử Thần chế tạo. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần bắt được một vệt kinh thiên nhân quả, không thể tưởng tượng nổi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy một màn đáng sợ đi qua, thấy một cái toàn thân chảy xuôi theo máu mủ, vô cùng dơ bẩn ô uế, vô cùng xấu xí nam tử, đang ở đinh đinh đương đương gõ lấy khối sắt, tại rèn đúc lấy một thanh kiếm. Đó là Sử Thần rèn đúc thiên tội cổ kiếm hình ảnh. Bốn đại chí cao thần khí bên trong, cường hãn nhất thiên tội cổ kiếm, lại là Sử Thần chế tạo. Ngay tại Diệp Thần ngây người thời điểm, Âm Tinh Thái Tử Sử Thần Thiên Tội Ấn, đã trấn áp xuống. Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, bị một cổ lực lượng cường đại, ép tới uốn lượn, thân kiếm lại xuất hiện một vệt đen nhánh loang lổ dấu vết, đó là Sử Thần ô uế năng lượng, ăn mòn thân kiếm. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chính mình cũng nhận áp chế cùng ăn mòn, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt gãy, lại có từng sợi khói đen,
đang điên cuồng đánh thẳng vào hắn thuần tịnh vô hạ đạo tâm. Âm tinh thái tử một chiêu này sử thần thiên tội ấn, uy lực vô tận, quá kinh khủng, đã ẩn chứa thiên tội cổ kiếm mãnh liệt sát khí, lại có sử thần cấm kỵ ghê tởm năng lượng. Liền chính hắn, tại thi triển ra một chiêu này về sau, làn da cũng mảnh lớn mảnh nhỏ nứt ra, chảy ra vẩn đục máu đen, hiển nhiên là nhận lấy to lớn mặt trái tác dụng. Tiểu tử, người có khả năng xem thường ta, nhưng nếu như dám xem thường sử thần đại nhân, người liền chết chắc. Âm tinh thái tử nhe răng cười, trong mắt hắn, thế gian này cường đại nhất, tối vi vô thượng tồn tại, liền là sử thần. Mộ chủ, đem thân thể cho ta câu mượn. Đao phong nữ hoàng cảm nhận được nguy hiểm, biết mượn lực cho Diệp thần, đều khó mà chống lại âm tinh thái tử, nhất định phải nàng tự mình ra tay. Diệp thần không do dự, lập tức gật đầu, đem thân thể quyền chủ động, giao cho đao phong nữ hoàng. Đao phong nữ hoàng khống chế Diệp thần thân thể, trong miệng ngâm nga cạn hát, phát ra cổ lão triệu hoán. Chí cao từ bi, vĩ đại nhân thiện, đại từ thụ hoàng, ngài là từ bi cùng mỹ lệ hóa thân, dùng cổ lão khế ước triệu hoán ngài, thỉnh trên thế gian biểu lộ ra lực lượng của ngươi. Theo đao phong nữ hoàng tiếng ngâm sướng hạ xuống, sau lưng Diệp thần, chậm rãi hiển hóa ra một đạo từ bi mỹ lệ thân ảnh, đó là một cái tương đương cô gái xinh đẹp, mặt mũi hiền lành, mắt ngọc mày ngài, khí chất ôn uyển thanh nhã, như trong rừng rậm nữ thần, toàn thân lục quang vờn quanh, gió mát thổi, sợi tóc như thác nước, cao quý không gì sánh được. Tại triệu hồi ra rừng rậm này nữ thần về sau, đao phong nữ hoàng lập tức đem thân thể quyền chủ động, trả lại cho Diệp thần. Oanh! Diệp thần lấy hồi trở lại quyền khống chế thân thể về sau, lập tức liền thấy, cái kia nữ thần rừng rậm, mang cho hắn vô tận chúc phúc, tràn ngập ánh sáng tự phát sáng chói lục mang, tràn ngập bốn phía, làm cho chung quanh hết thảy xấu xí, hung sát, tà ác, ô uế năng lượng, toàn bộ tiêu tán. Đại từ thụ hoàng, đây là cái gì vĩ đại tồn tại, khí tức làm sao cùng mỹ thần tương thông? Diệp thần lấy làm kinh hãi, liền thấy sau lưng đại từ thụ hoàng, có được mỹ thần vĩ đại khí tức thần thánh. Mà mỹ thần, là sử thần khắc tinh. Làm đao phong nữ hoàng, triệu hồi ra đại từ thụ hoàng về sau, hết thảy ghê tởm đều tiêu tán. Trong hư không thi quỷ phong môn hư ảnh, khí lưu ô ô rung động, trực tiếp biến mất xuống. A a a, đại từ thụ hoàng, thiên mẫu tạo vật, làm sao còn không có tiêu vong? Điều đó không có khả năng. Âm tinh thái tử nhìn xem đại từ thụ hoàng hư ảnh, kêu sợ hãi liên tục, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại đại từ thụ hoàng cái kia thánh khiết hào quang chiếu rọi đến, thân thể của hắn không ngừng bốc khói, làn da xì 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 rung động, ngũ quan vặn vẹo, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Dứt bỏ hắn sử thần tín ngưỡng, hắn bản thân liền là âm tộc người, đối mặt đại từ thụ hoàng thánh khiết hào quang, hoàn toàn không chống chịu được. Cô tinh thân hạc cùng hắc dực kim lân sư cũng là choáng váng, đang nhìn đại từ thụ hoàng thân ảnh thời điểm, hai người thấy nội tâm yên tĩnh, tựa hồ cũng đã nhận được vô thượng chúc phúc, thương thế cùng nguyên khí cấp tốc khôi phục. Xì xì xì, âm tinh thái tử thân thể còn đang bốc khói. Hắn cực kỳ thống khổ quỳ dạp xuống đất, co quắp, hoàn toàn không chịu nổi đại từ thụ hoàng uy áp. Mà triệu hồi ra đại từ thụ hoàng về sau, đao phong nữ hoàng cũng là hao hết linh khí, gương mặt tái nhợt, cấp tốc lui trở về mộ bia bên trong, hướng Diệp thần đạo. Mộ chủ, thần hồn của ta, sắp tiêu tán, nhiều nhất 7 ngày thời gian, người nhất định phải thay ta rèn đúc ra thân thể, bằng không ta chết chắc. Bộ dạng này thần hồn, là nàng cuối cùng còn sót lại năng lượng. Một khi tiêu tán, nàng liền triệt để vẫn diệt, không còn có phục sinh khả năng. Dù sao năm đó nàng, là bị sử thần tộc người giết chết, tuyến thời gian đã sớm bị ô nhiễm, chỉ có đúc lại thân thể, lại bắt đầu lại từ đầu. Diệp thần thấy trên người lực lượng rút đi, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới triệu hoán đại từ thụ hoàng, thế mà sẽ hao hết đao phong nữ hoàng linh khí. Đại từ thụ hoàng mạnh mẽ, có thể nghĩ. Tiền bối, này đại từ thụ hoàng. Đến cùng là cái gì vĩ đại tồn tại? Diệp thần hỏi. Nàng sao? Nàng là thiên mẫu tạo vật, ta cùng nàng nhất định có khế ước, nếu như ta gặp được nguy hiểm lời, có thể triệu hoán lực lượng của nàng. Nàng là ban đầu từ bi cùng mỹ lệ hóa thân, là có thể trở thành mỹ thần tồn tại, nhưng trong nội tâm nàng đã đản sinh ra bóng mờ, đã không có cách nào trở thành mỹ thần. Cuối cùng mỹ thần, là nguyên thiên đế tạo hóa ra tới. Liền là ngươi trước kia thấy qua vị kia mỹ thần, nàng có thể nói là nguyên thiên đế nữ nhi.
Đao Phong nữ hoàng nói ra một chút vô cùng cổ lão che giấu. Cái gì, Mỹ Thần là Nguyên Thiên Đế nữ nhi? Diệp Thần choáng váng, hắn nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng vậy, Đại Từ Thụ Hoàng có thể nói là Mỹ Thần huyễn tưởng đầu nguồn. Nếu như không phải là bởi vì Nguyên Thiên Đế, gặp qua Đại Từ Thụ Hoàng, hắn cũng tạo không ra Mỹ Thần. Được rồi, trước không nói này chút, ngươi nhanh đi giết Âm Tinh Thái Tử, cái tên này cùng Sửu Thần tộc sâu xa thâm hậu, giữ lại tuyệt đối là kẻ gây họa. Đao Phong nữ hoàng dứt khoát nói ra, chỉ muốn lập tức diệt sát Âm Tinh Thái Tử. Diệp Thần tầm mắt cũng nhìn về phía Âm Tinh Thái Tử, tại Đại Từ Thụ Hoàng hào quang chiếu rọi đến, Âm Tinh Thái Tử làn da đang bốc khói, thân thể tại thống khổ run rẩy, đã mất đi sức chiến đấu. Ca ngợi Đại Từ Thụ Hoàng, Thiên Mẫu nương nương tạo vật, quả thật là thần thánh vô thượng. Diệp Thí Thiên, mau ra tay, đừng buông tha Âm Tinh Thái Tử. Cô Tinh Thần Hạc ngắm nhìn Đại Từ Thụ Hoàng, thân thể xúc động phát run. Đại Từ Thụ Hoàng, đó là Thiên Mẫu nương nương tạo vật, ban đầu là mỹ lệ cùng hy vọng, thần thánh cùng ánh dạng đông hóa thân, là thiên địa tự nhiên, cỏ cây sinh cơ, hết thảy mỹ hảo biểu tượng. Nàng thấy Đại Từ Thụ Hoàng thân ảnh đang dần dần hướng đi hư ảo, liền biết Diệp Thần chỗ triệu hoán Đại Từ Thụ Hoàng, lực lượng cũng không thể duy trì bao lâu. Nhất định phải tại Đại Từ Thụ Hoàng tiêu tán trước, triệt để đánh giết Âm Tinh Thái Tử, bằng không hậu hoạn vô tận. Soạt, cô Tinh Thần Hạc đem trong tay Thôn Vũ Đao, cũng ném trả lại Diệp Thần. Diệp Thần nắm chặt Thôn Vũ Đao, nhưng cũng không có rút đao ra khỏi vỏ. Thời khắc này Âm Tinh Thái Tử, tựa như một đầu sắp chết chó hoang. Không cần vận dụng Thôn Vũ Đao, cũng có thể đưa hắn đánh giết. Âm Tinh Thái Tử, chịu chết đi. Diệp Thần sải bước đi đi qua, tay cầm đánh ra, một chiêu đại tiên Phật Thánh Thủ, liền muốn đem Âm Tinh Thái Tử, đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Nhưng mà ở thời điểm này, Diệp Thần lại đột nhiên phát hiện, cánh tay của mình, không thể động đậy, tay cầm dừng lại giữa không trung, vô pháp kích hạ xuống. Một luồng bóng mờ, giống như rắn độc, không biết lúc nào. Lại quấn lên Diệp Thần cánh tay, lại như dây leo, trói buộc hắn động tác. Thậm chí, cái kia một luồng bóng mờ, còn dọc theo cánh tay của hắn, hướng trên cổ hắn bỏ đi, phảng phất muốn đưa hắn bóp chết. Đại Từ Thụ Hoàng, thủ hộ. Diệp Thần đồng tử trừng lớn, trong lúc nguy cấp, vội vàng điều động Đại Từ Thụ Hoàng năng lượng, từng sợi xanh biếc hào quang bao phủ ở trên người, tràn đầy thiên địa tự nhiên thần thánh cùng vĩ đại. Tại Đại Từ Thụ Hoàng hào quang chiếu rọi đến, cái kia một luồng bóng mở giống như thủy triều rút đi, cuối cùng trên mặt đất ngưng kết thành một đoàn to lớn hắc ám, theo đoàn kia to lớn hắc ám trong bóng tối, chậm rãi sinh trưởng ra một gốc màu đen nhánh hoa sen. Hỗn, hoa ô quang nở rộ, cuối cùng hóa thành một cái lão giả, khoác lên một bộ trường bào bên trên bò đầy côn trùng, 10 điểm quỷ dị khủng bố. Đại Từ Thụ Hoàng lực lượng, quả nhiên lợi hại, thế mà có thể cùng lão phu chống lại. Lão giả nhìn xem Diệp Thần sau lưng, cái kia Đại Từ Thụ Hoàng hư ảnh, trong mắt bộc phát ra tinh mang. Ô Liên Đạo Tổ, cứu, cứu mạng. Ngồi trên mặt đất co giật Âm Tinh Thái Tử, thấy lão giả kia xuất hiện, gian nan theo trong cổ họng nôn tiếng cầu cứu. Lão giả khóe miệng mang theo đạm mạc độ cong, tay cầm trên không trung một túm, từng đầu bóng mờ suy suy trên mặt đất kéo dài, cuối cùng kéo dài đến Âm Tinh Thái Tử dưới chân, bóng mờ trèo trống, hóa thành mấy đóa hắc liên. Vì Âm Tinh Thái Tử ngăn trở Đại Từ Thụ Hoàng phát sáng. Âm Tinh Thái Tử lập tức thở dài một hơi, thống khổ giảm bớt, lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Ô Liên Chí Tôn thần thông quảng đại, tại hạ bội phục. Âm Tinh Thái Tử cung cung kính kính, chắp tay hướng về kia lão giả hành lễ. Lão giả chỉ mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu. Ô Liên Đạo Tổ, ngươi thật tin vào Sửu Thần tộc Sàm Ngôn, muốn đoạn tuyệt với ta. Cô Tinh Thần Hạc nhìn xem lão giả kia, thanh âm hơi hơi run rẩy. Diệp Thần đôi mắt hơi co lại, nghĩ thầm lão giả này, liền là vị kia thần bí Ô Liên Đạo Tổ. Hắn nhìn xem Ô Liên Đạo Tổ, chỉ cảm thấy trận trận áp lực cực lớn. Mặc dù hắn bây giờ, có Đại Từ Thụ Hoàng thủ hộ, nhưng ở Ô Liên Đạo Tổ trước mặt, y nguyên cảm giác với bản thân nhỏ bé. Ô Liên Đạo Tổ như một tôn ma đạo quân vương, tùy ý hướng cái kia vừa đứng, đều có khí thế ngập trời. Lại giống như là một tôn quỷ bí chi chủ, bò đầy con giận cùng côn trùng trường bào, tràn ngập khó mà hình dung quỷ dị khí tức. Phía sau của hắn, liền là cái kia gốc to lớn chống trời ô liên, hắn tức là ô liên hóa thân.
Diệp Thần sau lưng đại từ thụ hoàng, vậy dĩ nhiên thần thánh hào quang, hoàn toàn áp chế không nổi Ô Liên đạo tổ. Ô Liên đạo tổ khí tức, như hắc hải sâu lắng, uyên thâm khó lường, âm thầm lại ẩn chứa thâm uyên đáng sợ ghê tởm khí tượng, không phải bất luận cái gì quang minh có thể để xua tan. Quyết liệt, các ngươi Thanh Liên tộc người, lúc nào cầm lão phu làm qua bằng hữu? Các ngươi đối lão phu, còn có nửa điểm hương hỏa cung phụng. Ha ha! Ô Liên đạo tổ khinh thường nở nụ cười, trong tiếng cười lại dẫn một vệt oán giận. Cô Tinh Thần Hạc vội vàng nói, Ô Liên đạo tổ, ta Thanh Liên tộc đối ngươi hương hỏa cung phụng, một ngày chưa từng đoạn tuyệt, chẳng qua là đều bị sử thần ý chí chặt đứt. Này sau lưng, đều là sử thần đang dở trò. Ngươi bị hắn mê hoặc, đạo tâm của ngươi, đã bị sử thần vặn vẹo, ngươi mau cùng ta. Im miệng đi. Ô Liên đạo tổ tầm mắt lạnh lẽo, trực tiếp cắt ngang cô Tinh Thần Hạc, nói. Chạy trở về ngươi Thiên Mẫu Điện, nói cho ngươi tộc nhân. Chờ Thanh Liên đạo tổ ngày rỗ bắt đầu, lão phu sẽ đích thân buông xuống, diệt sát các ngươi tất cả mọi người. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi có khả năng chậm rãi chuẩn bị hậu sự, ha ha. Thanh Liên đạo tổ ngày rỗ, cũng là tử kỳ của các ngươi. Nghe Ô Liên đạo tổ, Diệp Thần, Cô Tinh Thần Hạc, Hắc Dực Kim Lân Sư, đều là thấy trong lòng phát lạnh, lưng lạnh buốt. Ô Liên đạo tổ phẩy tay áo một cái bào, một cỗ cương phong, liền đem Diệp Thần, Cô Tinh Thần Hạc, Hắc Dực Kim Lân Sư cuốn lên, đuổi ra khỏi Ô Liên cốc. Âm Tinh Thái Tử thấy thế, giật nảy cả mình, nói, Ô Liên Chí Tôn, vì sao không giết bọn hắn, ngược lại muốn thả bọn họ trở về. Ô Liên đạo tổ cười hắc hắc, nói có đại từ thụ hoàng tại đây bên trong, nếu là cưỡng ép động sát thủ, lão phu sợ rằng cũng phải thụ thương. Chờ qua mấy ngày, đại từ thụ hoàng lực lượng bảo hộ triệt để tiêu tán, động thủ lần nữa cũng không muộn. Huống chi, thân hạc tiểu cô nương kia, cùng tộc nhân của nàng, tốt xấu cũng xem như lão phu hậu bối, không thể khinh người quá đáng, hắc hắc, cho bọn hắn một điểm chuẩn bị cơ hội, nói không chừng còn có thể giết ngược lại lão phu đâu. Âm Tinh Thái Tử hoảng hốt vội nói, Ô Liên Chí Tôn thần thông quảng đại, uy áp chư thiên, dự đoán Thanh Liên tộc một bầy kiến hôi, cũng trăm triệu ngăn không được người uy nghiêm, trừ phi Thanh Liên đạo tổ sống lại. Ô Liên đạo tổ khoát khoát tay, nói ta đã đạt được sử thần đại nhân chúc phúc, chính là Thanh Liên đạo tổ sống lại, cũng không phải địch thủ của ta. Âm Tinh Thái Tử nịnh nọt nói, đúng là như thế. Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng cô Tinh Thần Hạc, bị đuổi ra khỏi Ô Liên cốc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là ngạc nhiên. Diệp Thần hoạt động một chút gân cốt, nhìn về phía Ô Liên cốc, nói ta còn tưởng rằng Ô Liên đạo tổ sẽ ra tay, giết chúng ta đây. Ô Liên đạo tổ khí tức, cực kỳ đáng sợ, coi như Diệp Thần có đại từ thụ hoàng bảo hộ, chỉ sợ cũng khó thoát nhất kiếp. Cô Tinh Thần Hạc nói, hắn đoán chừng là kiêng kỵ đại từ thụ hoàng lực lượng, cho nên không có ra tay. Tuy nói Ô Liên đạo tổ, lực lượng mạnh mẽ. Nhưng nghĩ đột phá đại từ thụ hoàng bảo hộ, đánh giết Diệp Thần đám người, tuyệt đối cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Diệp Thần tâm đầu chìm xuống, tại bị đuổi ra Ô Liên cốc về sau, đại từ thụ hoàng năng lượng cũng tiêu tán, hắn nghĩ lại triệu hoán đi ra, sợ là vô cùng gian nan. Bây giờ luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hoàng đã lâm vào suy yếu, thậm chí 7 ngày sau thần hồn liền sẽ tiêu tán, đã không có khả năng lại triệu hoán đại từ thụ hoàng. Thân hạc cô nương, vị kia Ô Liên đạo tổ, rốt cuộc là ai? Diệp Thần lần nữa đặt câu hỏi, Ô Liên đạo tổ khí tức mạnh mẽ như thế, thậm chí không sợ đại từ thụ hoàng hào quang, thực lực so với Âm Tinh Thái Tử, muốn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần không thôi. Khủng bố như thế tồn tại, Diệp Thần chỉ muốn biết hắn đến cùng là ai? Hắn sao? Cô Tinh Thần Hạc có chút lưỡng lự, thở dài, thôi, ngươi có thể triệu hoán đại từ thụ hoàng, chắc hẳn cũng có đủ thực lực. Có thể chịu đựng lấy sau lưng sức mạnh cấm kỵ. Ta liền nói cho ngươi. Diệp Thần nghe cô Tinh Thần Hạc cuối cùng chịu mở miệng, vội vàng tập trung tinh thần. Ô Liên đạo tổ, nhưng thật ra là một cái khác đóa Thanh Liên. Ban đầu nguyên sơ thế giới, hỗn độn chưa mở thời điểm, có hai đóa Thanh Liên tồn tại, trong đó một đóa căng ra hỗn độn, mở ra thương thiên, sau này hóa hình, chính là chúng ta Thanh Liên tộc lão tổ tông, Thanh Liên đạo tổ. Một cái khác đóa Thanh Liên, thì chấn thủ đại địa, khí tức dần dần cùng địa mạch tương dung, theo Thanh Liên hóa thành Ô Liên, toàn thân như hắc diệu thạch tinh khiết đen kịt là đại địa nội tình, nhưng cũng không có nghĩa là ô uế, ngược lại ẩn chứa sinh cơ. Thanh Liên cùng Ô Liên,
một gốc chống đỡ thương thiên, một gốc trấn thủ đại địa, chung nhau duy trì lấy nguyên sơ thế giới trật tự. Cái kia Ô Liên, chính là ngươi thấy Ô Liên đạo tổ. Thanh Liên đạo tổ cùng Ô Liên đạo tổ, nhưng thật ra là song sinh huynh đệ, một cái chống trời, một cái trấn, giúp đỡ lẫn nhau, có thể bảo đảm nguyên sơ thế giới pháp tắc trật tự, vạn thế vĩnh hằng, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Ngoại giới rất nhiều cổ thần nhóm, khi nhìn đến nguyên sơ thế giới trật tự về sau, lớn chịu rung động. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai thế giới không chỉ là sát lục cùng tranh đấu, còn có hòa bình cùng trật tự tồn tại. Bọn hắn theo nguyên sơ thế giới bên trong, đạt được sáng tạo thế giới linh cảm, dựa vào huyễn tưởng, tạo hóa ra cái này đến cái khác thế giới, xây dựng hỗn độn, thành lập trật tự. Này chút vô tận nhiều thế giới, liên kết dâng lên, liền là không không lúc nào không. Nguyên sơ thế giới, là chư thiên thứ nhất đản sinh ra thế giới, cũng có thể nói là không không thời không thế giới huyễn tưởng đầu nguồn, là ban đầu hòa bình cùng trật tự, hết thảy mỹ hảo biểu tượng. Cô tinh thần hạc giảng thuật trình cổ lão huyền bí, trong giọng nói lại dẫn điểm tự hào. Nàng có tự hào tư cách, bởi vì nàng là nguyên sơ thế giới hậu duệ. Năm đó Thanh Liên đạo tổ, mở ra nguyên sơ thế giới, là chư thiên vạn giới huyễn tưởng đầu nguồn. Nếu như không có nguyên sơ thế giới tồn tại, không không lúc nào không cũng không có khả năng sinh ra. Cái kia sau đó thì sao? Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng lại không hiểu có chút run động, phảng phất có một cái cổ lão thần bí cửa lớn, tại trước mắt mình từ từ mở ra. Sau này nha! Cô tinh thần hạc tầm mắt, lại trở nên ảm đạm, nói. Sau này, hồn thiên đế xuất hiện. Hồn thiên đế, hắn là giữa thiên địa đản sinh luồng thứ nhất tà ác. Tâm ngoan thủ lạt, hắn liền là tà ác hóa thân, không thể gặp trật tự cùng mỹ hảo tồn tại. Hắn khi nhìn đến nguyên sơ thế giới về sau, liền triệt để nổi giận, chỉ muốn đem nguyên sơ thế giới hủy diệt đi. Hắn đem trái tim của mình, đào lên, đó là thế gian hung nhất lệ, sát khí nặng nhất, ác độc nhất trái tim. Hắn dùng quả tim này, chế tạo ra một cái thần linh ra tới, liền là trong truyền thuyết cấm kỵ chi thần, Sửu Thần. Ngô, Diệp Thí Thiên. Người có thể nghe được tên Sửu Thần, mà không sụp đổ, mệnh cách hoàn toàn chính xác rất cường tráng, hai chữ kia, bản thân liền là cấm kỵ. Sửu Thần, có thể nói là hồn thiên đế hóa thân, là một cái khác hồn thiên đế. Diệp Thần nghe đến đó, nội tâm đại chấn, nói, nguyên lai Sửu Thần, thật chính là một cái khác hồn thiên đế. Hắn đã sớm nghe nói qua, Sửu Thần là một cái khác hồn thiên đế, giờ phút này theo cô tinh thần hạc trong miệng, mới biết rõ chân tướng. Nguyên lai, Sửu Thần là hồn thiên đế lợi dụng trái tim của mình, tạo hóa ra tới thần linh, là hồn thiên đế hóa thân. Cô tinh thần hạc ân cần nói, Sửu Thần là hồn thiên đế hóa thân, là một cái khác hồn thiên đế, cái này nhân quả là rất rất lớn, thế gian biết được chân tướng người, sẽ không vượt qua 10 cái. Diệp Thí Thiên, người bây giờ nghe, có cảm giác hay không cái gì không thoải mái? Diệp Thần đạo, không có, ta rất tốt. Cô tinh thần hạc nói, phải không? Vậy ngươi thật đúng là lợi hại, này phần nhân quả đều có thể tiếp nhận. Diệp Thần thiếu đạo, đó là đương nhiên, ta nói, mệnh ta Ô Vuông rất cứng. Cô tinh thần hạc hé miệng cười một tiếng, không hiểu lại có chút đỏ mặt, sau đó lắc đầu, thở dài một tiếng, nói tiếp. Năm đó, Sửu Thần đản sinh ra về sau, rất nhanh liền thoát khỏi hồn thiên đế khống chế. Hồn thiên đế kinh ngạc phát hiện, hắn sáng tạo ra Sửu Thần, lại không cách nào khống chế hắn. Sửu Thần đang điên cuồng thôn phệ thế gian tà ác, lòng người bên trong tham lam, dục vọng, tranh đấu suy nghĩ, hết thảy tâm ma cùng tội ác, đều là hắn chất dinh dưỡng. Chỉ cần thế gian còn có ghê tởm tồn tại, hắn liền sẽ không tiêu vong. Thế gian ghê tởm càng dày đặc, thực lực của hắn liền càng cường đại. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Sửu Thần lực lượng, đã siêu việt hồn thiên đế. Sửu Thần ẩn chứa ghê tởm lực lượng, thậm chí liền hồn thiên đế đều kiêng kỵ. Sợ hãi chính mình cũng sẽ nhận ăn mòn, biến thành một cái toàn thân ộ uế chảy mủ hôi thối quái vật. Nghe đến đó, Diệp Thần con mắt trừng lớn, liền hô hấp đều trệ tắc nghẽn. Hắn biết Sửu Thần mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ đến nước này, thế mà liền sáng tạo hắn hồn thiên đế, đều muốn kiêng kỵ, đều phải sợ nhận ăn mòn ô nhiễm. Cô tinh thần hạc nói, Sửu Thần tâm, so hồn thiên đế còn ác độc hơn, hắn không cần hồn thiên đế mệnh lệnh. Hắn khi nhìn đến nguyên sơ thế giới trật tự cùng mỹ hảo về sau, liền đã có hủy diệt cái thế giới này suy nghĩ. Ngay lúc đó Sửu Thần,
hấp thu vô số cổ thần trong nội tâm tội ác, đã cường đại đến khó mà hình dung mức độ. Một khi hắn buông xuống nguyên sơ thế giới khẳng định phải hủy diệt. Ta Thanh Liên tộc lão tổ tông Thanh Liên đạo tổ, cảm nhận được uy hiếp, hắn nhọc lòng, đã sáng tạo ra Thiên Mẫu Nương Nương, muốn cho Thiên Mẫu Nương Nương trở thành trung cực chi thần, tịnh hóa hết thảy tội ác. Thiên Mẫu Nương Nương quả thật phi thăng, đi bến bờ vũ trụ, nhưng nàng không có tự mình ra tay, chẳng qua là tạo một cái đại từ thụ hoàng ra tới, dùng tới chống lại sửu thần. Đại từ thụ hoàng, là thiên địa tự nhiên, sinh cơ linh khí, mỹ hảo ánh dạng đông, hy vọng cùng chúc phúc chờ các loại khái niệm hội tụ, là mỹ lệ tượng trưng của sự thần thánh. Nhưng, mặc dù đại từ thụ hoàng, nàng đối mặt sửu thần, cũng không cách nào chiến thắng, nội tâm của nàng thậm chí chịu sửu thần vặn vẹo, đã đản sinh ra bóng mờ, trốn xa dị giới. Diệp thần chấn kinh, nói, liền đại từ thụ hoàng, cũng phải bị sửu thần vặn vẹo sao? Cô tinh thần hạc hồ nghi nhìn xem Diệp thần, nói, ngươi có thể triệu hoán đại từ thụ hoàng, chẳng lẽ không biết sao? Diệp thần một hồi xấu hổ, kỳ thật đại từ thụ hoàng, không phải hắn triệu hoán, mà là đao phong nữ hoàng triệu hoán xuống tới. Khục, ta chẳng qua là có thể mượn dùng một tia đại từ thụ hoàng lực lượng, nhưng không biết sau lưng che giấu. Diệp thần đạo. Cô tinh thần hạc cũng là không truy đến cùng, gật đầu nói, mặc dù đại từ thụ hoàng, vô pháp chiến thắng sửu thần, nhưng cũng cho Nguyên Thiên Đế linh cảm. Nguyên Thiên Đế khi nhìn đến đại từ thụ hoàng về sau, chính mình cũng tạo hóa ra một tôn thần linh, hắn dùng hắn máu, còn có hắn trong lòng hết thảy mỹ hảo suy nghĩ, hỗn hợp ta nguyên sơ thế giới bùn đất, tạo một tôn thần linh ra tới, cùng sửu thần đối lập, cái kia chính là mỹ thần. Tại Nguyên Thiên Đế trong mắt, mỹ thần là hắn tỉ mỉ điêu khắc ra nữ nhi, ký thác hắn hết thảy mỹ hảo nguyện vọng. Mỹ thần, là hoàn mỹ biểu tượng, cùng đại từ thụ hoàng so sánh, hào quang của nàng muốn càng hừng hực cùng hoàn mỹ đến không nhận bất luận cái gì ghê tởm ăn mòn. Làm sửu thần buông xuống nguyên sơ thế giới về sau, nguyên sơ thế giới cũng không có hủy diệt, bởi vì có mỹ thần tồn tại. Mỹ thần ngăn trở sửu thần xâm phạm, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt hắn, này hai tôn thần linh. Ngay tại ta nguyên sơ trên thế giới, rằng co xuống tới. Hồn Thiên Đế khi nhìn đến Mỹ Thần sau khi xuất hiện, hắn thậm chí động tình, bởi vì Mỹ Thần quá đẹp, liền Hồn Thiên Đế đều bị hấp dẫn. Hắn tại động tình trong nháy mắt, liền biết mình trong lòng có xương sườn mềm, về sau khẳng định là đánh không lại Nguyên Thiên Đế, muốn bị giết chết, nhưng hắn y nguyên vô hối, thậm chí bức bách mệnh lệnh sửu thần nhận thua. Nhưng, sửu thần đã sớm không nhận khống chế của hắn. Y nguyên cùng Mỹ Thần liều mạng chống lại. Đến cuối cùng, Mỹ Thần dùng hy sinh chính mình làm đại giá, tạm thời tiêu diệt sửu thần, hai bên ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Nhưng, sửu thần là giết không chết, coi như tạm thời bị tiêu diệt, chỉ cần lòng người còn có ghê tởm tồn tại, hắn liền sẽ khôi phục. Nghe xong cô tinh thần hạc giảng giải, Diệp Thần nhíu mày trầm tư. Hắn cũng là không nghĩ tới, Hồn Thiên Đế sẽ còn đối Mỹ Thần xúc động. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì thật là kỳ quái. Dù sao, Mỹ Thần thực sự quá hoàn mỹ, thái thánh khiết, quá cao quý, coi như là Diệp Thần, đều có chút động tâm, mong muốn chinh phục thế gian này nhất mỹ lệ nữ nhân. Cái này cùng Ô Liên đạo tổ, lại có quan hệ gì? Diệp Thần lại hỏi, cô tinh thần hạc nói nhiều như vậy, đều là Mỹ Thần cùng sửu thần quá khứ, cùng Ô Liên đạo tổ ở giữa, tựa hồ cũng không liên quan. Cô tinh thần hạc thở dài, xấu chính là ở chỗ nơi này, sửu thần bị tiêu diệt về sau, khí tức của hắn lưu lại tại nguyên sơ thế giới, cuối cùng ăn mòn địa mạch, bóp méo Ô Liên đạo tổ đạo tâm. Sửu thần không ngừng kích động mê hoặc, nói ra tích nguyên sơ thế giới công lao, toàn bộ bị Thanh Liên đạo tổ chiếm đi, Thanh Liên đạo tổ sáng tạo ra Thiên Mẫu Nương Nương, hưởng thụ lấy nhân gian tuyệt sắc, mà Ô Liên đạo tổ không có cái gì, chỉ có thể một mực ẩn nấp dưới mặt đất, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Chân tướng sự tình, cũng không phải là như thế, lúc ấy nguyên sơ thế giới xây dựng, chư thiên chú mục, không biết có nhiều ít thế lực, mong muốn xâm phạm. Lão Tổ Tông lo lắng hết lòng, vì thủ hộ nguyên sơ thế giới hao hết tâm lực, nơi nào có cái gì hưởng thụ. Coi như hắn sáng tạo ra Thiên Mẫu Nương Nương, cũng là vì đi bến bờ vũ trụ, nhưng không có chạm qua Nương Nương một đầu ngón tay, định nghĩa làm phu thê, chỉ là vì phù hợp âm dương song sinh đạo lý, tăng lên chính mình tu vi. Hắn không để cho Ô Liên đạo tổ, nhúng tay nguyên sơ thế giới sự vụ, là sợ ảnh hưởng Ô Liên đạo tổ đạo tâm, chậm trễ hắn tu luyện.
nhưng ở Sửu Thần mê hoặc kích động dưới, hết thảy đều bóp méo, Ô Liên đạo tổ còn thật sự coi chính mình nhận hết oan khuất, may mắn hắn đạo tâm không có hoàn toàn phai mờ, còn nắm lão tổ tông xem như huynh trưởng, không có dơ lên phản cờ, chỉ là giận dỗi trốn đi. Ô Liên đạo tổ rời đi về sau, nguyên sơ thế giới không ai trấn thủ địa mạch, lão tổ tông lòng nóng như lửa đốt, ngày càng tiêu tụy, lại cũng không thể tránh được. Mà Sửu Thần âm mưu, cũng không có kết thúc, hắn thấy Ô Liên đạo tổ không chịu phản loạn, chẳng qua là trốn đi, lại đem mục tiêu nhìn chằm chằm về phía lão tổ tông đệ tử, mê hoặc bá đao thương lôi ra tay thí sư, tên là khiêu chiến chứng đạo, trên thực tế là muốn giết người. Cuối cùng, lão tổ tông bị bá đao thương lôi giết chết, nguyên sơ thế giới mất đi hết thảy chống đỡ, cuối cùng cũng như Sửu Thần mong muốn, triệt để sụp đổ hủy diệt. Cô Tinh Thần Hạc nói lên chuyện cũ, thanh âm mang theo thật sâu bi thương, lại lộ ra một vệt kinh khủng. Đó là đối Sửu Thần kinh khủng. Sửu Thần cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần vặn vẹo nhân vật mấu chốt đạo tâm, liền có thể nhường một cái thế giới hướng đi hủy diệt sụp đổ. Loại thủ đoạn này, thực sự quá khủng bố. Tại thời đại viễn cổ, vô số thế giới hủy diệt, sau lưng đều có cùng một con hắc thủ, cái kia chính là Sửu Thần tay. Hắn là phía sau màn lớn nhất hắc ám cùng tà ác, mỗi khi có một cái thế giới hủy diệt, hắn là có thể thỏa thích ra tới thu hoạch bi thương, thống khổ, căm hận, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, oán giận các loại tâm tình tiêu cực, tiến tới lớn mạnh lực lượng của mình. Đối mặt Sửu Thần, Cô Tinh Thần Hạc trong nội tâm, tuy có phẫn nộ cùng cừu hận, nhưng càng nhiều, là kinh khủng, vô tận kinh khủng, vô biên vô tận kinh khủng. Sửu Thần lực lượng, vượt qua nàng rất rất nhiều. Đừng nói là nàng, coi như là Thanh Liên đạo tổ, năm đó cũng không cách nào chiến thắng Sửu Thần. Chỉ cần lòng người còn có tội ác tồn tại, Sửu Thần liền vĩnh hằng bất diệt. Diệp Thần nhìn xem Cô Tinh Thần Hạc, cái kia hơi hơi phát run kiều khu, còn có ánh mắt sợ hãi, cũng là tâm sinh thương tiếc, ôm ôm bờ vai của nàng. Cô Tinh Thần Hạc vuốt tay yên lặng tựa ở Diệp Thần trên đầu vai, cảm thụ được Diệp Thần nhiệt độ cơ thể, mới tốt chịu một chút. Nàng nói tiếp, tại nguyên sơ thế giới hủy diệt về sau, ban đầu chúng ta những con dân này, đều là muốn chết. May mắn, lão tổ tông năm đó, vì thiên đấu sát thần, chế tạo thanh hồn cửu liên thời điểm. Mở ra một chỗ thời không, liền là bây giờ cửu liên thời không. Hắn tại trước khi chết, gọi chúng ta di chuyển đi cửu liên thời không, ta liền mang theo hắn thi cốt, trằn trọc lang thang, cuối cùng đi tới cửu liên thời không, cùng rất nhiều các con dân giàn xếp lại. Thời điểm đó hồn thiên đế, đã biết mình chế tạo ra một cái đáng sợ đến bực nào quái vật, hắn bắt đầu điên cuồng triệu tập lực lượng, trấn áp Sửu Thần. Sửu Thần cùng hồn thiên đế tranh chấp, lưỡng bại câu thương. Ta cửu liên thời không, không ai quấy rầy, từ đó an ninh xuống tới. Ô Liên đạo tổ cũng lấy lại tinh thần đến, biết mình đạo tâm bị bóp méo, cũng trở về đến cửu liên thời không, vì ta nhóm trấn thủ địa mạch. Diệp Thần đạo, đây không phải rất tốt, vì sao lại biến thành dạng này? Cô Tinh Thần Hạc cười khổ nói, ta nói qua, Sửu Thần là giết không chết. Hắn coi như lọt vào hồn thiên đế trấn áp, sau này cũng một lần nữa khôi phục. Đều lần nữa để mắt tới Ô Liên đạo tổ. Theo vạn cổ trước kia, hắn ngay tại kích động mê hoặc, muốn cho Ô Liên đạo tổ phản loạn. Nói xong, Cô Tinh Thần Hạc quay đầu chỉ, Ô Liên cốc trung ương cái kia gốc to lớn chống trời màu đen Ô Liên. Ngươi xem, này gốc Ô Liên phía trên, bò đầy côn trùng cùng bẩn thỉu đồ vật, đây đều là Sửu Thần ý chí ăn mòn. Tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, Ô Liên đạo tổ một mực thừa nhận áp lực cực lớn, ta muốn giúp hắn. Hắn nói không cần, sợ ta cũng gặp ăn mòn, hắn chính mình một người khiêng. Diệp Thần ra mặt run lên, nói cái này Sửu Thần, thật đúng là đáng giận a. Cô Tinh Thần Hạc thở dài một hơi, nói, ban đầu, Ô Liên đạo tổ bế quan tại này, miễn cưỡng có khả năng chống đỡ, nhưng sau này, Sửu Thần lại phái âm tinh thái tử tới, không ngừng kích động mê hoặc. Như ngươi thấy, bây giờ Ô Liên đạo tổ, đạo tâm đã vặn vẹo, đem chúng ta Thanh Liên tộc làm thành cửu nhân. Thậm chí tuyên bố chờ lão tổ tông ngày rỗ bắt đầu, hắn đánh đến nơi xuống tới, hủy diệt hết thảy. Diệp Thần nhớ tới vừa rồi Ô Liên đạo tổ uy hiếp, cũng là thật sâu thấy ngưng trọng, nói, xem Ô Liên đạo tổ bộ dáng, một chốc là tỉnh táo không được, chúng ta chỉ cần làm tốt phòng bị, không phải hắn một khi buông xuống, sợ là tai họa ngập đầu. Cô Tinh Thần Hạc khẽ cắn môi, nói, đáng tiếc không thể giết chết âm tinh thái tử, nếu như có thể đánh giết hắn, xóa đi một đạo bóng mờ. Có lẽ có thể làm cho Ô Liên đạo tổ khôi phục tỉnh táo.
Tại thời đại viễn cổ, Ô Liên đạo tổ liền nhận qua Sửu thần mê hoặc, cho nên đối Sửu thần 10 điểm cảnh giác. Bây giờ, Sửu thần nghĩ lại mê hoặc hắn, là phi thường khó khăn. Nếu như không có Âm Tinh Thái tử hỗ trợ kích động mê hoặc, Ô Liên đạo tổ cũng sẽ không như thế nhanh luân hãm. Diệp thần lắc đầu, nói, không có biện pháp, Ô Liên đạo tổ đứng tại Âm Tinh Thái tử bên này, mong muốn đánh giết hắn, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Chúng ta vẫn là trước làm tốt phòng bị. Cô Tinh Thần Hạc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như thế. Ngay sau đó, hai người đáp lấy Hắc Dực Kim Lân Sư, trở về Thiên Mẫu Điện. Cô Tinh Thần Hạc chính là Thiên Mẫu Điện điện chủ, nàng đã trốn đi trăm năm, bây giờ trở về, lập tức tại toàn bộ Thiên Mẫu Điện, thậm chí toàn bộ Cửu Liên thời không, đưa tới oanh động. Rất nhiều con dân tín đồ, tới cúng bái. Bất quá, không người nào dám tới gần cô Tinh Thần Hạc. Bởi vì, Thần Hạc là thiên sát cô Tinh, bất luận cái gì người đến gần nàng, đều sẽ gặp bất hạnh. Mà Diệp Thần, lại là cùng cô Tinh Thần Hạc sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mẫu Điện rất nhiều con dân, đều là kinh ngạc không thôi, châu đầu ghé tai nói nhỏ. Đại tế ti hôi hồ tử, nhìn thấy cô Tinh Thần Hạc trở về, kích động đến khó mà tự kiềm chế, run giọng nói, điện chủ đại nhân, ngươi có thể tính trở về. Diệp Thần ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem cô Tinh Thần Hạc, bởi vì trong lòng hắn, Thần Hạc chẳng qua là một cái thanh lãnh đạm mạc, không dính khói lửa trần gian, lại có chút cô tịch đáng thương nữ tử yếu đuối thôi. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần mới tỉnh ngộ, cô Tinh Thần Hạc có thể là Thiên Mẫu Điện điện chủ, tại Cửu Liên thời không bên trong, có chúa tể tuyệt đối địa vị. Năm đó, nguyên sơ thế giới hủy diệt thời điểm, cũng chính là nàng, mang theo rất nhiều con dân chạy nạn ra tới, cũng di chuyển đến Cửu Liên thời không. Ngày xưa trừ bao nhiêu gian nan khốn khổ, nàng mặc dù không nói, nhưng Diệp Thần cũng có thể nghĩ đến. Cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, nhất định là có một khỏa cứng cỏi trái tim. Tiểu Hôi, ta hội chủ cầm ngày dỗ nghi thức, ngươi không cần lo lắng. Cô Tinh Thần Hạc thanh âm nhàn nhạt, hướng Hôi Hồ Tử nói. Hôi Hồ Tử kích động nói, đúng, điện chủ đại nhân, ngươi trở về, ta an tâm. Hôi Hồ Tử là cái mặt mũi nhăn nheo, thường lão suy đồi lão đầu tử, nhưng cô Tinh Thần Hạc thế mà gọi hắn, Tiểu Hôi, bối phận còn cao hơn hắn. Diệp Thần lập tức ngây dại. Hắn biết, Thần Hạc là thiên sát cô Tinh, rất ít tiêm nhiễm bên ngoài nhân quả, sinh tồn vô số kỷ nguyên, nhưng trên thân tuế nguyệt mài mòn cực mỏng, thậm chí so với hắn còn muốn cạn. Nhưng, nghe được Thần Hạc như xương hô này Hôi Hồ Tử, Diệp Thần vẫn có chút hoang đường cảm giác. Tiểu Hôi, Diệp Thí Thiên mong muốn một bộ thiên đế thân thể, ngươi không cần ngoài định mức rèn đúc, nắm thiên mẫu nương nương đệ nhị thân thể cho hắn là được. Cô Tinh Thần Hạc lại phân phó nói ra, nàng biết Diệp Thần mong muốn một bộ thiên đế thân thể, dùng tới an trí trưởng bối cô hồn. Thiên mẫu nương nương đệ nhị thân thể. Hôi Hồ Tử ngây ngẩn cả người, điều này hiển nhiên không phải cái gì rau cải trắng, có thể tùy tiện đưa người. Đang nghe cô Tinh Thần Hạc lời về sau, chung quanh rất nhiều thiên mẫu điện con dân, cũng là kinh hãi. Điện chủ đại nhân nói cái gì, lại muốn nắm thiên mẫu nương nương đệ nhị thân thể, đưa cho tiểu tử này. Tiểu tử này thân phận gì, sao có thể đạt được điện chủ đại nhân như thế ưu ái? Chẳng lẽ hắn đã cùng điện chủ đại nhân, có cái gì? Khục! Điện chủ đại nhân thiên sinh cô sát, nếu là có ai có thể thân cận nàng, đảo cũng là chuyện tốt. Cô Tinh Thần Hạc nghe người chung quanh nghị luận, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, hướng Hôi Hồ Tử nói, Tiểu Hôi, ngươi làm theo chính là, có nhân quả gì, ta một mình gánh chịu. Hôi Hồ Tử nghiêm nghị, nói, đúng. Hướng Diệp Thần đạo, Diệp Công Tử, mời. Mời Diệp Thần đi tới Thanh Liên Cổ Tháp. Diệp Thần nhìn cô Tinh Thần Hạc liếc mắt, trong lòng cảm kích, dự đoán cái kia thiên mẫu nương nương đệ nhị thân thể, nhất định là vô cùng chân quý. Hắn đi theo Hôi Hồ Tử, lần nữa tiến vào Thanh Liên Cổ Tháp. Thanh Liên Cổ Tháp cùng sở hữu 10 tầng, trong đó, tầng thứ 9 là ngày dỗ nghi thức cử hành địa phương, mà Hôi Hồ Tử lại mang theo Diệp Thần, một đường hướng cao nhất tầng thứ 10 đi đến. Có phải hay không có cái gì tai biến sắp buông xuống? Ta theo người cùng điện chủ đại nhân trên thân, bắt được một tia vô cùng khí tức nguy hiểm. Trước khi đến tầng cao nhất trên bậc thang, Hôi Hồ Tử hạ giọng, cẩn thận hướng Diệp Thần dò hỏi. Diệp Thần tâm bên trong run lên. Vừa mới cô Tinh Thần Hạc, cũng không có nói Ô Liên đạo tổ sắp buông xuống sự tình, nghĩ đến là sợ nhiễu loạn lòng người, tạo thành khủng hoảng,
Tiền bối, người không cần hỏi ta, Thân Hạc cô nương sẽ nói cho người biết. Diệp Thần cũng không nói thêm gì. Phải không? Hôi Hồ Tử nhướng mày, lại nói, người cùng điện chủ đại nhân, quan hệ thật là tốt, người cũng có thể gọi thẳng tên của nàng, các ngươi có phải hay không đã? Diệp Thần ho khan một thoáng, nói, không có, tiền bối, người nghĩ đi nơi nào? Hôi Hồ Tử lộ ra một cái mập mờ nụ cười, cũng không có hỏi tới, rất mau dẫn lấy Diệp Thần, leo lên Thanh Liên cổ tháp tầng thứ 10. Này tầng thứ 10 không gian, 10 điểm phong bế, liền một cánh cửa sổ đều không có, treo trên vách tường Thanh Liên đạo tổ chân dung. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn thấy bức họa kia phía dưới, còn mang theo một thanh đao. Cây đao kia, toàn thân lượn lờ lấy sấm sét màu tím, phát ra nhẹ nhàng đôm đốp âm thanh, tại lưỡi đao phía trên, tiêm nhiễm lấy một vệt máu đỏ thẫm. Cái kia máu tươi, giọt giọt chậm rãi nhỏ giọt xuống, tại nhỏ giọt sàn nhà về sau, lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, như là mộng ảo. Mà trên lưỡi đao máu tươi, lại phảng phất vĩnh viễn cũng chảy mặc kệ, một mực nhỏ xuống, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giọt máu giọt rơi xuống đất lạch cạch âm thanh, tựa như mang theo một cỗ lực lượng vô danh, xúc động Diệp Thần tiếng lòng, hắn phảng phất thấy được một cái bẩn thỉu, toàn thân bùn ô lão giả, ở trước mặt mình bi thống khóc thét, giãy giụa gầm rú. Đây là... Diệp Thần kinh ngạc nhìn xem cái kia nắm không ngừng chảy máu đao, hắn chỗ nhìn thấy cái kia bẩn thỉu, toàn thân bùn ô lão giả, tựa hồ liền là Thanh Liên đạo tổ. Hôi Hồ Tử thở dài một tiếng, chán nản nói, cây đao này, gọi thương lôi đao. Năm đó, bá đao thương lôi liền là dùng cây đao này, giết chết lão tổ tông. Lão tổ tông máu, tiêm nhiễm tại trên lưỡi đao, oán niệm cực lớn, vạn cổ không tiêu tan, cho tới hôm nay máu tươi cũng còn không có làm, lão tổ tông còn có oán niệm, ai? Diệp Thần run lên trong lòng, nói, Thanh Liên đạo tổ là oán hận bá đao thương lôi sao? Hôi Hồ Tử lắc đầu nói, không phải, hắn chỗ oán hận, là Thiên Mẫu Nương Nương. Bởi vì, Thiên Mẫu Nương Nương một mực không có buông xuống, không có tuân thủ ước định, dẫn hắn đi bến bờ vũ trụ. Lão Tổ Tông bởi vì chuyện này, lâm vào lo nghĩ cùng cực đoan, tại bá đao thương lôi nói muốn khiêu chiến hắn thời điểm, hắn thậm chí không có ra dáng phản kháng, liền chết tại thương lôi đao xuống. Hắn là một lòng muốn chết, bởi vì hắn biết mình không đi được bến bờ vũ trụ. Nhưng mặc dù tại sau khi hắn chết, hắn cũng không có giải thoát, máu tươi còn đang chảy, hắn oán niệm còn không có tiêu tán. Hắn không có quên Thiên Mẫu Nương Nương, không có quên bến bờ vũ trụ, còn gọi chúng ta hàng năm nhóm lửa Thanh Liên thần hỏa, hy vọng có thể đạt được Thiên Mẫu Nương Nương tiếp dẫn. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái này, Thanh Liên đạo tổ, tựa hồ đã phong ma. Hôi Hồ Tử thở dài, vậy cũng không thể quái lão tổ tông, tu vi càng cao người, càng là hướng về bến bờ vũ trụ, đều muốn đi cái kia mảnh cực nhạc thế giới, thoát khỏi trong nhân thế khốn khổ. Diệp Thần gật gật đầu, nghĩ thầm cũng thế. Không chỉ là Thanh Liên đạo tổ, còn có Hồn Thiên Đế, Nguyên Thiên Đế, đều hướng về bến bờ vũ trụ, còn có Thích Già Phật Tổ, cũng tại cả ngày nghiên cứu tinh không đạo thư, trầm mê không thôi. Thậm chí liền Nhậm Phi Phàm, đối vùng thế giới kia cũng tràn đầy hướng tới. Hôi Hồ Tử tầm mắt khẽ động, lại nói, là, Diệp công tử, người kế thừa luân hồi đạo thống, có lẽ có thể siêu độ lão tổ tông, tịnh hóa hàn oán niệm. Diệp thần đạo, muốn ta siêu độ. Hôi Hồ Tử nói, đúng, chỉ cần ngươi có thể lau khô thương lôi đao bên trên máu tươi, là có thể siêu độ lão tổ tông, khiến cho hắn linh hồn được yên nghỉ. Ngươi siêu độ hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ hạ xuống chúc phúc, cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, phảng phất cũng nhìn thấy cơ duyên to lớn, nếu là hắn có thể siêu độ Thanh Liên đạo tổ, tịnh hóa hắn oán niệm, hắn sẽ thu hoạch được thao thiên tạo hóa. Ta lại thử một chút. Diệp thần hít sâu một hơi, đem thương lôi đao lấy xuống, nắm trong tay. Lốp bốp, thương lôi đao phía trên, lôi điện lấp lánh, làm Diệp thần nắm thân đao thời điểm, cũng thấy lôi điện chảy qua cánh tay của hắn, toàn thân một trận tê dại. Cây đao này, là bá đao thương lôi đã từng vũ khí, uy mãnh rất bá đạo. Luận trình độ sắc bén, có lẽ so ra kém thôn vũ đao, nhưng nếu bàn về khí thế, lại là hoành ép chư thiên, vô cùng hừng hực. Hảo đao. Diệp thần tầm mắt sắc bén, khen một tiếng, ngón tay theo trên lưỡi đao bôi qua, đem phía trên vết máu xóa đi. Nhưng tiếp theo sát, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên ngón tay của hắn vết máu, lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Cái kia lưỡi đao phía trên, lại xuất hiện một tia máu tươi, chậm rãi nhỏ giọt xuống. Diệp Thần nhướng mày, lần nữa xóa đi vết máu, nhưng vết máu rất nhanh lại xuất hiện tại trên lưỡi đao, tựa hồ là một loại vĩnh hằng nguyền rủa, vĩnh viễn cũng lau không khô sạch. Quả nhiên, oán niệm thâm trọng a. Diệp Thần quơ quơ đao, thở dài một hơi. Theo vết máu kia sau lưng, hắn cảm nhận được Thanh Liên đạo tổ mãnh liệt oán niệm. Chỉ cần Thanh Liên đạo tổ còn có oán khí, còn có chấp niệm, còn muốn đi bến bờ vũ trụ, vết máu này liền vĩnh viễn cũng sẽ không tan biến. Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, có lẽ có khả năng tịnh hóa Thanh Liên đạo tổ oán niệm, đưa hắn siêu độ, nhưng thế tất xúc động thiên cơ, rất có thể bại lộ chính mình. Tiền bối, Thanh Liên đạo tổ oán niệm quá nặng, ta cũng khó có thể siêu độ. Diệp Thần cẩn thận tính toán một phiên về sau, liền đem thương lôi đao trả lại cho Hôi Hồ Tử, cũng không có cưỡng ép ra tay siêu độ. Phải không? Hôi Hồ Tử tiếp nhận thương lôi đao, nhìn xem trên lưỡi đao y nguyên vết máu đỏ tươi, có chút thất vọng. Nếu Diệp Thần cái này luân hồi người thừa kế, đều không thể siêu độ, cái kia Thanh Liên đạo tổ, có thể muốn một mực tại oán giận cùng căm hận bên trong chịu khổ. Ta trước dẫn người đi nhìn một chút Thiên Mẫu nương nương đệ nhị thân thể. Hôi Hồ Tử đem thương lôi đao, một lần nữa treo trên tường, sau đó xốc lên Thanh Liên đạo tổ chân dung đằng sau là một cái cơ quan. Hắn vặn một cái cơ quan, vách tường răng rắc tiếng động, về sau xoay chuyển, lộ ra một cái phòng tối. Trong phòng tối, để đó một chiếc quan tài băng. Băng quan trong suốt, Diệp Thần tầm mắt nhìn tới, liền thấy bên trong quan tài băng, chứa một cái da thịt tuyết trắng mỹ mạo nữ tử, tướng mạo thế mà cùng đại tử thụ hoàng giống như đúc. À, đây không phải đại tử thụ hoàng sao? Diệp Thần nhìn thấy cái kia trong quan tài băng nữ tử, lập tức giật nảy cả mình. Hôi Hồ Tử nói, Diệp công tử, người cũng biết đại tử thụ hoàng. Diệp Thần ừ một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, ta nghe nói đại tử thụ hoàng, là mỹ thần huyễn tưởng đầu nguồn, là Thiên Mẫu nương nương tạo vật. Hôi Hồ Tử cười ha ha, nói, kỳ thật, năm đó lão tổ tông, sáng tạo Thiên Mẫu nương nương thời điểm. Chế tạo ra hai bộ thân thể, dùng bảo đảm không có sơ hở nào. Thiên Mẫu nương nương hết sức thuận lợi vừa ra đời, bản thứ hai thân thể không dùng đến bên trên, vẫn bảo đảm cất ở đây bên trong. Sau này Thiên Mẫu nương nương, chế tạo đại tử thụ hoàng thời điểm, liền là dựa theo này bản thứ hai thân thể bộ dáng, tạo ra. Diệp Thần đạo, thì ra là thế, bộ dạng này thân thể, thật đúng là sinh động như thật a. Hắn nhìn xem trong quan tài băng nữ tử. Nữ tử giống như chẳng qua là ngủ say, theo ở bề ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra đây là một bộ sắc không. Thanh Liên đạo tổ tạo hóa thủ đoạn, đích thật là chí cao vô thượng, chỗ tạo ra thân thể xác thịt, có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Thần nghĩ đến bộ dạng này thân thể xác thịt, nếu như cho Đao Phong nữ hoàng, cái kia nàng về sau liền có thể an định lại, không cần lại cô hồn rơi chầm chậm. Hôi Hồ Tử tiếu đạo, Diệp công tử, vậy cái này phó thân thể. Ta liền theo điện chủ đại nhân phân phó, tặng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất yêu quý. Diệp Thần đạo, nhất định, đa tạ tiền bối lễ vật. Ngay sau đó, Diệp Thần tay áo một quyển, đem bộ kia thân thể, liền đới lấy băng quan, thu nhập luân hồi trong mộ địa. Tại Diệp Thần nhận lấy thân thể về sau, Hôi Hồ Tử đóng lại phòng tối, nhìn một chút vậy theo nhưng nhỏ máu thương lôi đao, hắn có chút không cam tâm, lần nữa đem đao lấy xuống, nhét vào Diệp Thần trong tay. Nói, Diệp công tử, hoặc là ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, siêu độ lão tổ tông. Khoảng cách ngày dỗ nghi thức bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, ngươi liền lưu tại nơi này, nghĩ biện pháp siêu độ lão tổ tông đi. Thanh Liên đạo tổ oán niệm không tiêu tan, đây cũng là Hôi Hồ Tử một cái khúc mắc, hắn chỉ muốn lão tổ tông được yên nghỉ. Diệp Thần yên lặng, nhìn thấy Hôi Hồ Tử kiên trì như vậy, cũng có chút không đành lòng, nói tốt, tiền bối. Ta sẽ lại nếm thử, ngươi yên tâm. Hôi Hồ Tử thở dài một hơi, nói, vậy liền nhờ ngươi, Diệp công tử, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp. Cái kia vẫn đục đôi mắt bên trong, lóe ra tinh mang, nhìn xem Diệp Thần chỗ mang mặt nạ, tựa hồ xuyên thủng hết thảy. Diệp Thần tâm bên trong run lên, cơ bắp không hiểu căng cứng. Hôi Hồ Tử cười ha ha, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Diệp Thần cầm lấy thương lôi đao. Nhìn xem trên lưỡi đao vết máu, lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, đem thân đao đặt nằm ngang đầu gối trước, nhưng không có vội vã siêu độ, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa.
chỉ thấy luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hoàng nhìn xem trong quan tài băng thân thể xác thịt, vui mừng quá đỗi, nói. Mộ chủ, bộ dạng này xác thịt, chính là Thanh Liên đạo tổ tự tay chế tạo, ta có thể kế thừa, thật sự là thiên đại tạo hóa. Rõ ràng, đối bộ dạng này thân thể, đao phong nữ hoàng cũng là phi thường hài lòng. Diệp thần tiếu đạo, tiền bối, ngươi hài lòng liền tốt. Đao phong nữ hoàng ừ một tiếng, có chút không kịp chờ đợi, mở ra băng quan, thần hồn lóe lên, hóa thành một luồng lưu quang, liền chui vào cái kia xác thịt bên trong. Sau đó, nguyên bản ngủ say xác thịt, lông mi thật dài run lên, mở mắt, liền sống lại, triển lộ ra nét mặt tươi cười, theo trong quan tài băng leo ra. Thần hồn của đao phong nữ hoàng, đã thuận lợi dung nhập bộ dạng này xác thịt, nàng lại là kinh hỉ, lại là tò mò đánh giá bộ thân thể mới này. Thần hồn của nàng khí tức, rất nhanh liền bắt đầu cải biến cỗ này xác thịt trắng nõn mềm mại da thịt, phải biến đổi đến mức màu lam, dung mạo cũng muốn theo đại từ thụ hoàng bộ dáng, biến thành đao phong nữ hoàng chính mình bộ dáng. Ta thân ta tướng, trốn vào hư không. Đao phong nữ hoàng một tiếng quát nhẹ, thân thể biến hóa lập tức lui về, bộ dạng này xác thịt lại khôi phục trắng nõn mềm mại, ngũ quan như vẽ bộ dáng, nhìn không ra nàng bản tướng. Đứng tại Diệp thần trước mắt, giống như liền là đại từ thụ hoàng. Mộ chủ, ta bây giờ bộ dáng, có phải hay không so trước kia tốt đã thấy nhiều? Đao phong nữ hoàng cười khanh khách nhìn xem Diệp thần, hỏi. Bộ dạng này thân thể là ăn mặc váy, nàng tựa hồ còn không quá thói quen này loại trang phục, theo trong quan tài băng leo ra về sau, vén quần lên tùy tiện đi lại, nhường Diệp thần có chút sở khóc sở cười. Cũng đẹp, cũng đẹp. Diệp thần cười nói. Đao phong nữ hoàng lắc lắc đầu nói, ta trước kia là một cái dã nữ tử, dĩ nhiên so ra kém hiện tại đẹp mắt. Bộ dạng này thân thể tướng mạo, cùng đại từ thụ hoàng giống như đúc, đại từ thụ hoàng dĩ nhiên so ta xinh đẹp hơn. Mộ chủ, chờ qua mấy ngày ngày dỗ nghi thức kết thúc, ta nghĩ rời đi mộ địa, đi bên ngoài tìm kiếm đại từ thụ hoàng, người thấy thế nào? Diệp thần có chút không bỏ, nói tiền bối, người muốn đi rồi sao? Đao phong nữ hoàng có trương chút áy náy, nói, đúng vậy, mộ chủ, đã có thân thể, ta muốn đi bên ngoài sông sáo, nhưng, người yên tâm, nếu như người đụng phải nguy hiểm gì, chỉ cần kêu gọi tên của ta, ta sẽ buông xuống giúp ngươi. Diệp thần tiếu đạo, không sao, tiền bối, người đã giúp ta rất nhiều, người muốn đi bên ngoài sông sáo, ta từ không ngăn cản ngươi. Đao phong nữ hoàng mừng rỡ, quỳ xuống, nói, vậy thì tốt quá, mộ chủ, cảm ơn ngươi. Chờ ta tìm tới đại từ thụ hoàng, ta liền cùng nàng trở về bên cạnh ngươi. Diệp thần đạo, ngươi biết đại từ thụ hoàng ở đâu? Đao phong nữ hoàng nói, không biết, nhưng ta nhất định có thể tìm tới nàng. Kỳ thật, năm đó ta lần thứ nhất gặp được đại từ thụ hoàng thời điểm, ta liền muốn phục tùng nàng. Nhưng mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, đều không thể đưa nàng thuần phục, cưỡng ép động võ, ta cũng đánh không lại nàng. Nàng là thấy ta tội nghiệp. Liền cùng ta ký kết khế ước, cho phép ta mượn dùng nàng lực lượng. Nàng còn nói, nàng không phải dã thú, sẽ không bị ta thuần phục. Ta sau này mới biết được, nàng là thiên mẫu tạo vật, ta lại muốn trấn áp nàng, thật sự là si tâm vọng tưởng. Dừng một chút, đao phong nữ hoàng khóe miệng lại câu lên một vệt đường cong, nói. Bất quá, bây giờ ta sống thêm đời thứ hai, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Ta muốn một lần nữa tìm tới đại từ thụ hoàng, ta lại muốn nếm thử thuần phục nàng. Cuối cùng có một ngày, nàng sẽ trở thành vì sủng vật của ta. Cho đến lúc đó, mộ chủ, ta sẽ dẫn nàng trở về gặp ngươi. Diệp thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới đao phong nữ hoàng, đi tìm đại từ thụ hoàng, lại có thể là vì thuần phục. Hắn có chút sở khóc sở cười, nói, được a, ta chờ các ngươi trở về. Đao phong nữ hoàng cười một tiếng. Đột nhiên nụ cười ngưng kết, ngũ quan hơi hơi giật một cái, đầu ngón tay bưng bít lấy trái tim, hơi hơi khom lưng, kêu lên một tiếng đau đớn, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp thần vội vàng vịn nàng. Thần hồn của đao phong nữ hoàng, tại cùng bộ dạng này xác thịt dung hợp về sau, thân thể mềm mại không xương, tinh tế nhẹ mềm thời khắc, Diệp thần vịn nàng thời điểm, tay cầm xúc cảm vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng... Diệp thần lại kinh ngạc phát hiện, lúc này đao phong nữ hoàng, làn da cấp tốc phát lạnh. Là sửu thần. Đao phong nữ hoàng khẽ cắn môi, có chút đứng không vững, cần Diệp thần đỡ lấy.
Sửu thần. Diệp thần hoảng hốt. Đao phong nữ hoàng đôi mắt như điện, nói thân thể này, đã bị sửu thần lệ khí ăn mòn, nơi trái tim trung tâm có một khỏa hắc ám khối u ác tính. Nàng bưng bít lấy ngực của mình, trên mặt vẻ thống khổ càng sâu, đau quá. Diệp thần kinh hãi, nói, bộ dạng này thân thể đã bị ô nhiễm sao? Tiền bối, vậy ngươi mau ra đây. Thần hồn của đao phong nữ hoàng, mới vừa tiến vào bộ dạng này thân thể, còn không có hoàn toàn dung hợp, còn có thoát xác mà ra cơ hội. Nhưng, đao phong nữ hoàng nhưng không có bỏ qua ý tứ, cắn răng nói. Không có việc gì, chẳng qua là một khỏa nho nhỏ khối u ác tính, ta có thể giải quyết. Bộ dạng này thân thể, cùng đại từ thụ hoàng giống như đúc, ta cũng không bỏ được từ bỏ. Mộ chủ ngươi yên tâm, cho ta mấy ngày thời gian, ta có thể để xua tan sửu thần lệ khí ăn mòn. Liền là ngày dỗ nghi thức lúc mới bắt đầu, nếu như ô liên đạo tổ buông xuống, ta khả năng không giúp được ngươi, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, đao phong nữ hoàng khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu điều tức. Tiền bối. Diệp thần 10 điểm lo lắng, một khi thần hồn của đao phong nữ hoàng, cùng bộ dạng này thân thể hoàn toàn dung hợp, lại nghĩ thoát xác bỏ qua, cái kia đem trở nên vô cùng khó khăn, đại giới to lớn. Nhưng xem đao phong nữ hoàng bộ dáng, nàng tình nguyện mạo hiểm, cũng không chịu từ bỏ. Mộ chủ, không cần lo lắng cho ta, ngươi thật tốt vì ngày dỗ nghi thức làm chuẩn bị, tốt nhất có thể siêu độ thanh liên đạo tổ, đạt được hắn chúc phúc. Đao phong nữ hoàng nói xong câu đó, chính là nhắm mắt lại, triệt để nhập định. Diệp thần bất đắc dĩ, cũng chỉ đành bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, lực chú ý một lần nữa đặt vào thương lôi đao lên. Thương lôi đao phía trên, cái kia vết máu đỏ tươi, y nguyên nhìn thấy mà giật mình, vô luận Diệp thần như thế nào tẩy, vết máu đều xoa không xong, vừa mới lau lại sẽ một lần nữa xuất hiện, vô cùng quỷ dị. Vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, có lẽ có thể thành công siêu độ, lắng lại thanh liên đạo tổ oán khí, nhưng lại khả năng bại lộ ta tự thân. Vẫn là dùng thủ đoạn khác thử một chút. Diệp thần thì thầm trong lòng, tế ra thần thánh chi thư, quang minh chi tâm, cá chép thiên phù, thiên đế kim luân các loại trí bảo, muốn dựa vào trí cương trí thuần lực lượng, xua tan trên thân đao oán niệm. Nhưng mà, này các loại thủ đoạn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp thần cũng không từ bỏ, tiếp tục thử nghiệm. Mà lúc này, cổ tình thần hạc cũng đem ô liên cốc phát sinh sự tình, cáo chi hôi hồ tử cùng tất cả trưởng lão tế tự. Tại rất nhiều cao tầng trưởng lão, sau khi suy tính, cuối cùng là đem tin tức, triệt để báo cho hết thảy con dân. Không ngoài sở liệu, thanh liên tộc rất nhiều con dân, tại biết tin tức về sau, lập tức lâm vào to lớn khủng hoảng. Ô liên đạo tổ đã hắc hóa, sắp tại ngày dỗ nghi thức cử hành ngày, hàng lâm xuống, muốn hủy diệt toàn bộ thanh liên tộc. Tin tức này, đối mỗi người tới nói, đều có thể xưng nổ tung. Vị kia cấm kỵ chi thần, lại muốn trừng phạt chúng ta thanh liên tộc sao? Vì cái gì chúng ta như thế số khổ, ai có thể tới cứu lấy chúng ta? Thiên mẫu nương nương, ngươi nhanh hiển linh đi. Ô liên đạo tổ, lại in một lần bị vị kia cấm kỵ chỗ hắc hóa, đã không thể cứu vãn sao? Vô số người kinh khủng, nức nở, hoảng hốt, tuyệt vọng. Tuyệt đại bộ phận thanh liên tộc nhân, cũng không biết sửu thần tồn tại, chỉ biết là đó là một vị kinh khủng cấm kỵ chi thần, khủng bố đến không cách nào hình dung mức độ, liền thanh liên đạo tổ đều không thể đối kháng. Thậm chí, thanh liên đạo tổ, liền là gián tiếp bị vị kia cấm kỵ chi thần giết chết. Vị kia cấm kỵ chi thần đáng sợ, rất nhiều thanh liên tộc nhân, tại vô số tuế nguyệt trước kia, liền đã lĩnh giáo qua. Hiện tại, cổ lão kinh khủng trí nhớ, một lần nữa bị thức tỉnh. Mọi người lâm vào to lớn trong khủng hoảng, ô liên đạo tổ hắc hóa, chẳng qua là biểu tượng, sau lưng là vị kia cấm kỵ chi thần, đang thao túng hết thảy. Cái kia cấm kỵ bàn tay lớn, liền lợi hại đến nước này, có thể nắm ô liên đạo tổ đều xem như quân cờ. Rất nhiều người đang sợ hãi trong tuyệt vọng, hướng thiên mẫu nương nương cầu nguyện, chỉ cầu cầu thiên mẫu hiển linh. Đến mức thanh liên đạo tổ, không có người cho rằng, thanh liên đạo tổ có khả năng cùng vị kia cấm kỵ đối kháng. Vị kia cấm kỵ, hắn mạnh mẽ địa phương, không phải tu vi cảnh giới mạnh mẽ, mà là tội ác nội tình mạnh mẽ. Chỉ cần lòng người còn có tội ác tồn tại, vị kia cấm kỵ liền vĩnh hằng bất diệt. Luận thực lực, thanh liên đạo tổ so với vị kia cấm kỵ, còn cường hãn hơn một chút. Đáng tiếc, tại vị kia cấm kỵ trước mặt,
không có người có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, đạo tâm không bị ăn mòn vặn vẹo sụp đổ, liền đã có thể xưng độc bộ chư thiên. Ngoại giới bối rối, hoảng hốt, tuyệt vọng khí tức, Diệp Thần cũng cảm nhận được, cũng là có loại gió thổi báo giông bão sắp đến đè nén. Cô Tinh Thần Hạc cùng Hôi Hồ Tử, tại Thiên Mẫu Điện các nơi, bố trí phòng ngự. Toàn bộ Cửu Liên thời không, bốn phương tám hướng cường giả, cũng là dồn dập chạy đến thủ hộ, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh địch. Bình thường dân chúng, toàn bộ rời đến trong cung điện dưới lòng đất, khỏi bị vạ lây. Tại mọi người chiêng trống dùm beng chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Diệp Thần còn tại nếm thử siêu độ Thanh Liên đạo tổ, đáng tiếc vẫn không có hiệu quả. Hắn thậm chí liền túc mệnh chi hoàn đều phóng xuất ra, muốn dựa vào túc mệnh chi hoàn năng lượng, xua tan Thanh Liên đạo tổ oán khí, nhưng y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thật chẳng lẽ muốn ta vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng? Diệp Thần chau mày, thần tâm ngưng trọng. Càng làm cho Diệp Thần bất an, liền là luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng trạng thái thật không tốt. Bộ kia thân thể, bị sửu thần lệ khí ô nhiễm. Sửu thần lệ khí, rõ ràng không phải tốt như vậy xua tan. Đã qua hai ngày, Đao Phong nữ hoàng còn không có tô tỉnh, làn da của nàng, thậm chí xuất hiện một chút màu đen bùa chú, nhưng Diệp Thần vô cùng lo lắng. Hết thảy, phía sau màn hắc thủ đều là sửu thần A. Lúc này, Diệp Thần thấy thúc mệnh chi hoàn dị động, truyền ra một đạo thê lương trầm hậu thanh âm. Đó chính là thần khổng lồ Titan thanh âm. Thần khổng lồ Titan ý thức, tại bị Âm Nguyệt công chúa xuất hiện lại về sau, liền ẩn cư tại thúc mệnh chi hoàn bên trong, tĩnh dưỡng tinh thần, khôi phục thực lực. Hắn đỉnh phong thời điểm thực lực, có thể xưng khủng bố, quét ngang chư thiên vô địch, là cùng thiên đấu sát thần cùng một cấp bậc siêu cấp cường giả. Thực lực cường đại như vậy, mong muốn khôi phục, tự nhiên không quá dễ dàng. Thần khổng lồ Titan thân ảnh, theo túc mệnh chi hoàn bên trên hiển hóa ra ngoài, Diệp Thần nhìn thấy thực lực của hắn, liền vô lượng cảnh cũng còn không có khôi phục lại, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì lòng khinh thị, cung kính kêu một tiếng. Thái Thản tiền bối, thân thể ngươi mạnh khỏe. Thần khổng lồ Titan hơi nói, ta rất khỏe, liền là ngươi có chút không tốt. Ta nhìn ngươi trên mặt, tựa hồ viết một cái chết chữ. Diệp Thần nghe thần khổng lồ Titan như thế lời trực bạch, không khỏi cười khổ một tiếng, nói tiền bối đừng nói giỡn. Thần khổng lồ Titan nghiêm nghị nói, ta không phải nói đùa, chờ ngày dỗ nghi thức bắt đầu, Ô Liên đạo tổ buông xuống, ngươi liền chết chắc. Coi như ngươi cùng Thiên Mẫu Điện người, có thể hợp lại trấn áp Ô Liên đạo tổ, cái kia sau lưng của hắn sửu thần đâu? Đối mặt sửu thần, ngươi đánh như thế nào? Nếu như ngươi có thể triệu hoán Mỹ thần xuống tới, có lẽ còn có đến đánh, nhưng, sử thần trước kia thua thiệt qua, sẽ không lại cho người bất luận cái gì triệu hoán cơ hội. Thiên đế Kim Luân tại Diệp Thần trên tay, đây là Mỹ thần chế tạo thần khí, dựa vào Thiên đế Kim Luân, Diệp Thần có cơ hội đem Mỹ thần triệu hoán xuống tới. Nhưng vấn đề là, sử xuất thần sẽ không cho hắn triệu hoán cơ hội. Diệp Thần sầm mặt lại, kỳ thật nếu như chẳng qua là đối mặt Ô Liên đạo tổ, hắn liên hợp cô tinh thân hạc, cùng Thiên Mẫu Điện tất cả lực lượng, chưa hẳn không có lật bàn cơ hội. Nhưng nếu như sửu thần buông xuống, Diệp Thần thật không biết như thế nào lật bàn. Ta Thái Thản tinh tòa, còn tại trên tay ngươi a? Thần khổng lồ Titan hỏi. Đến ngay đây. Diệp Thần liền xuất ra một cái hộp gỗ, này cái hộp gỗ, là hoang lão trước kia đưa cho hắn, bên trong liền chứa Thái Thản tinh tòa bí tịch. Nhưng mà, vô luận Diệp Thần dùng thủ đoạn gì, đều không thể đem hộp gỗ mở ra. Không thể mở ra sao? Thần khổng lồ Titan nhìn xem cái kia hộp gỗ, hỏi. Mở không ra. Diệp Thần chi tiết đáp. Cho ta xem một chút. Thần khổng lồ Titan cầm qua hộp gỗ, cẩn thận chu đáo, sau đó nhướng mày, nói. Này cái hộp gỗ, phải là của ta bằng hữu, Hoang Thiên Đế chế tạo đồ vật, dùng tới phong ấn ta Thái Thản tinh tòa, nhìn như là bình thường hộp gỗ, trên thực tế mang theo Hoang Thiên Đế nhân quả luật ấn ký. Bất kỳ người nào đều không thể mở ra, thậm chí ngay cả ta không có khôi phục thực lực trước, đều không thể mở ra. Hoang Thiên Đế. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn tại đọc lên ba chữ này thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ đại hoang, thái cổ, bất hủ, vĩ đại khí tức, đập vào mặt, trùng kích thần tâm. Dùng hắn đạo tâm vững chắc, Hoang Thiên Đế ba chữ này, y nguyên mang cho hắn to lớn rung động. Đây tuyệt đối là một vị siêu phàm nghịch thiên cường giả. Thực lực có thể muốn tại thần khổng lồ Titan phía trên.
Đúng vậy, đáng tiếc ta tinh hồn biến thành Thái Thản tinh tòa, bị Hoang Thiên Đế phong ấn, bằng không, người tu luyện ta Thái Thản tinh tòa, có lẽ có khả năng trấn áp Sửu Thần. Thần khổng lồ Titan có chút tiếc hận nói, hai tay dùng sức nếm thử mở ra hộp gỗ, nhưng phát hiện kín kẽ, căn bản là không có cách mở ra, phía trên mang theo hoang cổ cấm chế lực lượng. Trấn áp Sửu Thần, tiền bối, thần thông của ngươi, lợi hại như thế. Diệp Thần có chút không dám tin tưởng, bởi vì năm đó thần khổng lồ Titan, liền là bị Sửu Thần hại chết. Thần khổng lồ Titan gật đầu nói, đúng vậy, năm đó ta chịu Sửu Thần lừa bịp, đạo tâm sinh ra to lớn kinh khủng, cho là mình thật vì thiên địa không dung, thật phải chết, cho nên hao hết hết thảy tài nguyên cùng tâm huyết, chế tạo ra túc mệnh chi hoàn. Cái kia túc mệnh chi hoàn chế tạo ra tới về sau, ta khí tức khô kiệt mà chết, tại trước khi chết, ta đã tỉnh ngộ, biết là thụ Sửu Thần lừa gạt. Ta biết Sửu Thần là giết không chết, nhưng ta nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là, đưa hắn vĩnh cửu phong ấn. Ta còn sót lại khí tức, hóa thành chòm sao, này cái chòm sao, chính là ta vì Sửu Thần chuẩn bị phong ấn. Chỉ cần đem Sửu Thần phong ấn đến ta chòm sao đi lên, hắn liền không cách nào lại hỏa loạn, chỉ có thể vĩnh viễn bị trấn áp. Diệp Thần nhướng mày, nói có thể là, không thể triệt để tiêu diệt Sửu Thần, chẳng qua là phong ấn, nhưng thủy chung là một cái tai họa ngầm. Phong ấn vô luận lại kiên cố, luôn có buông lỏng một ngày. Chỉ cần một ngày không thể diệt sát Sửu Thần, hắn thủy chung là cái tai họa ngầm cùng tai họa. Thần khổng lồ Titan nói, ta biết, nhưng không có biện pháp tốt hơn, Sửu Thần là giết không chết, chỉ có thể đưa hắn phong ấn. Đáng tiếc, ta chòm sao thần thuật, bị Hoang Thiên Đế cầm giữ. Hắn xem trong tay hộp gỗ, 10 điểm bất đắc dĩ. Chòm sao thần thuật đang ở trước mắt, đáng tiếc không lấy ra tới. Hoang Thiên Đế bày ra phong cấm, kiên cố nghiêm mật đến siêu phẩm thiên đế đều không giải được mức độ. Diệp Thần đạo, Hoang Thiên Đế vì sao muốn bố trí xuống phong cấm? Hắn cùng hoang tộc ở giữa, lại có cái gì sâu xa? Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy, Hoang Thiên Đế cùng hoang tộc, tựa hồ tồn tại mật thiết liên hệ. Hoang lão hoang tự tại, liền là hoang tộc người. Thần khổng lồ Titan nói, Hoang Thiên Đế chính là hoang tộc viễn cổ thủy tổ, hắn là một cái kinh thế tuyệt diễm thiên tài, thực lực so với ta còn muốn càng lớn mạnh một chút, là không thể nói cường giả. Ta cùng hắn là hảo hữu chí giao, hắn phong cấm ta chòm sao thần thuật, thật sự là không có đạo lý sự tình. Ta môn này thần thuật sáng tạo ra đến, liền là chuẩn bị cho hắn, ta muốn gọi hắn phong ấn Sửu Thần, giúp ta báo thù. Nhưng, môn này thần thuật, lại bị hắn phong cấm, cái kia chỉ có một lời giải thích, liền là hắn bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vô pháp giúp ta báo thù, lại không muốn môn này thần thuật tiết lộ ra ngoài, đành phải phong ấn. Thần khổng lồ Titan nói xong chính mình suy đoán, ngữ khí lộ ra điểm lo lắng. Bởi vì, tại thời thế hiện nay, hắn đã bắt không đến Hoang Thiên Đế khí tức, liền một tia thiên cơ nhân quả đều chưa từng bắt được. Hoang Thiên Đế rất có thể đã ngã xuống. Để cho ta tính toán. Thần khổng lồ Titan nhíu mày ngưng tư, bấm ngón tay suy tính lấy đủ loại che giấu, sau đó a một tiếng, nói. Nguyên lai hắn hoang tộc người, huyết mạch đã suy yếu thành tán thần sao. Còn vô pháp thích ứng không không thời không hắc ám, muốn bị vội vã di chuyển đến thế giới hiện thực bên trong đi. Bất quá, tựa hồ có một vị hoang tự tại quật khởi, lại thành đạo tông bát tổ một trong. Thoáng chốc ở giữa, thần khổng lồ Titan nhìn thấy đủ loại đi qua. Hoang lão chỗ hoang tộc, thuộc về tán thần nhất mạch, còn từng bị ép thoát đi không không lúc nào không, chuyện này, Diệp Thần cũng là biết đến. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, hoang lão xa cổ sư tổ Hoang Thiên Đế, lại có thể là một vị như thế đại nhân vật lợi hại. Hoang tộc khí số chưa hết, Hoang Thiên Đế hẳn là còn có không ít hậu duệ còn sống sót, trốn ở không không lúc nào không một góc nào đó. Muốn mở ra cái hộp này, chỉ có thể đi tìm Hoang Thiên Đế hậu nhân thử thời vận. Nhưng, thời gian không còn kịp rồi. Thần khổng lồ Titan bất đắc dĩ thở dài. Làm sao tới không kịp? Diệp Thần hỏi. Thần khổng lồ Titan nói, qua mấy ngày ngày dỗ nghi thức, Ô Liên đạo tổ cùng Âm Tinh Thái tử đánh đến nơi, liền coi như các ngươi có thể đánh thắng hắn, lại như thế nào có thể đối phó Sửu Thần cái này phía sau màn hắc thủ? Nếu có thể mở ra cái hộp này, người tu luyện ta chòm sao thần thuật, có lẽ còn có cơ hội, nhưng chỉ còn lại mấy ngày, là trăm triệu không kịp. Hoang Thiên Đế hậu nhân, đến cùng ở nơi nào,
thần khổng lồ Titan cũng không biết, hắn cần muốn tính toán. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, là dù như thế nào đều không thể suy tính ra, bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa. Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ đến sự thần khủng bố cùng mạnh mẽ, cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Thần khổng lồ Titan trầm ngâm một hồi, nói, nếu như thực sự không có biện pháp, liền hiến tế túc mệnh chi hoàn, vẫn là có thể cùng sử thần đối kháng. Diệp Thần kinh hãi, hiến tế túc mệnh chi hoàn, tiền bối, vậy ngươi. Thần khổng lồ Titan khoát khoát tay, nói, không có việc gì, ta sẽ không chết, tóm lại, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói. Diệp Thần tâm hạ hơi định, đã có đối kháng sử thần át chủ bài, hắn liền an ổn nhiều. Thần khổng lồ Titan thu hồi cái kia hộp gỗ, nói, này cái hộp gỗ trước hết cho ta. Ta muốn tính toán phía trên thiên cơ dấu vết, tìm kiếm Hoang Thiên Đế hậu nhân hạ lạc. Nếu có thể tìm tới Hoang Thiên Đế đích hệ huyết mạch, có lẽ còn có cơ hội mở ra cái hộp này, nắm ta tròm sao thần thuật lấy ra. Đây chính là phong ấn sử thần hy vọng a. Diệp Thần đạo tốt, tiền bối, vậy liền xin nhờ ngươi. Thần khổng lồ Titan ừ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trở lại túc mệnh chi hoàn bên trong. Hắn năm đó bị sử thần hại. Hậu nhân tín đồ sớm đã chết cả rồi, may mắn bản thân Hoang Thiên Đế, còn có huyết mạch còn lại. Diệp Thần tại thần khổng lồ Titan sau khi trở về, tiếp tục nếm thử tịnh hóa thương lôi đao bên trên máu tươi, siêu độ thanh liên đạo tổ. Đáng tiếc, tại không sử dụng luân hồi ngoặc huyết mạch lực lượng tình huống dưới, hiệu quả cũng không quá tốt. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, khoảng cách ngày dỗ nghi thức bắt đầu, cũng chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Ngày dỗ nghi thức đêm trước, Diệp Thần được thỉnh mời đến cổ tháp tầng thứ 9, tham dự nghi thức tập. Ngày mai ngày dỗ nghi thức, điện chủ đại nhân cầm 3 nén hương trước bái, đại tế ti sau đó, chư trưởng lão 3 quỳ 9 lạy, cổ tháp bên ngoài tín đồ tẩy lễ thánh thủy, đợi thanh liên thần hỏa giấy lên, tất cả mọi người niệm tụng lời khấn. Một trưởng lão, bưng lấy một bức thánh chỉ quyển trục, đang giảng giải lấy ngày mai nghi thức chi tiết. Diệp Thần đứng tại cô tinh thân hạc cùng hôi hồ tử bên người, yên lặng nghe. Bóng đêm tối tăm, tháp trong phòng đốt nửa tối ánh nến, đem mỗi người sắc mặt, đều tỏa ra vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, ngày mai ngày dỗ nghi thức, tuyệt không có khả năng thuận lợi cử hành. Ô Liên đạo tổ cùng âm tinh thái tử, đến lúc đó sẽ quy mô xâm phạm. Còn có màn này sau hắc thủ, vị kia đáng sợ sử thần, lại càng không biết tránh ở nơi nào. Phòng thủ chuẩn bị đến thế nào? Cô tinh thần hạc gương mặt có chút tiểu tụy, rõ ràng tại đi qua mấy ngày, nàng tâm lực tiêu hao rất nhiều. Trưởng lão kia đáp, hồi bẩm điện chủ, hết thảy thủ hộ đại trận, bẫy dập, các nơi tới trợ chiến cường giả, cần thiết chiến đấu vật tư, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Liền là Ô Liên đạo tổ, dù sao cũng là chúng ta lão tổ tông bối đại nhân vật, thật muốn vạch mặt. Trưởng lão thanh âm mang theo điểm lo lắng. Dù sao tại Ô Liên đạo tổ trước mặt, bọn họ đều là hậu bối. Cô tinh thần hạc dứt khoát nói, không được chọn, ngày mai chỉ có tử chiến. Trưởng lão kia trong lòng run lên, nói, đúng. Cô tinh thần hạc gật gật đầu, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta muốn đơn độc cùng Diệp Thí Thiên tâm sự. Mọi người sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là yên lặng lui xuống. Rất nhanh, tháp thất trong phòng, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng cô tinh thần hạc hai người. Người tiểu tụy, thân hạc cô nương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nhìn xem thân hạc cái kia tiểu tụy gương mặt, có chút thương tiếc nhẹ nói ra. Ừm, cô tinh thân hạc thiệu uyển cười một tiếng, hai đầu lông mày mang theo thật sâu u buồn, rõ ràng đối ngày mai đến đại chiến, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Diệp Thí Thiên, ngày mai cuộc chiến, chúng ta rất có thể muốn bại. Nếu là ta thanh liên tộc bại, ngươi liền mang theo viên này thanh liên đạo loại rời đi. Cô tinh thần hạc chỉ thanh liên đạo loại. Thanh liên đạo tổ bài vị phía dưới, bên trong chiếc đỉnh lớn kia, tàn hương thấp thoáng lấy một quả màu xanh hạt sen. Cái kia viên màu xanh hạt sen, chính là thanh liên đạo tổ lưu lại đạo trùng. Diệp Thần còn nhớ rõ, thanh liên đạo loại phía trên là mang theo hắc ám nguyền rủa. Nhưng bây giờ, hắn thấy bên trong chiếc đỉnh lớn cái kia viên màu xanh hạt sen. Lại giống như là ngọc thạch óng ánh sáng long lanh, đã không nhìn thấy mảy may hắc ám tồn tại. À, này đạo trùng bên trên hắc ám nguyền rủa, vậy mà không có, cái này sao có thể? Diệp Thần một hồi kỳ lạ. Đã bị ta xua tán đi.
Cô tinh thần hạc tử tốn nói, bóng tối này nguyền rủa, nguồn gốc từ sử thần tộc thiên quỷ chớ chú thuật, là trăm năm trước âm tinh thái tử bày ra. Âm tinh thái tử nghĩ dập tắt thanh liên đạo loại, đoạn tuyệt ta thanh liên tộc hải đăng, nhưng hắn công phu còn chưa tới nhà, nguyền rủa lực lượng không bao sâu dày. Tại đi qua trăm năm thời gian bên trong, thanh liên đạo loại mặc dù bị hắc ám che đậy, cũng có thể nhóm lửa. Ta cùng âm tinh thái tử chém giết trăm năm, đã sớm biết rõ thủ đoạn của hắn, cho nên ta vừa về đến, liền xua tán đi hắn bày ra nguyền rủa. Diệp thần giật mình, nói, thì ra là thế. Hắn tâm tư khẽ động, tế ra thiên sát tinh, hỏi, vậy ta đây ngôi sao, phía trên hắc ám nguyền rủa, cũng nguồn gốc từ thiên quỷ chớ chú thuật sao? Diệp thần thiên sát tinh, bị tầng tầng hắc ám nguyền rủa vần quanh, này chút hắc ám nguyền rủa khí tức, cùng trước đây thanh liên đạo loại nguyền rủa khí tức, là hoàn toàn tương thông. Thiên sát tinh, thật cường liệt nguyền rủa. Cô tinh thần hạc thấy thiên sát tinh phía trên, tầng kia tầng vần quanh nguyền rủa phù văn, lập tức lấy làm kinh hãi. Này ngôi sao nguyền rủa lực lượng, so với thanh liên đạo loại phía trên, cần phải mãnh liệt nhiều. Nàng cẩn thận chu đáo, trầm tư một hồi, nói, đây cũng là thiên quỷ chớ chú thuật áp chế, mà lại phi thường cường liệt, cùng sở hữu 18 tầng, cùng 18 tầng địa ngục đối ứng, mỗi một tầng đều 10 điểm nan giải, tầng cuối cùng vô gian địa ngục nguyền rủa, thậm chí là vô gian luân hồi, hắc ám không dừng, là hoàn toàn khó giải tồn tại. Người coi như gọi sửu thần, gọi hồn thiên đế buông xuống, bọn hắn đều khó có khả năng cởi ra. Bởi vì năm đó, sửu thần sáng tạo thiên quỷ chớ chú thuật thời điểm, liền không có nghĩ đến cởi ra, môn này nguyền rủa một khi thi dưới, liền là triệt để khó giải, là muốn cho người ta vĩnh hằng tra tấn cùng trấn áp, như vô gian luân hồi địa ngục. Dùng lực lượng của ta, có thể cởi ra ba tầng trước. Thân hạc đầu ngón tay ký kết ấn quyết, từng đạo thiên đế linh quang huy sái mà ra, rơi vào diệp thần trong tay thiên sát tinh phía trên. Thiên sát tinh cái kia dày nặng như 18 tầng địa ngục hắc ám cấm chú, lập tức hóa giải một chút. Tại nguyền rủa giảm bớt về sau, thiên sát tinh nội bộ năng lượng, dâng trào mà ra, điên cuồng tràn vào diệp thần trong cơ thể. Cỗ năng lượng này tràn vào, lập tức làm cho diệp thần toàn thân sảng khoái, tinh thần phấn chấn, như đạt được thiên đại tạo hóa chỗ tốt, kinh mạch giãn ra, linh khí điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng lại như trăm sông đổ về một biển, trở lại trong đan điền. Răng rắc, diệp thần toàn thân xương cốt nổ vang, tu vi đúng là tại thời khắc này đột phá, theo thần đạo cảnh tầng 2 cao giai, đột phá đến đỉnh phong mức độ. Thậm chí, diệp thần còn thấy, chính mình đối thiên đấu lớn đổ kiếm lĩnh ngộ, mãnh liệt tăng vọt, như có thần trợ. Viên này thiên sát tinh, bên trên ứng thiên đấu sát thần. Diệp thần đạt được thiên sát tinh năng lượng tẩm bổ, như là đạt được thiên đấu sát thần chúc phúc, sau lưng thấp thoáng hiện ra thiên đấu sát thần to lớn hung mãnh, sát lục dữ tợn đồ đằng, tay cầm cự kiếm, tư thái bá đạo. Thân hạc thấy diệp thần sau lưng sát thần đồ đằng, lập tức giật nảy cả mình, nói, ngươi lại đạt được thiên đấu sát thần chúc phúc. Diệp thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể minh mông lực lượng, cũng là hết sức kích động, thiếu đạo. Thân hạc cô nương, ngày mai quyết chiến, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ra tay. Nếu là thiên sát tinh nguyền rủa, hoàn toàn cởi ra, ta có lòng tin trấn áp hết thảy. Tại thiên đấu xuất sát thần chúc phúc phía dưới. Diệp thần cảm giác mình có khả năng quét ngang hết thảy, sát lục chư thiên. Thân hạc kiều khu run rẩy một hồi, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không được, người thiên sát tinh, có 18 tầng nguyền rủa, ta chỉ có thể cởi ra 3 tầng. Ngươi cho dù có thiên đấu sát thần chúc phúc, dù sao tu vi vẫn chỉ là thần đạo cảnh, không có khả năng cùng ô liên đạo tổ đối kháng. Ngày mai đại chiến mở ra, ngươi không muốn tham chiến, nếu là thấy thế cục không ổn. Ngươi liền lập tức mang theo thanh liên đạo loại rời đi. Còn có thương lôi đao, ngươi cũng mang đi, bảo tồn ta thanh liên tộc hỏa trùng. Diệp thần thấy thân hạc giúp hắn cởi ra 3 tầng nguyền rủa về sau, gương mặt càng thêm tiều tụy, trong lòng 10 điểm thương yêu, đưa tay sờ soạng sờ mặt nàng gò má, ôn nhu nói, không có chuyện gì, chúng ta kể vai chiến đấu. Thân hạc có chút cầu khẩn nói ra, không, Diệp thí thiên, coi ta cầu ngươi, nếu là ngươi cũng đã chết. Ta đây thanh liên tộc hỏa trùng, liền triệt để dập tắt. Nàng đã dự cảm đến, ngày mai quyết chiến, thanh liên tộc hơn phân nửa muốn thất bại, có thể muốn cả tộc hủy diệt, chỉ muốn Diệp thần mang theo thanh liên đạo loại cùng thương lôi đao rời đi, về sau lại tìm cơ hội hướng sửu thần báo thù. Diệp thần gặp nàng kiên trì như vậy,
cũng có chút không đành lòng, nói, ngày mai rồi nói sau. Nói xong tiện ý biết đạo mặt của đối phương sắc có chút không đúng, lại nói, người khí sắc rất kém cỏi, đêm nay muốn ta giúp người nuôi một hạ thân sao. Thân Hạc Kiều Khu run rẩy, ửng đỏ bò lên trên gương mặt, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ phiền toái, muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần cùng Thân Hạc, tại cùng một cái phòng, cùng trên một cái giường tỉnh lại. Hôm nay liền là ngày giỗ nghi thức cử hành tháng ngày, hai người vội vàng đi vào Thanh Liên cổ tháp, chuẩn bị chủ trì nghi thức. Tại Thân Hạc bày mưu đặt kế dưới, Diệp Thần đem cái kia nắm nhuốm máu thương lôi đao, đeo tại bên hông, dùng quần áo che khuất. Nếu là hôm nay tình hình chiến đấu bất lợi, hắn liền phải lập tức mang theo Thanh Liên đạo loại cùng thương lôi đao rời đi. Ánh nắng sáng sớm, huy sái tại Cửu Liên thời không mỗi một cái góc, một mảnh ấm áp. Rất nhiều Thanh Liên tộc nhân, rất nhiều các tín đồ, theo bốn phương tám hướng, chạy đến Thiên Mẫu Điện, cúi chào Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Mẫu Nương Nương. Năm nay ngày giỗ nghi thức, rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt. Bởi vì, tại Thiên Mẫu Điện bốn phía, che kín tầng tầng thủ vệ, tất cả mọi người như lâm đại địch, hết thảy thủ hộ đại trận, cũng là vận sức chờ phát động. Thanh Liên cổ tháp tầng thứ 9, Thiên Mẫu Điện điện chủ Cô Tinh Thân Hạc, cùng Diệp Thần đứng tại phía trước nhất. Đại tế ti Hôi Hồ Tử, còn có tất cả trưởng lão, đứng ở phía sau. Thấy Diệp Thần cùng Thân Hạc sóng vai, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng bọn họ, Diệp Thần bất quá là Thân Hạc nuôi trai lơ, liền là một cái mặt trắng nhỏ. Điện chủ đại nhân thiên sinh cô sát, có thể có cái trai lơ hỗ trợ hòa tan một thoáng sát khí, tự nhiên cũng là thiên đại hảo sự. Trong lòng bọn họ, có thể cũng không cảm thấy, Diệp Thần có tư cách cùng Thân Hạc ngồi ngang hàng. Dù sao, Diệp Thần tu vi, nói toạc thiên cũng chỉ là thần đạo cảnh tầng 2, tự nhiên không để cho mọi người coi trọng tư cách. Tế tự nghi thức bắt đầu. Diệp Thần cùng Thân Hạc, trước hướng Thanh Liên đạo tổ bài vị cúi chào, lên ba nén hương. Chư trưởng lão đi ba quỳ chín lạy chi lễ, cũng lần lượt cung phụng dâng hương. Nguyện Thiên Mẫu Nương Nương tí hữu, chúc phúc chiếu cố, tiếp dẫn chúng ta phi thăng bỉ ngạn. Thân Hạc nhẹ giọng cầu khẩn, tiêm vung tay lên, một đạo linh quang hạ xuống, rơi xuống cái kia trong đỉnh lớn, ông một tiếng, Thanh Liên đạo loại bị nàng nhóm lửa, toát ra một chùm nóng rực ánh lửa. Trong ngọn lửa, có Thanh Liên nở rộ, thần hy dâng lên, vầng sáng sáng chói. Thanh Liên cổ tháp bên ngoài, rất nhiều Thanh Liên tộc nhân cùng các tín đồ, thấy chín tầng tháp bên trên, Thanh Liên thần hỏa giấy lên, đều là phát ra một tiếng kích động tiếng hô, dồn dập quỳ xuống ngâm sướng, lại phát ra trận trận cầu nguyện cùng tán tụng thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Liên thời không, khắp nơi đều là tiếng ngâm sướng, hương hỏa lượn lờ thăng thiên, đủ loại cung phụng tế phẩm, linh quang cũng là phóng lên tận trời, tràng diện lại là náo nhiệt, lại là hùng vĩ. Chín tầng tháp bên trên, Diệp Thần thấy bên hông thương lôi đao, phía trên máu tươi ẩn chứa oán niệm, tựa hồ làm giảm bớt một chút. Thanh Liên thần hỏa giấy lên, phảng phất nốt lên hy vọng, làm cho Thanh Liên đạo tổ oán niệm, cũng là thoáng giảm bớt. Bất quá Diệp Thần biết, hy vọng này chung quy là bọt nước, không có khả năng thực hiện. Thiên Mẫu Nương Nương sẽ không buông xuống, cũng sẽ không ban thưởng tiếp dẫn, dẫn người phi thăng. Hô hô hô! Tại đây Thanh Liên thần hỏa nhóm lửa, Cửu Liên thời không khắp nơi sôi trào náo nhiệt thời khắc, một trận âm phong, lại hết cách tới nổi lên. Âm phong gào thét, càng ngày càng mãnh liệt, cuốn lên đại địa bụi mù, cát bay đá chạy. Nguyên bản bầu trời trong xanh, rất nhanh liền hóa thành âm u, sương mù răng đầy, mây đen ngập đầu. Răng rắc, tiếp theo sát, càng đáng sợ một màn xuất hiện. Thiên Mẫu Điện phía trước đại địa, đột nhiên đã nứt ra một đầu lớn may. Đếm không hết tín ngoặc đồ cùng con dân, kinh hô kêu to, trực tiếp rơi vào trong khe, chết oan chết uổng. Oanh long long, một gốc to lớn ô hắc liên hoa, theo cái kia to lớn trong khe, điên cuồng sinh trưởng mà lên, cuống hoa như kình thiên trụ lớn, to lớn ô liên chống trời mà lên, giữa thiên địa bão táp mãnh liệt, điện thiểm phích lịch, khói đen nổ tung, thời không phá toái. Ô liên phía trên, bò đầy bẩn thỉu côn trùng cùng quỷ dị đồ vật. Một chút tàn toái thân thể treo trên đó, đếm không hết trong mắt tại nhánh ngạnh bên trên nứt ra, quỷ bí tầm mắt nhìn chăm chú lấy phiến thiên địa này, ghê tởm nước mủ theo ô liên chảy xuôi xuống tới, tiêm nhiễm đến nước mủ đám người, trong nháy mắt liền lâm vào kịch độc cùng trong điên cuồng, tại trong tiếng kêu thảm chết bất đắc kỳ tử. Ô liên đỉnh, hoa sen nở rộ, hiện ra hai bóng người.
chính là Ô Liên đạo tổ cùng Âm Tinh thái tử. 9 tầng trong tháp, Diệp Thần thấy Ô Liên đạo tổ cùng Âm Tinh thái tử xuất hiện, lập tức giật nảy cả mình. Ô Liên đạo tổ khí tức, so mấy ngày trước càng thêm sâu lắng khủng bố, tựa hồ chịu Sửu Thần ăn mòn càng sâu, cũng đã nhận được Sửu Thần chúc phúc trợ lực, toàn thân đều là ghê tởm khí tượng, làn da đã hoàn toàn nứt ra, không biết có nhiều ít bẩn thỉu đồ vật theo trong cơ thể hắn chảy ra. Âm Tinh thái tử nhìn xem Ô Liên đạo tổ cái kia ghê tởm bộ dáng, lại là sùng bái không ngừng hâm mộ. Bởi vì càng ghê tởm, liền càng chứng minh đạt được Sửu Thần chúc phúc, lực lượng càng mạnh, hắn đều không có cái này phúc phận cùng thực lực, có thể đạt được Sửu Thần chúc phúc. Ô Liên đạo tổ, này nho nhỏ Thanh Liên tộc, xem ra hôm nay là muốn hủy diệt tại trong tay của ngươi. Âm Tinh thái tử cung kính khoanh tay, cười liên tục nói ra. Ô Liên chống trời, tại Ô Liên đạo tổ buông xuống về sau, mạnh mẽ hắc ám khí tràng, liền đem Thiên Mẫu Điện rất nhiều thủ hộ đại trận, toàn bộ xé nát. Thiên Mẫu Điện rất nhiều võ giả, cũng có thật nhiều người, trực tiếp bị Ô Liên đạo tổ khí tràng nghiền ép, tại chỗ thất khiếu chảy máu chết đi. 9 tầng trong tháp, Thân Hạc cùng Hôi Hồ Tử, nhìn thấy Ô Liên đạo tổ khủng bố như thế, cũng là rất đỗi kinh hãi. Diệp Thí Thiên, ngươi lưu tại nơi này. Chư vị trưởng lão, theo ta ra ngoài nghênh địch. Thân Hạc một tiếng quát mắng, nhu nhược kiều khu bộc phát ra điện chủ uy nghiêm, trước tiên theo cổ tháp lý bay ra. Tuân mệnh. Tất cả trưởng lão các tế tự, cũng là hung hãn không sợ chết, đi theo Thân Hạc, bay ra ngoài, muốn cùng Ô Liên đạo tổ quyết một trận tử chiến. Diệp Thần bị lưu tại 9 tầng trong tháp, hắn muốn đi ra ngoài tham chiến, nhưng thấy Ô Liên đạo tổ khí thế như thế bằng bạc, hắn coi như tham chiến, chỉ sợ cũng vô pháp thay đổi thế cục. Thanh Liên đạo tổ, tộc nhân của ngươi chính diện trước khi tai họa ngập đầu, ta cần ngươi trợ lực. Chúc phúc cho ta. Diệp Thần khẽ cắn môi, rút ra thương lôi đao, duỗi tay gạt đi phía trên vết máu, chỉ muốn đạt được Thanh Liên đạo tổ chúc phúc. Mà lúc này, bên ngoài chiến đấu đã khai hỏa. Hắc Sực Kim Lân Sư bay lên trời, Thân Hạc cưỡi Hắc Sực Kim Lân Sư, dẫn theo Thanh Liên tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả, ngang tàng thẳng hướng Ô Liên đạo tổ. Ô Liên đạo tổ, tỉnh táo đi, ngươi bị Sửu Thần bóp méo. Thân Hạc khẽ cắn môi, hai tay ký kết ấn quyết, mảng lớn thanh quang như thác nước vung vãi, chỉ muốn tịnh hóa Ô Liên, thức tỉnh Ô Liên đạo tổ. Hắc hắc, Thân Hạc tiểu nha đầu, ta không có bị vặn vẹo, là các ngươi đối đãi ta quá cay nghiệt, các ngươi đều đáng chết. Ô Liên đạo tổ cười lạnh, nhìn xem Thân Hạc đánh giết tới, hắn nhưng không có tự mình ra tay, mà là lui lại mấy bước, vung tay lên, từ phía sau triệu hoán ra một cánh cửa. Chính là Sửu Thần tộc quỷ chữ cờ Thi Quỷ Phong Môn. Thi Quỷ Phong Môn, ngàn vạn ác quỷ, yêu ma hàng thế. Ô Liên đạo tổ quát to một tiếng, Thi Quỷ Phong Môn mở ra, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy ngàn con vạn con ác quỷ, gào thét, theo môn hộ sau lưng xung phong mà ra. Hắc ám che trời, đếm không hết ác quỷ, trong nháy mắt lấp kín Thiên Mẫu Điện bốn phía hư không, lít nha lít nhít, khiến cho người nghẹt thở. Đồng dạng là lợi dụng Thi Quỷ Phong Môn, triệu hoán yêu ma ác quỷ, Ô Liên đạo tổ thủ đoạn, so với Âm Tinh thái tử, cường hãn gấp trăm ngàn lần. Âm Tinh thái tử, bọn hắn là hậu bối của ta không muốn tiêm nhiễm máu tươi, người tới động thủ, giết bọn hắn. Ô Liên đạo tổ từ tốn nói, lại lui về phía sau mấy bước. Âm Tinh thái tử trong lòng chìm xuống, suy nghĩ, xem ra Ô Liên đạo tổ nội tâm, còn không có hoàn toàn vặn vẹo, mặt ngoài nói không muốn dính máu, trên thực tế khả năng hắn đối Thanh Liên tộc người, còn có tử bi lòng trắc ẩn. Ý nghĩ này lóe lên, Âm Tinh thái tử trong mắt lập tức lướt qua hung mang. Muốn cho Ô Liên đạo tổ triệt để trầm luân, chỉ có diệt sát đi Thanh Liên đạo tổ chỗ có hậu nhân. Hắc hắc. Ô Liên đạo tổ, ngươi yên tâm, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, ta giúp nễ sát quang tất cả mọi người. Âm Tinh thái tử nhanh lệ cười một tiếng, dựa vào thực lực của hắn, dĩ nhiên không có khả năng diệt sát Thanh Liên tộc. Nhưng lúc này, Ô Liên đạo tổ đã triệu hoán vô số yêu ma ác quỷ xuống tới. Âm Tinh thái tử vung tay lên, liền dẫn theo vô số yêu ma, hướng về Thân Hạc đám người đánh tới. Hai bên lâm vào hỗn chiến, từng con yêu ma ác quỷ bị Thân Hạc đám người chém xuống. Nhưng, yêu ma số lượng, thực sự nhiều lắm. Mà lại, cái kia Thi Quỷ Phong Môn bên trong, còn tại liên tục không ngừng, lao ra vô số ác quỷ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giết không được thắng giết, đơn giản vô pháp giết hết. Âm Tinh thái tử hết sức thông minh,
cũng không chính diện cùng thân hạc giao thủ, chỉ huy đại lượng yêu ma đánh giết. Nhiều như vậy yêu ma, liền Diệp Thần đều cảm thấy da đầu run lên. Đây là mặt ngoài chiến đấu, Ô Liên đạo tổ còn trầm ổn như núi đứng đấy quan chiến, hắn còn không có chân chính ra tay. Nếu là hắn chân chính ra tay, cái kia chỉ sợ Thiên Mẫu Điện bên này, muốn triệt để sụp đổ. Thanh Liên đạo tổ, tộc nhân của ngươi tại bị ngược sát, chẳng lẽ ngươi thật thờ ơ sao? Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn xem trong tay thương lôi đao. Vừa mới bị hắn xóa đi vết máu, lại lần nữa nổi lên, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ nguyền rủa, Thanh Liên đạo tổ oán niệm còn rất nồng nặc. Xem ra, là muốn ta vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, giúp ngươi siêu độ. Diệp Thần tâm nghĩ đến, thấy đi ra bên ngoài quỷ khí trùng thiên, thì quỷ phong môn không ngừng dâng lên ma khí bộ dáng, hắn tâm tư khẽ động. Tại đây nồng đậm quỷ khí che đậy dưới, hắn vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, khả năng cũng sẽ không xúc động thiên cơ, bị thiên khư thần điện, cổ tinh môn chờ lực lượng phát giác. Trong lúc trước mắt, Diệp Thần cũng không thể lưỡng lự nhiều lắm, trong lòng của hắn quyết đoán, khoanh chân ngồi xuống, tay cầm toát ra một chùm luân hồi kim quang, này oành kim quang bên trong, ẩn chứa hắn lục đạo luân hồi pháp, luân hồi thiên quốc, luân hồi huyết mạch, luân hồi thất tinh các loại lực lượng cường đại. Rất nhiều mạnh mẽ lực lượng hội tụ mà thành kim quang, tại Diệp Thần trong tay hội tụ. Tay của hắn, chậm rãi theo trên thân đao bôi qua, muốn lau đi cái kia một luồng nguyền rủa oán niệm vết máu. Oanh! Trên ngón tay chạm đến vết máu trong nháy mắt, Diệp Thần phảng phất lọt vào thiên lôi kịch chấn, một cỗ cùng dĩ vãng cảm giác hoàn toàn khác biệt, xông lên đầu. Hắn thấy bốn phía hết thảy, không gian, thời gian, nhân quả, vận mệnh, thiên cơ, đều đang điên cuồng vặn vẹo. Trời đất quay cuồng, hư không vặn vẹo, đợi đến hết thảy chấn động lắng lại, Diệp Thần lại kinh ngạc phát hiện, chính mình đi tới một chỗ xa lạ hoang dã. Đây là địa phương nào, ta không phải tại Thiên Mẫu Điện Thanh Liên cổ tháp sao? Diệp Thần giật nảy cả mình, chỉ nghe một hồi oanh long long lôi minh, hoang dã rơi ra mưa to, chính là đêm tối, giọt mưa rơi vào Diệp Thần trên thân, khiến cho hắn khắp cả người phát lạnh, da thịt đau nhức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ thấy phía trước, có hai người. Một người đứng đấy, một người khác đã ngã xuống. Diệp Thần đi lên xem xét, liền thấy người ngã xuống, lại có thể là Thanh Liên đạo tổ. Thanh Liên đạo tổ cổ, đã bị lưỡi đao cắt vỡ, máu tươi ào ạt chảy ra, hỗn hợp có nước mưa ô nhiễm đại địa. Trên mặt hắn dừng lại lấy thê lương, giải thoát, khổ sở, tuyệt vọng, bất đắc dĩ, vui mừng chờ rất nhiều vẻ phức tạp, hai mắt còn không có khép kín, không biết có phải hay không chết không nhắm mắt. Tại Thanh Liên đạo tổ trước người, là cái uy mãnh cường tráng thanh niên nam tử, trong tay dẫn theo một thanh lôi điện lấp lánh chiến đao, chính là thương lôi đao. Đây là lúc còn trẻ bá đao thương lôi. Diệp Thần thấy người thanh niên này, trong tất lòng thầm giật mình, biết này người chính là lúc tuổi còn trẻ bá đao thương lôi. Hắn một màn trước mắt hình ảnh, chính là bá đao thương lôi thí sư, chém giết Thanh Liên đạo tổ hình ảnh. Bá đao thương lôi nhìn xem Thanh Liên đạo tổ thi thể, mắt trong mang theo thật sâu hối hận, thân thể run rẩy quỳ xuống, thân đao loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Sư phụ! Thanh âm hắn vô cùng hối hận, tràn ngập thống khổ, vì cái gì ngươi không chặn? Ách ách ách, khục, không phải lỗi của ngươi. Là sử thần, là sử thần. Là hắn mê hoặc ta, gọi ta tới khiêu chiến ngươi. Này đáng chết sử thần, ta nhất định phải giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Dừng một chút, bá đao thương lôi tầm mắt bỗng nhiên phát lạnh, như trong đêm tối hai đầu nhanh như tia chớp, bắn về phía Diệp Thần, quát, người nào, cút ra đây cho ta. Diệp Thần giật nảy cả mình, hắn ban đầu coi là, trước mắt mình hình ảnh, chẳng qua là hư ảo thiên cơ hình ảnh, nhưng xem bá đao thương lôi bộ dáng, hắn tựa hồ có thể thấy chính mình. Đây thật là ly kỳ. Diệp Thần có chút không dám tin tưởng, coi là bá đao thương lôi là làm người khác, cho nên còn đứng lấy bất động. Ngươi thất thần làm gì, cút ra đây cho ta, ta Thanh Liên thần sơn trọng địa, ngươi là thế nào chạy vào? Ngươi đều nhìn thấy cái gì? Bá đao thương lôi hướng về phía Diệp Thần hét lớn, trong mắt sát khí lộ ra. Diệp Thần bộ dáng, rất cổ quái, còn mang theo một cái mặt nạ. Nếu như hắn không nhìn lầm, đó chính là lục đạo cổ thần một trong, hư không quỷ diện mặt nạ. Chẳng lẽ cái này người là hư không quỷ diện đệ tử? Bá đao thương lôi nghĩ thầm.
Diệp Thần thấy bá đao thương lôi thật là làm cho chính mình, trong lòng càng là giật mình, liền đi ra ngoài. Bá đao thương lôi nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó cũng choáng váng, nói. Ngươi, trên người ngươi thời gian pháp tắc, không thuộc về cái thế giới này. Ngươi là từ tương lai xuyên Việt về tới người. Diệp Thần có chút choáng váng, chẳng lẽ mình lại xuyên qua trở về quá khứ, về tới bá đao thương lôi chém giết Thanh Liên đạo tổ thời điểm. Nói chuyện a. Bá đao thương lôi quát. Diệp Thần như ở trong mộng mới tỉnh, nói, đúng, ta chính là tới từ tương lai, ta cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên xuyên qua về tới đây. Bá đao thương lôi ngẩn ngơ, nói, người đến từ tương lai, người có thể qua lại thời không, tại vô hạn tuyến thời gian bên trong luân hồi, người là luân hồi chi chủ. Diệp Thần đạo, ta không phải, thanh âm này ngay cả mình nghe cũng không đủ sức. Bá đao thương lôi kích động nói, người chính là luân hồi chi chủ. Ngoại trừ luân hồi chi chủ, không ai có được nhảy vọt thời gian trường hà, tới đến quá khứ năng lực. Tuyến thời gian mặc dù có vô số đầu, nhưng mỗi một đầu tuyến thời gian, đều chỉ có thể tiến lên, vô pháp lui lại. Thời gian không ngừng hướng phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bình thường thần linh, coi như là xuyên qua trở lại quá khứ, cũng chỉ là xuyên qua đi một cái khác thời không song song, cải biến một cái khác đầu tuyến thời gian, cùng chân thực không quan hệ. Cũng chỉ có luân hồi chi chủ, mới có thể tại quá khứ tương lai bên trong, tùy ý xuyên qua. Đây cũng là luân hồi tư cách. Diệp Thần yên lặng, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bá đao thương lôi nói, luân hồi chi chủ, người vì sao muốn xuyên Việt về tới? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói ta là vì siêu độ Thanh Liên đạo tổ, hóa giải oán khí của hắn. Bá đao thương lôi nói, sư phụ oán khí sao? Đúng rồi. Ta đại nghịch bất đạo, thí sư giết người, hắn khẳng định là oán hận ta. Diệp Thần yên lặng, kỳ thật Thanh Liên đạo tổ, oán hận là Thiên Mẫu nương nương, cũng không phải là bá đao thương lôi. Bất quá, hắn cũng không có nói rõ lý do, sợ càng nói rõ lý do càng loạn. Bá đao thương lôi lại chán nản nói, ta đã không có tư cách lưu tại Thanh Liên thần sơn, luân hồi chi chủ, chỉ mong ngươi có thể tịnh hóa sư cha oán khí, muôn vẻ có tội, tội tại ta thân. Môn này thiên cương trảm thần đao, là ta khổ tâm lĩnh ngộ vô thượng đao pháp. Ta dùng này một đao, giết chết sư phụ, nghiệp chướng nặng nề. Hắn móc ra một bản đao pháp quyển trục, đưa cho Diệp Thần. Về sau, ta sẽ không lại thi triển này một đao. Nhưng, ngày này cương trảm thần đao, dù sao cũng là tâm ta huyết chi làm, ta không thầm nghĩ thống đoạn tuyệt, luân hồi chi chủ, môn này đao pháp, hy vọng ngươi có thể thu xuống. Diệp Thần im lặng. Nhận lấy cái kia đao pháp quyển trục. Bá đao thương lôi cười khổ nói, đa tạ, quay người nhanh chân rời đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn bá đao thương lôi đi xa, giật mình thất thần. Hắn bày ra cái kia đao pháp quyển trục, chỉ thấy trên quyển trục mặt, viết thiên cương trảm thần đao tu luyện bí quyết. Môn này thiên cương trảm thần đao, hung mãnh cực kỳ bá đạo, là bá đao thương lôi lấy xuống thiên cương tinh, luyện hóa thiên cương tinh về sau, minh ngộ ra đỉnh cấp đao pháp. Có thiên cương đại đạo oai. Thiên cương tinh, liền là chín đại thiên cương một trong, cùng thiên cô tinh, thiên sát tinh, thiên nhanh tinh các loại nổi danh. Mặt khác thiên cương tinh thần, đều có chuyển thế. Tỷ như, thiên mẫu điện điện chủ, liền là thiên cô tinh chuyển thế. Nhưng, thiên cương tinh lại là không có chuyển thế. Bởi vì này ngôi sao, đã bị bá đao thương lôi tháo xuống, hơn nữa còn chuyển hóa thành đao pháp, liền là môn này thiên cương trảm thần đao. Có thể chạm giết đỉnh cấp cổ thần. Diệp Thần ngộ tính thiên phú siêu tuyệt, quét nhìn liếc mắt trên quyển trục bí quyết, liền sơ bộ lĩnh ngộ thiên cương trảm thần đao huyền bí. Hắn nhặt lên bá đao thương lôi để lại thương lôi đao, tại trong mưa vung đao diễn luyện, quen thuộc thiên cương trảm thần đao chiêu pháp. Này nắm thương lôi đao, phía trên còn dính nhuộm Thanh Liên đạo tổ máu tươi, mặc cho mưa to cọ rửa, vết máu này thế mà thủy chung không sạch, như có oán khí nguyền rủa quấn quanh, cực kỳ quỷ dị. Ngô, khục khục. Ngay tại Diệp Thần luyện đao thời điểm, hắn nghe được bên cạnh truyền đến một hồi ho khan ho ra máu thanh âm. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy đã vừa mới chết đi Thanh Liên đạo tổ, giờ phút này thế mà sống lại. Mưa lúc này vừa vặn ngừng, Thanh Liên đạo tổ toàn thân bùn ô, bẩn thỉu, hoàn toàn không có một chút tiên phong đạo cốt khí tượng, bộ dáng 10 điểm chật vật suy sụp tinh thần. Diệp Thần gặp hắn sống lại, có chút giật mình. Nhưng nghĩ đến Thanh Liên đạo tổ này chờ đại nhân vật, sinh cơ hùng hậu,
tuyến thời gian vô số, đương nhiên sẽ không tùy tiện vẫn diệt, cho dù chết cũng có thể phục sinh. Nhưng xem Thanh Liên đạo tổ cái kia suy sụp tinh thần suy yếu bộ dáng, hắn coi như phục sinh, cũng là gần đất xa trời, bất quá hồi quang phản chiếu thôi. Bá đao thương lôi thiên cương chảm thần đao, uy thế cực kỳ khủng bố hung mãnh, cơ hồ đem Thanh Liên đạo tổ toàn bộ tuyến thời gian, đều cho chảm diệt. Mà lại, Thanh Liên đạo tổ cũng là một lòng muốn chết, hắn cũng không có sống tiếp tín niệm. Phản đồ, đều là phản đồ, đều phản bội ta. Thanh Liên đạo tổ tự lẩm bẩm, thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng oán niệm. Diệp thần thấy thế, đem thương lôi đao thu tại bên hông, vội vàng tới đỡ lấy hắn, nói tiền bối, người thụ thương rất nặng, ta trị liệu cho ngươi. Mặc kệ Thanh Liên đạo tổ có phải hay không hồi quang phản chiếu, Diệp thần tổng không thể nhìn hắn chết. Thanh Liên đạo tổ lại hất ra Diệp thần tay, căm tức nhìn hắn, lăn đi. Nhưng tiếp theo sát, hắn liền có chút ngây dại, kinh ngạc nhìn xem Diệp thần sau mặt nạ con mắt, nói, ngươi là luân hồi chi chủ. Từ tương lai trở về. Diệp thần yên lặng, không có trả nhọn lời. Thanh Liên đạo tổ có chút cử chỉ điên rồi lẩm bẩm, ngươi nói, vì cái gì bọn hắn đều muốn phản bội ta. Thê tử của ta, vi phạm với ước định của chúng ta, không có tới đón ta đi bến bờ vũ trụ, còn muốn cho ta tại thế gian chịu khổ. Huynh đệ của ta Ô Liên đạo tổ, hắn cũng phản bội ta, bị tức giận trốn đi, khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Đệ tử của ta, như ngươi thấy, hắn muốn giết ta, hắn giết chết ta. Diệp thần thấy Thanh Liên đạo tổ như vậy cử chỉ điên rồ bộ dáng, liền biết trong lòng của hắn chấp niệm cực nặng. Nếu như không hóa giải cỗ này chấp niệm, là không thể nào siêu độ hắn. Tiền bối, người huynh đệ, đệ tử của ngươi, không có phản bội ngươi. Hết thảy, đều là sử thần ở sau lưng giở trò. Sai không tại bọn hắn, đạo tâm của bọn họ, bị sử thần bóp méo. Phía sau màn hắc thủ, kẻ cầm đầu, là sử thần. Ngươi không muốn trách cứ hắn nhóm. Diệp thần khuyên giải nói. Sử thần. Thanh Liên đạo tổ lẩm bẩm cái này cấm kỵ danh hiệu, nhướng mày, nói. Ô Liên đạo tổ cùng thương lôi, bọn họ nói tâm bền bỉ như vậy, có thể bị sử thần ăn mòn sao? Hắn liều mạng còn sót lại không nhiều linh khí, bấm ngón tay tính toán, sau đó vẻ mặt chấn động, nhìn thấy một tia chân tướng, cái này. Làm sao có thể? Sử thần ý chí, cư nhiên như thế khủng bố, liền Ô Liên đạo tổ cùng thương lôi, cũng đỡ không nổi hắn xâm hại sao? Diệp thần đạo, đúng vậy, cho nên, tiền bối, người đừng trách bọn họ, đều là sử thần đang tác quái. Thanh Liên đạo tổ nhướng mày, lại nói. Nhưng thê tử của ta Thiên Mẫu nữ thần, nàng tổng sẽ không bị sử thần ăn mòn a. Nàng ở trên trời sao, nàng chung quy là vi phạm với ước định của chúng ta, nàng phản bội ta. Ta đưa nàng trèo lên đỉnh tinh không, thành tựu trung cực, nàng lại phản bội ta. Ô Liên đạo tổ cùng bá đao thương lôi phản bội, còn có khả năng dùng sử thần ý chí ăn mòn nói rõ lý do. Nhưng, Thiên Mẫu phản bội, lại làm cho Thanh Liên đạo tổ vô pháp tiêu tan. Hắn oán niệm không tiêu tan, chủ yếu cũng là bởi vì Thiên Mẫu phản bội. Diệp thần chau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, do dự một chút, chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, nói. Tiền bối, khả năng Thiên Mẫu nương nương, cũng không là phản bội ngươi, nàng vẫn yêu lấy ngươi, bằng không, cũng sẽ không tạo hóa ra đại từ thụ hoàng, giúp ngươi đối kháng sử thần. Nàng không có dẫn ngươi đi bến bờ vũ trụ, có thể là không muốn ngươi sa đọa chịu khổ. Thanh Liên đạo tổ sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, Diệp thần nói cũng có đạo lý. Trước đây đối kháng sử thần, Thiên Mẫu cũng có trợ lực, điều động đại từ thụ hoàng xuống tới. Nhưng Thiên Mẫu không có hạ xuống tiếp dẫn, chung quy là khiến cho hắn canh cánh trong lòng. Chờ một chút, luân hồi chi chủ, người vừa mới nói cái gì, sa đọa chịu khổ. Bến bờ vũ trụ, không phải một cái cực lạc thế giới sao? Như thế nào lại chịu khổ? Thanh Liên đạo tổ mẫn duệ cảm thấy được vấn đề. Chư thiên cổ thần tranh chấp, chém giết thảm liệt, có đếm không hết cổ thần, đều chán ghét này loại vĩnh viễn sát lục. Bọn hắn huyễn tưởng, cấu tạo ra được một cái mỹ hảo thế giới. Cái kia mỹ hảo thế giới, liền là cực lạc thế giới, không có tranh đấu, không có sát lục, người người bình đẳng, không có ức hiếp cùng áp bách, tất cả mọi người sinh ra tới liền là hưởng phúc. Tại thế giới kia, chỉ có hoa tươi, rượu ngon, món ngon, âm khúc, ánh nắng, cầu vồng, cùng hết thảy đẹp đồ tốt, không có bất kỳ cái gì hắc ám cùng tà ác.
thế giới kia liền là bến bờ vũ trụ. Là chư thiên cổ thần nhóm, chung nhau tư tưởng ra tới cuối cùng cực kỳ tươi đẹp thế giới. Thanh Liên đạo tổ cũng tham dự cái này tư tưởng, chư thần chỗ tư tưởng ra tới mỹ hảo thế giới, đã cùng đại đạo tương dung, sản sinh ra chân thực pháp tắc, trở thành chân thực tồn tại thế giới. Nhưng cái này chân thực tồn tại mỹ hảo thế giới, lại cùng hắc ám hỗn độn, hắc ám không không lúc nào không, hoàn toàn không cách nào tương dung, chư thần chỉ có thể ngưỡng vọng, lại tìm không đến bất luận cái gì có khả năng đến con đường. Thanh Liên đạo tổ nhọc lòng, kỳ thật tìm được đi bến bờ vũ trụ con đường, nhưng hắn vào không được. Bởi vì, bến bờ vũ trụ là tinh khiết nhất, tốt đẹp nhất thế giới, không cho phép có bóng mờ cùng hắc ám tồn tại. Lòng người là có hắc ám, chỉ cần trong lòng có hắc ám tồn tại, liền không có tư cách đi bến bờ vũ trụ. Cho nên, Thanh Liên đạo tổ chế tạo ra hoàn mỹ thiên mẫu nữ thần, trước đưa thiên mẫu đi bến bờ vũ trụ, sau đó lại nhường thiên mẫu ra tay, tiếp dẫn hắn đi qua. Kể từ đó, coi như hắn trong lòng có hắc ám, nhưng bởi vì có người tiếp dẫn, cũng có thể thuận lợi tiến vào bỉ ngạn thế giới. Nhưng, thiên mẫu vi phạm với hai người ước định, vô tận năm tháng trôi qua, nguyên sơ thế giới Thanh Liên hải biến thành Thanh Liên thần sơn, Thanh Liên đạo tổ đợi đến Thương Hải tang điền, đều không đợi được thiên mẫu tiếp dẫn. Hiện tại Diệp thần nói cái gì sa đọa chịu khổ, đây là Thanh Liên đạo tổ không thể tưởng tượng. Bởi vì, trong mắt hắn, bến bờ vũ trụ liền là cực lạc thế giới, như thế nào lại chịu khổ? Tiền bối, kỳ thật bến bờ vũ trụ, khả năng cũng không phải là cực lạc, mà là một cái hắc ám sa đọa thế giới, khả năng so không không lúc nào không còn muốn hắc ám. Diệp thần sắc mặt nghiêm túc, hắn là nhòm ngó qua bến bờ vũ trụ, biết cái kia hoa lệ thánh khiết biểu tượng sau lưng, là một đầm nước đọng. Một đầm nước đọng thế giới, cuối cùng đọa hóa hắc ám, hóa thành khô mục cùng tội nghiệt. Tinh không phía trên đàn sinh sinh linh, chỉ có thể vĩnh hằng tại tội nghiệt cùng trong bóng tối trầm luân chịu khổ, như kẹt ở vô gian luyện ngục, vĩnh viễn không siêu thoát. Thanh Liên đạo tổ coi là nắm thiên mẫu đưa vào cực lạc tỉnh thổ, nhưng trên thực tế, thiên mẫu khả năng bị hắn đẩy đi địa ngục. Ngươi nói bậy, bến bờ vũ trụ, như thế nào lại là một cái hắc ám thế giới? Thằng nhãi danh, chớ có loạn ta đạo tâm. Thanh Liên đạo tổ chấn nộ, quát tháo lấy Diệp thần, nếu như không phải hắn hiện tại quá hư nhược, nghe được Diệp thần như thế nói bậy, hắn đã sớm một trưởng vỗ đi qua. Diệp thần lắc đầu, không nói gì, trong tay hào quang hội tụ, đem trước kia chính mình dòm thấy qua hình ảnh, hiện ra tại Thanh Liên đạo tổ trước mặt. Trong tấm hình, là một ngọc cái thần thánh hạo đáng luân hồi thiên quốc, là một người người bình đẳng, vĩnh hằng an tưởng thế giới. Nhưng, chính là bởi vì giữa người và người, không có khác biệt, hết thảy thế giới thành một đầm nước đọng. Trong lòng người, dần dần tư sinh ra dã rời, chán ghét, bi thương các loại cảm xúc. Sau đó những tâm tình này, chuyển hóa thành nô dịch người khác, cừu hận, sát lục các loại cực đoan suy nghĩ. Cuối cùng đại chiến bùng nổ, khói lửa chiến tranh đem trọn cái thiên quốc, phá hủy thành phế tích. Ngoại trừ luân hồi thiên quốc bên ngoài, bến bờ vũ trụ địa phương khác, cũng là lớn kém hay không? Coi như không có chiến loạn địa phương, thế giới Pháp là bởi vì lâu dài ổn định, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, mà sinh ra cứng đờ hủ hóa, hắc ám ở trên trời cùng đại địa sinh trưởng, không cần nhân gian chiến loạn, Pháp tắc sụp đổ, cũng đủ để đem bến bờ vũ trụ phá hủy, đem cực lạc tỉnh thổ hóa thành địa ngục phế tích thế giới. Thanh Liên đạo tổ nhìn xem những hình ảnh này, triệt để choáng váng. Dùng tu vi của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được, những hình ảnh này, đều là Diệp thần đã từng tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là hư cấu. Bến bờ vũ trụ, thật đã hắc hóa sao? Thanh Liên đạo tổ không thể tin được, bến bờ vũ trụ có thể là hắn trong lòng hải đăng, là hết thảy mỹ hảo huyễn tưởng. Diệp thần lắc đầu, nói, bến bờ vũ trụ sau lưng chân tướng, tại hạ cũng không dám xác định, bởi vì ta chưa từng đi cái chỗ kia, chẳng qua là mơ hồ nhìn thấy một góc. Nhưng ta nghĩ, thế gian này, khả năng cũng không tồn tại hoàn mỹ gì cực lạc thế giới, bất luận cái gì nghĩ thành lập thiên quốc huyễn tưởng, cuối cùng khả năng đều muốn biến thành tội ác. Thanh Liên đạo tổ trầm mặc, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Diệp thần đạo, tiền bối, người oán hận thiên mẫu nương nương, là hoàn toàn không cần thiết. Thiên mẫu nương nương không có tiếp dẫn ngươi, có thể là không muốn để cho ngươi đi tinh không phía trên chịu khổ. Ở mảnh này khả năng đã sụp đổ sa đọa trong thế giới, nàng thậm chí liền nói rõ với ngươi chân tướng đều làm không được. Thanh Liên đạo tổ thân thể run rẩy,
sau đó liên tục gật đầu, nói, đúng rồi, ta tự tay sáng tạo nữ thần, như thế nào lại phản bội ta đây? Nếu là nàng thật phản bội, như thế nào lại hạ xuống đại từ thụ hoàng? Là ta hồ đồ rồi. Nàng nhất định là có cái gì nỗi khổ, nàng nhất định là ở trên trời sao chịu khổ. Ta phải nghĩ biện pháp đi qua cứu vớt nàng. Nói xong, Thanh Liên đạo tổ liền đứng dậy. Hắn lúc này, đã không nữa oán hận Thiên Mẫu nương nương, thậm chí muốn đi tinh không phía trên, cứu vớt trong lòng của hắn nữ thần. Diệp Thần tầm mắt thoáng nhìn, liền thấy bên hông thương lôi đao bên trên vết máu, đã hoàn toàn sạch xóa đi. Này cho thấy, Thanh Liên đạo tổ oán niệm, đã triệt để tiêu tán, hắn không nữa oán hận Thiên Mẫu. Lúc này Thanh Liên đạo tổ, hùng tâm tráng trí, thậm chí nghĩ trèo lên đỉnh tinh không. Bất quá, hắn quá hư nhược. Hắn tuyến thời gian đã sắp toàn bộ đoạn tuyệt. Tại đứng dậy về sau, hắn cũng bởi vì cảm xúc quá kích động, khí tức gợn sóng quá kịch liệt, kêu lên một tiếng đau đớn, ho ra máu tươi, lại lần nữa nuy đốn trên mặt đất. Cảm nhận được chính mình thân thể hư nhược, Thanh Liên đạo tổ ngẩn ngơ, sau đó lộ ra một vệt cười khổ, nói, thật sự là thiên ý trêu người, luân hồi chi chủ, người giúp ta giải khai khúc mắc, nhưng ta đã không có đầy đủ lực lượng, có thể sống sót. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta nghe được thiên đạo triệu hoán. Tiền bối. Diệp Thần vội vàng ôm Thanh Liên đạo tổ, đem linh khí của mình quán thâu đi vào, nhưng là nê nghiêu nhập hải. Thanh Liên đạo tổ tu vi quá cao, thậm chí siêu việt cửu phẩm thiên đế, dùng Diệp Thần này chút điểm linh khí, không có khả năng cho hắn bất luận cái gì trị liệu. Thanh Liên đạo tổ cũng biết mình sắp chết, tế ra một đóa màu vàng kim hoa sen, giao cho Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, ta dù chết, nhưng đạo thống của ta, cũng không thể đoạn tuyệt. Ta Thanh Liên bên trong ngọn thần sơn, đều là một đám không có thành tựu phế vật, cũng chỉ có bá đao thương lôi, độc thủ dược đồng đằng Thanh Châu, thần tuyết giao cơ, Mặc Uyên Mạn Đà mấy người kia có chút thiên phú, nhưng cũng không thể cùng ngươi so sánh. Đóa này Kim Liên, là ta suốt đời tu vi tâm huyết biến thành, ta tất cả thần thông bí pháp, đều ở bên trong. Hy vọng ngươi có thể kế thừa đạo thống của ta y bát, tương lai nếu là đi đến bến bờ vũ trụ, còn xin ngươi nhiều quan tâm thê tử của ta. Hắn đem cái kia hoa sen vàng, nhét vào Diệp Thần trong tay. Đóa này hoa sen, kim quang tinh khiết, thủy khí muôn vàn, Diệp Thần tay cầm tiếp xúc, liền có bảng bạc linh khí quán chú tiến đến. Tu vi của hắn, đúng là tại thời khắc này, lại mãnh liệt đột phá, theo thần đạo cảnh tầng 2 đỉnh phong, lập tức liền xông vào 3 tầng trời mức độ. Cảm thấy được đột phá của mình, Diệp Thần giật nảy cả mình. Thanh Liên đạo tổ cho hắn kim liên, linh khí thực sự quá bàng bạc, hắn chẳng qua là thoáng tiếp xúc, tu vi đã đột phá. Tiền bối. Diệp Thần trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Thanh Liên đạo tổ lắc đầu, nói, không có việc gì, ngươi liền thu cất đi, chỉ có ngươi, mới có tư cách kế thừa đạo thống của ta. Đóa này cửu liên, cùng sở hữu 9 cánh, phía trên có đánh dấu. Ngươi theo đệ nhất cánh bắt đầu dùng. Này mỗi một cánh hoa sen, đều ghi chép 9 môn thần thông tuyệt học, 9 cánh hoa sen, liền là 9981 loại tuyệt học, ngừng tụ ta vô số kỷ nguyên tâm huyết. Ngươi tiến hành theo chất lượng, lượng sức mà đi, theo đệ nhất cánh kim liên bắt đầu, chậm rãi dùng tiêu hóa ta thần thông, nhớ lấy không thể liều lĩnh. Này 81 môn tuyệt học bên trong, cuối cùng một môn, là ta huyễn muốn sáng tạo tuyệt học. Là có thể triệt để diệt sát sử thần tồn tại. Nhưng, cái kia môn tuyệt học, chỉ là ta huyễn muốn sáng tạo, chính ta đều không có luyện thành. Ta hy vọng tương lai có một ngày, ngươi có thể học thành, triệt để diệt sát sử thần. Triệt để diệt sát sử thần. Diệp Thần chấn kinh, nhìn kỹ trong tay kim liên, quả nhiên thấy phía trên có thật nhỏ màu vàng kim hoa văn đánh dấu. Có một đạo hoa văn, liền là đệ nhất cánh, hai đạo liền là đệ nhị cánh. Thanh Liên đạo tổ nói tới trung cực tuyệt học, có thể diệt sát sử thần tồn tại thứ 9 cánh, nhưng lúc này Diệp Thần, rõ ràng còn không có tiêu hóa nắm giữ tư cách. Đừng nói là hắn, coi như là Thanh Liên đạo tổ bản thân, đều không có thể nắm giữ cái kia môn tuyệt học, bởi vì đó là hắn huyễn nghĩ sáng tạo ra, muốn chuyển hóa thành chân thực sát chiêu áo nghĩa, cực kỳ gian nan, chính hắn đều làm không được. Sử thần là giết không chết, chỉ cần lòng người còn có ghê tởm. Sử thần liền vĩnh viễn bất tử. Liền thần khổng lồ Titan, chỗ cấu nghĩ biện pháp, cũng bất quá là đem sử thần phong ấn đến chòm sao phía trên.
Nhưng bây giờ Thanh Liên đạo tổ lại nói, hắn có triệt để diệt sát sửu thần biện pháp. Diệp thần tâm bên trong, tự nhiên là vô cùng kích động. Hô! Thanh Liên đạo tổ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đạo thống truyền cho Diệp thần, hắn kết một nỗi lòng, cho dù là chết, cũng có thể nghỉ ngơi. Chư đệ tử nghe lệnh, tại sau khi ta chết, các ngươi đem ta hỏa táng, hàng năm ngày rỗ thời điểm, nhóm lửa ta hỏa táng lưu lại đạo chủng xá lợi, để cho thiên mẫu nương nương ở trên trời sao thấy. Thiên mẫu còn ở trên trời sao chịu khổ, ta mặc dù chết rồi, nhưng linh hồn của ta, nhất định phải đi qua cứu vớt nàng. Thanh Liên đạo tổ ngước nhìn bầu trời tăm tối, chậm rãi nôn âm thanh, đem chính mình ý chí, truyền ra ngoài, cáo chi chư đệ tử hậu sự, lại nói. Ta chết về sau, các người phụng mặc Uyên Mạn Đà Vi Tôn, hắn tinh thông hoa cỏ chăn nuôi chi pháp, có thể tại hỗn loạn thế gian, đem cho các người đầy đủ tài nguyên. Diệp thần nghe nói như thế, lập tức giật nảy cả mình. Mặc Uyên Mạn Đà, chính là hoa tổ danh hiệu. Năm đó hoa tổ, cũng là Thanh Liên đạo tổ đệ tử. Hiện tại, Thanh Liên đạo tổ sắp chết, lại muốn tướng chủ làm thịt quyền hành, truyền cho hoa tổ. Diệp thần vội vàng nói, tiền bối, cái này Mặc Uyên Mạn Đà, cũng không phải cái gì người tốt, người không thể đem quyền hành truyền cho hắn. Thanh Liên đạo tổ sững sờ, nói, hắn không phải người tốt sao? Diệp thần đạo, đúng vậy, cái này người trong tương lai, đã thành một cái việc ác bất tận gian nhân, thậm chí cùng sửu thần cũng có cấu kết. Thanh Liên đạo tổ chấn nộ, nói thế mà cùng sửu thần có cấu kết. Tên phản đồ này, Diệp thần đạo tiền bối, ta nhìn ngươi rất nhiều trong hàng đệ tử, vị kia thiên cô tinh chuyển thế, gọi thân hạc tiểu cô nương, tư chất thiên chất cũng không tệ. Thanh Liên đạo tổ cau mày nói, thân hạc, nàng thiên sinh cô sát, không chịu nổi chức trách lớn, thiên phú cũng thường thường không có gì lạ, nàng có tư cách kế thừa ta quyền hành. Diệp thần đạo có, xin tiền bối tin tưởng ta. Thanh Liên đạo tổ nhíu mày càng sâu, nhưng hắn hiện tại quá hư nhược, đã sắp chết, không cách nào lại mảnh cứu.